Người đàn ông vô gia cư này tên là Harry, ông ta đang ôm một đống thuốc lớn nói rằng đây là thuốc của mình, thái độ cực kỳ ngang ngược. Trong lòng John nghĩ đây chẳng phải là ăn cướp giữa ban ngày hay sao? Có tin tôi khởi động năng lực bị động trong một bài học không? John mới chỉ nghĩ vậy Harry đã bắt đầu phát bệnh rồi. Ông ta ôm lấy đầu kêu lên đầy đau đớn. John nói rằng xem ra ông bị mắc chứng tinh thần phân liệt và chắc chắn nhiễm cả chlamydia rồi. Nó khiến ông bị viêm phổi, viêm niệu đạo, viêm khí quản và viêm não tủy. Dường như Harry nghe hiểu được một chút, ông lấy tay kéo môi trên lên cho John xem. Lập tức một mùi hôi lan tràn trong không khí. Kalu vội bịt chặt mũi lại, John thì lại cười cười nói rằng tình hình có vẻ nghiêm trọng, có vẻ như tôi đoán đúng rồi, đi thôi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Đến bệnh viện trong lúc Kalu và John cùng nhau kiểm tra cho Harry thì Marcus đột nhiên xông vào. Anh chính là trưởng khoa phẫu thuật lúc trước, hiện giờ đã trở thành tân viện trưởng, còn cựu viện trưởng Glassman sau khi biết mình bị u não đã chủ động từ chức rồi. Marcus rất tức giận, hôm nay anh vốn sắp xếp John và Kalu đi khám bệnh miễn phí ở khu ổ chuột, thật ra chỉ là cử người đến đó làm màu chút thôi. Nhưng không ngờ hai anh chàng này lại đưa bệnh nhân về viện thật, việc này vừa lãng phí thời gian lại lãng phí nguồn tài nguyên của bệnh viện. Marcus mắng cho Kalu và John một trận ra trò, đặc biệt là Kalu. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu làm việc ở bệnh viện này, vậy mà cậu lại làm ra loại chuyện ngu ngốc thế này. Kalu đáp rằng chúng tôi nghi bệnh nhân này bị viêm màng não. Marcus nghe xong thì nói, được, vậy tôi sẽ đợi kết quả kiểm tra của ông ta. Nếu ông ta không bị viêm màng não, tôi sẽ gọi điện đến bệnh viện Denver mà cậu sắp đến công tác, để cậu đến đó cũng không được sống yên. Kalu nghe xong rất buồn, chỉ có thể đợi chờ kết quả xét nghiệm của người đàn ông. Không lâu sau đã có kết quả, John quay ra nói với Kalu, thôi xong rồi, chúng ta quả thật đã làm lãng phí nguồn tài nguyên của bệnh viện. Kết quả xét nghiệm nói rằng Harry không bị viêm màng não. Xem ra những ngày tháng sau này của Kalu cũng không khá khẩm hơn giờ là mấy khi đến bệnh viện mới. Sắp tan ca rồi, John đi tìm cựu viện trưởng Glassman. Sau một ngày phải làm đủ mọi loại xét nghiệm, Glassman thấy rất buồn bực và khó chịu. Ông đang ngồi xé xác rồi vo tròn, vứt nó vào cái thùng rác cách đó khá xa như để xả stress. John khuyên thế nào cũng không được, sau cùng anh dứt khoát xé luôn xác của mình và chuẩn bị làm theo Glassman. Anh bắt đầu khởi động kỹ năng thiết lập sơ đồ cấu trúc của vạn vật, lập tức phân tích ra đủ mọi loại số liệu để có thể ném chung cái thùng rác kia. Trong lúc phân tích quỹ đạo ném, John đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Hôm nay khi anh đưa cho người đàn ông lang thang cái cốc, ông ta lại không tiếp được. Harry đã bị rối loạn thần kinh nhãn khoa, đây là dấu hiệu của u não. Nghĩ đến đây, John lập tức đứng chạy thẳng ra ngoài để tìm Kalu. Giữa đường John gặp Claire, Claire gọi giật John lại, muốn hỏi thăm tình hình của Kalu. Dù sao đây cũng là ngày cuối cùng Kalu làm việc tại đây. Do hai người đã chia tay nên cô không tiện đến gặp anh trực tiếp được. Nhưng John căn bản không để ý đến điều Claire đang nói, mà chỉ vội nói cho Kalu biết về phát hiện mới của mình. Cả hai người quay lại khu ổ chuột tìm kiếm Harry khắp nơi. Ở nước Mỹ nhất định đừng đến khu ổ chuột vào lúc đêm khuya thế này, nó thực sự rất nguy hiểm. John đến tìm bệnh nhân nhưng lại vô tình chọc phải một con chó dữ, nó hướng thẳng về phía John sủa ầm lên. Những người khác cũng không tốt đẹp gì mà thi nhau tạo ra tiếng ồn trêu đùa John. John ôm chặt lấy đầu gần như sắp bùng nổ, may mà Kalu ở bên cạnh liên tục vỗ về John. John vội lấy con dao phẫu thuật mà em trai tặng ra, nắm chắc lấy một lúc mới bình tĩnh lại được. Vất vả tìm kiếm khắp nơi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người đã tìm thấy Harry. Kalu nói với Harry rằng ông có u não, hãy về bệnh viện với chúng tôi sẽ trị cho ông. Nhưng mà kẻ Kalu có khuyên thế nào, Harry cũng không chịu đi cùng bọn họ nữa. Trong lúc Kalu khuyên giải Harry, John tìm thấy một tấm thẻ bảo hiểm trong lều của Harry và gọi tên thật của Harry là Edward, khiến ông ta đột nhiên lặng người đi. Lúc này John cũng chia sẻ với Edward rằng tôi cũng có vấn đề về thần kinh, nhưng vấn đề của tôi không thể trị được. Ông cũng có vấn đề về thần kinh nhưng có thể chỉ cần một ca phẫu thuật, ông có thể trở về làm Edward. Edward bị đả động đồng ý quay về bệnh viện với John và Kalu. Hai người đưa Edward đi chụp MRI, nhưng vừa mới vào phòng chụp được một lúc Marcus đã xông vào chỉ trích. Tôi mới nói với mấy người là đừng có lãng phí nguồn tài nguyên của bệnh viện nữa, sao bây giờ mấy người lại lôi ông ta đi chụp MRI? Marcus thậm chí còn dùng từ ngữ nặng nề để phê bình Kalu và chốt bằng câu, tôi sẽ gọi điện đến Denver và nói cho họ biết về hành vi đáng xấu hổ này của cậu. Kalu đáp lại rằng lần này họ đưa Edward về là ý của John. John cho rằng ông ấy bị u não nên chúng tôi đã đặc biệt đến tận khu ổ chuột để tìm ông ấy. John đã giao tiếp, kết nối và thuyết phục ông ấy đến đây. Cậu ấy kiên trì với chính kiến của mình và chiến đấu đến cùng. Bản thân là bạn và là đồng nghiệp của cậu ấy, tôi rất tự hào vì John, dù cho cậu ấy đúng hay sai. Lời nói của Kalu khiến Marcus nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Lúc này John lên tiếng cắt ngang trận tranh cãi. Hai người nhìn kìa, Edward có một khối u ở thùy đỉnh. Marcus tiến đến mở hình ảnh MRI lên xác nhận, rồi bảo họ tìm bác sĩ Lim và có thể sử dụng phòng mổ số 2. Sau khi Marcus rời đi, John dùng khuỷu tay huých huých Kalu coi như ăn mừng. Trong ca phẫu thuật, John khởi động năng lực thần chết mau lùi lại khiến ca phẫu thuật rất suôn sẻ. Khối u của Edward đã được xử lý, vợ và con của ông cũng đã đến bệnh viện. Một nhà ba người đoàn tụ ôm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc. Trong lúc John và Kalu chữa trị cho Edward, những bác sĩ nội trú khoa ngoại còn lại cũng gặp phải một thách thức rất lớn. Bệnh nhân Melanie cần thực hiện phẫu thuật ghép piggyback.
Họ cần phải đặt một quả tim mới vào bên cạnh quả tim của bà. Vấn đề nan giải ở đây là làm sao để hai quả tim này đập cùng một nhịp với nhau. Ca phẫu thuật phức tạp này có thể nói là ca đầu tiên trên thế giới. Marcus còn lấy danh nghĩa tân viện trưởng để mở hẳn một cuộc họp báo về ca phẫu thuật này. Sau khi biết điều này, Neil rơi vào thế bị động thực sự rất không vui. Thân là bác sĩ mổ chính, áp lực anh phải gánh quả thật quá lớn. Neil cùng ba bác sĩ nội trú mình đang dẫn dắt nghiên cứu kỹ phim chụp của Melanie, đúng là họa vô đơn chí. Melanie còn bị phình động mạch chủ, điều này khiến tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật đã thấp càng thấp hơn. Không còn cách nào khác, Neil đi tìm Marcus quyết định từ bỏ ca phẫu thuật. Marcus cảm thấy như vậy chẳng khác nào Neil muốn anh ta tự vả vào mặt mình. Tôi vừa tổ chức họp báo xong, giờ anh lại đến nói muốn từ bỏ. Chuyện này chắc chắn sẽ là trò hề lớn nhất của năm. Đúng lúc này, Claire, Janik và Park tiến vào nói rằng họ đã nghĩ ra một cách hay. Chúng ta có thể cắt bỏ và thay thế toàn bộ phần động mạch bị phình bằng chỗ nhựa Teflon. Tuy rằng nguy hiểm nhưng có sao cũng tốt hơn trơ mắt nhìn bệnh nhân chờ chết. Marcus nghe xong thì cảm thấy phương án này rất tuyệt, nhưng Neil thì không đồng ý mạo hiểm như vậy. Vì chuyện này, Marcus đã đặc biệt đến gặp riêng Neil để thuyết phục anh. Marcus vừa đấm vừa xoa nói Neil đang phân vân giữa lợi và hại mà ca phẫu thuật này mang lại. Nhưng vấn đề quan trọng nhất anh cần băn khoăn là anh có đủ khả năng để thực hiện nó hay không. Marcus nói rằng mình tin Neil có đủ khả năng đó. Cuối cùng Neil đã bị thuyết phục, anh quyết định sẽ thực hiện ca phẫu thuật này. Phẫu thuật để hai quả tim đập cùng một nhịp trong lồng ngực của bệnh nhân, độ khó cực kỳ cao. Đây là ca phẫu thuật đáng được ghi vào sử sách. Ca phẫu thuật bắt đầu rồi. Nửa đầu ca phẫu thuật được tiến hành khá thuận lợi, phần bị tổn thương đã bị loại bỏ, nhưng việc khâu mạch máu lại rất khó. Neil thử đến mấy lần cũng không thành công, cảm giác như anh đang phải khâu giấy vậy. Ca phẫu thuật rơi vào khó khăn, Neil rơi vào thế khó xử, phải làm sao bây giờ? Cả đội ngũ y tế đứng ở đó đều nhìn về phía Neil đợi chờ y lệnh của anh. Ca phẫu thuật mới được một nửa, bệnh nhân không thể kiên trì quá lâu được. Trong lúc then chốt, Neil quyết định mạo hiểm một lần dùng Teflon thay thế toàn bộ động mạch chủ đi lên. Park nhắc nhở anh rằng ghép tim hiến trực tiếp với miếng ghép sẽ khiến rủi ro tăng cao. Như vậy quá mạo hiểm, nhưng Neil kiên quyết nói rằng chúng ta buộc phải thử xem, phải dám thử thì y học mới có bước đột phá. Ca phẫu thuật được tiếp tục tiến hành, cuối cùng đã xử lý xong quả tim của Melanie. Park tiến hành bơm rửa, sau đó Neil đặt quả tim hiến vào bên phải quả tim của Melanie. Hai mươi mấy năm cuộc đời giờ tôi mới biết hóa ra còn có thể phẫu thuật như thế này. Nơi bình thường chỉ đủ chỗ cho một quả tim ngự trị mà giờ có thể đặt được những hai quả tim. Đoạn này trong phim được quay cực kỳ chân thực, mọi người nhất định phải xem thử nhé. Tất cả các mạch máu đã được nối với hai quả tim, thời khắc quan trọng nhất đến rồi đây. Nếu yêu cầu tắt máy tim phổi nhân tạo, Marcus ở bên trên chăm chú dõi theo nhất cử nhất động bên dưới, 10 giây, 20 giây, 30 giây. Tìm mãi mà không có nhịp đập, tất cả mọi người có mặt đều ngừng thở. Vào giây thứ 50, hai quả tim cuối cùng đã đập, mọi người đều rất vui vẻ. Hai quả tim cùng đập một nhịp thật sự quá xuất sắc. Neil ngẩng đầu lên nhìn Marcus, Marcus khẽ gật gật đầu. Phần còn lại khá đơn giản, Neil hỏi ai muốn làm. Lần này Claire đã quyết đoán hơn, nói mình sẽ làm nốt vì ống Teflon là ý tưởng của cô. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Marcus tổ chức hẳn một cuộc họp báo lớn để thông báo ca phẫu thuật ghép piggyback đã thành công vang dội dưới sự chỉ đạo của bác sĩ ưu tú Neil với truyền thông. Mấy tháng sau, bệnh nhân sẽ hoàn toàn bình phục. Điều này chứng minh rằng bệnh viện Bonaventure đang đi đầu trong giới y học. Lần này thì tan ca thật rồi. Ngày mai là ngày Kalu đến bệnh viện Denver công tác rồi. Sean và Kalu chính thức nói lời tạm biệt với nhau. Kalu nói với Sean rằng có lẽ Marcus chẳng bao giờ trân trọng những gì cậu đã làm ngoài kia, nhưng người anh em với tôi thì có. Sean vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc nhưng lúc này ánh mắt anh cũng đã đỏ lên. Thật ra mỗi một ca phẫu thuật đều giống như một trận chiến. Hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều trận chiến ác liệt và họ đều trân trọng điều đó. Sean nghẹn ngào nói cảm ơn Kalu, nói xong liền quay người rời đi. Người anh em bảo trọng nhé. Kalu ngồi ở ngoài cửa bệnh viện đợi chờ để nói lời tạm biệt với một người anh từng yêu, đương nhiên đó là bạn gái cũ Claire. Claire nói cô rất hoài niệm những tháng ngày họ cùng làm việc với nhau và những ngày tháng cả hai ở bên nhau. Chia tay là lỗi của cô thật sự hy vọng anh có thể ở lại. Nhưng Kalu lại nói, không, chúng ta đều không sai, chỉ là số phận quá trớ trêu. Tạm biệt lúc nào cũng không dễ dàng, về sau chúng ta nhất định đều sẽ hạnh phúc. Nói xong, Kalu đặt nụ hôn cuối cùng lên tóc Claire rồi xách ba lô lên đi về phía tương lai của chính mình. Từ đây, Kalu sẽ không xuất hiện trong loạt phim bác sĩ thiên tài nữa. Nhưng tôi tin rằng Kalu lương thiện, dũng cảm và tài giỏi vẫn sẽ có một sự nghiệp đáng tự hào cho riêng mình. Hết tập 1. Nhân viên vệ sinh này chỉ ở hơi có vài cái đã bị bác sĩ đứng gần đó chẩn đoán bị ung thư. Một loạt thao tác này thật quá thần kỳ nhưng cụ thể là thế nào đây? Các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé! Sáng giờ hôm nay, Sean đi làm như thường ngày thì phát hiện nhân viên vệ sinh Paul vừa lau kính vừa ợ hơi, tay còn xoa xoa ngực. Sean bắt đầu đếm 1 lần, 2 lần, 3 lần. Trong 10 phút, ông ấy đã nấc đến 17 lần. Con số này đã khiến Sean chắc chắn sức khỏe của ông nhất định đang có vấn đề gì đó. Sean nói phát hiện lớn này cho Neil đang ngồi bên cạnh nghe. Anh xem kìa, trong 10 phút, Paul đã ợ hơi đến 17 lần, ông ấy đã bị ung thư tuyến tụy. Nếu nghe xong đương nhiên không tin, anh phản bác rằng buổi sáng bị ợ hơi là rất bình thường, đó chỉ là trào ngược dạ dày, Sean à.
Không phải ai ở hơi cũng bị ung thư. Nói xong Neil đứng dậy muốn đi nhưng Sean lại bổ sung thêm một câu ông ấy bị vàng da. Neil quay đầu nhìn lại về phía Paul quan sát thì bảo màu sắc da của ông ấy rất bình thường, nhưng Sean lại chắc chắn rằng màu da hiện giờ của Paul đã thay đổi so với 6 tháng trước. Sau khi quan sát kỹ Paul thêm một lượt nữa, Neil bảo Sean đưa ông ấy đi làm một loạt các xét nghiệm và dặn Sean tuyệt đối không được nói cho Paul biết lý do, không được để ông ấy lo lắng một cách không cần thiết. Sean vui vẻ đồng ý, gần đây tôi cũng đang luyện tập nói dối. Mọi người đều nói rằng nói dối là một kỹ năng rất quan trọng, tôi cũng muốn luyện được nó. Sean và Claire gọi Paul vào phòng bệnh khiến Paul chẳng hiểu gì cả. Ôi trời, tôi chỉ ở hơi có mấy cái thôi, có cần phải làm nhiều kiểm tra đến vậy không? Claire bảo rằng đây là sự quan tâm mà bệnh viện dành cho nhân viên, Paul tỏ ra không tin. Sean đành ra đòn cứng rắn hơn, anh nói đây là quy định của bệnh viện. Chương C điều 17 mục 1 viết rằng tất cả các nhân viên đều phải đảm bảo bản thân khỏe mạnh khi tiếp xúc với bệnh nhân, đây là trách nhiệm của họ đối với bệnh nhân. Hơn nữa, mọi chi phí kiểm tra đều sẽ được bệnh viện chi trả. Nghe Sean lôi cả quy định bệnh viện ra lại còn không cần mất tiền thì Paul mới đồng ý cho họ kiểm tra. Sau một loạt kiểm tra, chẩn đoán của Sean đã đúng, Paul bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 3, đây là một cơ quan quan trọng của cơ thể nằm dưới dạ dày, bài tiết ra dịch tụy và insulin. Neil bảo Sean hãy học cách báo cho bệnh nhân biết tình hình của họ một cách uyển chuyển như một bài tập kỹ năng giao tiếp của một bác sĩ thực thụ. Lúc này Paul đang lau sàn, Sean gọi ông ra một chỗ không người nhưng Paul coi nhẹ vấn đề nên đã không chịu đi. Sean không nhịn được nữa liền nói ra sự thật, ông chỉ còn sống được chưa tới một năm nữa ngay giữa đại sảnh. Trước mặt biết bao nhiêu người, lúc này Paul mới đồng ý theo Sean. Paul gọi cả nhà mình đến bệnh viện, Sean nói với họ Paul đã bị ung thư tuyến tụy. Trước mắt phương án phẫu thuật là cố gắng loại bỏ khối u nhiều nhất có thể rồi giải phẫu lại để có hướng điều trị tốt nhất. Đây là một ca phẫu thuật rất phức tạp cũng rất nguy hiểm. Nếu ca phẫu thuật thuận lợi, Paul có thể sống thêm mấy chục năm. Nếu thất bại thì ông sẽ ra đi ngay trong ca phẫu thuật. Còn nếu từ bỏ phẫu thuật để điều trị bảo tồn thì Paul chỉ còn thời gian một năm. Con gái lớn của Paul lập tức khuyên ông làm phẫu thuật, nhưng Paul vẫn do dự không quyết. Cuối cùng ông giao lại quyền quyết định cho cả nhà. Sau khi tan gặp, Sean nhìn thấy Paul đang cầu nguyện trong phòng hội nghị. Sean lên tiếng xin lỗi, tôi đã nói ông không còn sống được bao lâu nữa giữa đại sảnh là tôi quá hấp tấp, tôi không phân rõ lúc nào thì nên nói dối. Paul mỉm cười hiền lành nói với Sean những lời từ tận đáy lòng, không sao đâu Sean, nói thật vẫn tốt hơn nói dối rất nhiều. Nhưng có lúc khi sự thật không thể giúp được gì cho ai đó thì ta cũng nên nói dối. Sean hỏi Paul có muốn làm phẫu thuật không, Paul trả lời rằng cả nhà đều muốn ông phẫu thuật nhưng ông lại không muốn, cơ mà ông vẫn sẽ nghe theo lời người nhà. Cứ như vậy Paul được đẩy vào phòng phẫu thuật, Neil làm bác sĩ mổ chính còn Sean và Claire làm phụ mổ. Mở khoang bụng, dẫn lưu, loại bỏ khối u, hút dịch, một loạt các thao tác chuyên nghiệp lần lượt được thực hiện. Paul tuổi cao sức đã yếu, Sean đã khởi động năng lực thần chết mau lùi lại sớm hơn mọi khi, bảo đảm cho Paul không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ sự cố gắng của mọi người, cuối cùng toàn bộ khối u tụy đã được cắt bỏ, ca phẫu thuật kết thúc suôn sẻ. Sean và Claire đi thông báo với người nhà của Paul ca phẫu thuật rất thuận lợi, họ hạnh phúc đến mức ôm chặt lấy nhau trong nước mắt. Thật ra Sean còn muốn nói rằng biến chứng hậu phẫu thuật còn đáng sợ hơn nhưng đã bị Claire ngăn cản. Quả nhiên 3 tiếng sau Paul lại được đưa trở lại phòng phẫu thuật, tim của ông đột nhiên ngừng đập, máu chảy không ngừng. Neil, Sean và Claire vội vã cấp cứu, toàn bộ khoang bụng đều là máu, họ không ngừng khâu chỗ chảy máu lại nhưng những chỗ khác lại thi nhau vỡ ra. Sau 10 lần khâu chỗ chảy máu lại, tình hình vẫn không khả quan hơn. Lúc này ngay cả năng lực siêu việt thần chết mau lùi lại của Sean cũng không còn tác dụng nữa, thần chết đã đưa Paul đi. Sean và Claire đi thông báo với người nhà rất tiếc Paul đã qua đời trong ca phẫu thuật. Ông ấy bị vỡ động mạch dạ dày, một biến chứng thường gặp của những ca nặng như thế này, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Lúc này người nhà của Paul bắt đầu oán trách nhau, em trai trách đây là lỗi của chị cứ nhất định ép bố phải làm phẫu thuật. Còn chị thì nói mẹ cũng đồng ý thực hiện ca phẫu thuật này là cả nhà chúng ta đã hại chết bố. Trong lúc mọi người còn đang không ngừng đổ lỗi cho nhau, Sean lên tiếng, không phải là Paul muốn thực hiện ca phẫu thuật này, ông ấy từng nói với tôi như vậy. Một câu nói ngắn gọn của Sean lập tức tháo gỡ được khúc mắc trong lòng người nhà của Paul, họ đã ôm lấy nhau khóc. Sau khi ra ngoài, Claire hỏi Sean, Paul thực sự từng nói như vậy sao? Sean trả lời, không, là tôi đã nói dối. Thật ra Paul không muốn thực hiện ca phẫu thuật này, nhưng Paul từng nói với tôi là có lúc khi sự thật không thể giúp được gì cho ai đó thì ta cũng nên nói dối. Và lời nói dối này của Paul quả thực đã cứu lấy cả nhà Paul. Trong lúc đội của Sean chữa trị cho Paul, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ đặc biệt. Rốt cuộc cô bé có oán nặng thù sâu với ai mà lại bị người ta tàn nhẫn cắt mất âm vật. Loại chuyện này xảy ra ở rất nhiều ở châu Phi. Lim vừa bèn váy lên kiểm tra cho Asha thì bị dọa cho ngây người, quả thực là thảm đến mức khiến người ta không dám nhìn. Lim 5 lần 7 lượt truy hỏi là ai đã làm, Asha mới gượng ép mà nói ra. Khi cô bé 2 tuổi đã bị người nhà trói lại và cắt mất âm vật, cô bé chỉ cầu xin Lim chỉnh sửa lại nó giúp cô bé vì cô bé thấy nó rất ghê tởm. Lim đã đồng ý nhưng Park và Janik lại có ý kiến khác với Lim. Muốn thực hiện ca phẫu thuật này cần có sự đồng ý của bố mẹ bệnh nhân, nhưng bố mẹ lại có hành vi ngược đãi con cái của mình. Theo lý nên báo cảnh sát, nhưng nếu làm vậy Asha sẽ không được phẫu thuật nữa. Hơn nữa Park còn phát hiện ra thông tin của Asha là giả, thực hiện ca phẫu thuật này sẽ làm trái với quy định của bệnh viện.
Nhưng Lim kiên quyết cho rằng vì tương lai của Aisha, cô nhất định sẽ thực hiện ca phẫu thuật này. Họ sẽ thực hiện ca phẫu thuật vào sáng ngày mai và đến 6 giờ tối để cô bé về nhà, như vậy người nhà sẽ không biết đến chuyện này. Nếu bị điều tra, họ có thể giải thích theo như luật hiện hành, trong vòng 36 tiếng cô sẽ báo cáo về chứng cứ lạm dụng trẻ em dựa trên thông tin cô bé cung cấp, nhưng cô bé không thấy đâu nữa nên cô không thể báo lại. Ca phẫu thuật được tiến hành như kế hoạch, quá trình rất thuận lợi, nhưng sau khi Aisha tỉnh lại thấy cực kỳ đau ở chỗ phẫu thuật, Lim vội ra y lệnh truyền thuốc giảm đau. Xem ra Aisha không về được nhà rồi, họ không thể giấu giếm thêm được nữa. Lim chỉ đành nói hết mọi chuyện với Marcus, người lúc này đã trở thành viện trưởng. Marcus lập tức gọi người nhà của Aisha và tổ chức bảo vệ trẻ em đến bệnh viện. Đứng trước pháp luật, cha mẹ của Aisha cuối cùng cũng nói ra sự thật. Thứ nhất, tên con gái của họ là Mara. Thứ hai, cắt âm vật là tập tục truyền đời của họ, tất cả phụ nữ khác ở chỗ họ đều bị cắt. Cực kỳ tàn nhẫn, mẹ của Aisha cũng nằm trong số đó. Lim nói rằng sau ca phẫu thuật Aisha thấy cực kỳ đau, chứng tỏ rằng thần kinh vẫn còn cảm giác, có thể tái tạo cấu trúc âm vật để cô bé trở thành cô gái đúng nghĩa. Như vậy về sau khi kết hôn, cô gái sẽ được tận hưởng cảm giác với chồng mình. Nhưng bố mẹ Aisha một mực không đồng ý, bọn họ cảm thấy Lim lo chuyện bao đồng. Suy cho cùng đây cũng là quy định mà tổ tông bọn họ truyền lại, không thể bị cắt đứt ở thế hệ bọn họ. Trong tình thế này, đại diện tổ chức bảo vệ trẻ em quyết định đi hỏi ý nguyện của Mara. Sau khi tỉnh lại, Mara nhìn thấy bố mẹ ở đây thì thấy hơi sợ hãi. Lim nói với Mara cô bé có hy vọng khôi phục lại được âm vật để trở thành một cô gái đúng nghĩa. Nhưng Aisha lại sợ đau, nói rằng hãy cắt bỏ nó hoàn toàn đi. Nghe xong, Lim cảm thấy rất bất lực. Đêm khuya, Lim đã đến phòng bệnh của Aisha nói chuyện rất lâu, nhưng cô bé vẫn cương quyết muốn loại bỏ hoàn toàn âm vật. Ca phẫu thuật được tiến hành nhưng Lim đã đi ngược lại với ý muốn của Mara. Cô không thể trơ mắt nhìn tương lai của Mara bị hủy hoại như vậy được. Lim lấy một vài tổ chức từ mặt của Mara để tái tạo lại âm vật cho cô bé. Ca phẫu thuật rất thành công. Bố mẹ của Mara không hề biết chuyện này, họ chỉ đang rất vui khi nhìn thấy con gái phẫu thuật thành công. Bố của Mara còn mặt dày muốn bắt tay với Lim, nhưng Lim căn bản không thèm cho ông ta mặt mũi. Vậy là Lim đã cứu vớt được tương lai của Aisha, hy vọng những hủ tục lạc hậu và tàn nhẫn này sẽ sớm được loại bỏ hoàn toàn. Ở một bên khác, bạn gái cũ của Sean là Lia đang ở tại nhà anh khiến Sean không muốn về nhà chút nào. Thế là Lia đến bệnh viện tìm Sean nhưng mà Sean lại không thèm để ý đến cô. Claire thấy vậy cổ vũ Sean nói ra những gì mình nghĩ, đừng mãi cất giữ trong lòng. Cuối cùng Sean đã chịu nói chuyện thẳng thắn với Lia. Ngày nào về nhà nhìn thấy quả bóng chày mà cô tặng, Sean cũng sẽ nhớ đến cô. Nhưng bóng ở đây nhưng người thì đã đi mất. Điều này khiến tinh thần anh bị dày vò. Giờ đây cô về rồi nhưng một thời gian nữa cô vẫn sẽ bỏ đi và Sean sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Cho nên Sean hy vọng Lia hãy hoàn toàn rời xa mình. Nói xong, Sean lập tức quay người rời khỏi nhà. Ở một bên khác, cựu viện trưởng Aaron Grassman cũng bắt đầu tiến hành phẫu thuật loại bỏ u não. Hết tập 2. Bệnh nhân này thật đen đủi, bị bạn gái dùng Viagra hoặc thứ gì đó đại loại thế khiến cậu nhỏ của anh ta cương cứng kéo dài. Trần Hích kiểm tra cho anh ta thấy dương vật cứng và tuyến hạch mềm, vấn đề khá nghiêm trọng. Còn Sean đứng bên cạnh mỉm cười, Sean mà cười thì các bạn đều biết rồi đấy. Để loại bỏ sự khử oxy máu và hồi phục sự lưu thông, Jenick đã dùng kim tiêm tác động vào cậu nhỏ của anh ta. Người đàn ông nhìn mà sợ hết hồn, anh ta rất không muốn để Jenick làm việc đó. Nhưng Sean nói với anh rằng giờ đã hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, chắc anh không muốn nó hoại tử đâu nhỉ. Anh ta đau đến mức hét ầm lên, tay còn tóm chặt vào tay Sean khiến Sean cũng đau đến hét ầm lên như anh ta. Hết nói nổi hai người đàn ông. Jenick và Sean đang gặp khó khăn bên này thì bên kia một bệnh nhân khó nhằn khác lại được đẩy vào phòng cấp cứu. Thật là một ngày không bình yên. Đây là một thứ thần kỳ, cho vào miệng thì dễ nhưng lấy ra thì khó bằng trời. Hôm nay trực cấp cứu, Sean đã gặp một cậu bé nghịch dại nhét bóng đèn vào miệng thử cảm giác mạnh. Giờ thì xấu hổ lắm đúng không? Nhét thì rõ là dễ dàng, nhét xong thì không làm sao lấy ra được, lại còn phải đi cấp cứu. Đã hơn 10 tiếng rồi, nếu không còn lấy được bóng đèn ra, cơ ở miệng sẽ bị hoại tử mất. Sean nhận định rằng cơ hàm của cậu bé đã bị biến dạng, Jenick đề nghị cho cậu bé dùng thuốc giảm đau và lấy nó ra với Marvo. Nhưng bóng đèn và miệng dính quá khít với nhau, Marvo cũng không làm gì được. Nếu bất chấp làm vỡ bóng đèn thì lại sợ mảnh vỡ sẽ bắn vào trong phổi của cậu bé. Sean muốn gọi điện thoại cho bác sĩ cấp 1 Lim hỏi xem với tình hình này họ nên xử trí thế nào. Tuy lúc tan ca, Lim đã dặn họ là trừ phi bệnh nhân đó sắp tắt thở, còn không thì đừng gọi cho cô. Nhưng hiện giờ hai bệnh nhân này thật quá khó xử lý, Sean không thể không gọi điện cho Lim. Lúc này Lim đang là bị cáo ở tòa án, cô bị cáo buộc lái xe vượt quá tốc độ quy định và có nguy cơ bị tước bằng lái trong vài tháng. Lim nói rằng hai người đã là bác sĩ nội trú năm 2 rồi, đây là thời cơ tốt để thể hiện bản thân, hai người tự nghĩ cách đi, nói xong lập tức cúp máy. Tại đến trưa, Sean thấy rất rối, cả hai bệnh nhân đều chưa được giải quyết, Lia lại cứ gọi điện đến quấy rầy, hai người họ đang cãi nhau nên Sean thật sự không muốn bắt máy. Sean hỏi Claire làm sao để đối phó với Lia, anh muốn khuyên Lia quay lại Hershey.
Nhưng Claire lại nói mặc kệ là tình yêu hay tình bạn, nhưng mối quan hệ giữa người và người chưa bao giờ là dễ dàng. Cậu không thể trốn tránh mãi mà phải học cách lắng nghe đối phương nữa. Cậu không thể khép mình lại cách biệt hoàn toàn với thế giới chỉ để hy vọng mình không bao giờ bị tổn thương được. Câu nói này của Claire đã gợi ý cho Sean. Đúng, cách biệt hoàn toàn. Sean đã nghĩ ra cách giải quyết ca nuốt bóng đèn rồi. Sean dùng túi phẫu thuật nhét từng chút một vào miệng cậu bé, sau đó cố gắng dùng nó bao thật chặt thật kín lấy cái bóng đèn rồi bảo cậu bé cắn vỡ nó đi, nhưng cậu bé không dám. Sean nói rằng đến giao phẫu thuật cũng không thể làm rách cái túi này, em cứ yên tâm mà cắn, nhưng cậu bé vẫn không dám. Cuối cùng Sean thẳng tay cho cậu bé một chưởng vào má khiến bóng đèn vỡ vụn, sau đó nhẹ nhàng rút túi phẫu thuật chứa mảnh vụn của bóng đèn ra. Pha xử lý này đúng là cực kỳ hoàn mỹ. Lại 3 tiếng nữa trôi qua, hiện tượng cương cứng dương vật của người đàn ông vẫn không chuyển biến tốt lên chút nào. Rốt cuộc họ nên trị cho anh ta thế nào đây? Sean cũng đang rất sốt ruột, lần đầu tiên thấy Sean bối rối trước một bệnh nhân thế này. Hết cách, anh đành đi hỏi ý kiến cựu viện trưởng Glassman. Ông Glassman vừa làm phẫu thuật cắt bỏ u não xong, ca phẫu thuật rất thuận lợi, hiện ông đang nghỉ ngơi hồi phục. Ông nói với Sean hãy dùng phương pháp giữ lạnh, tuy không phải cách hay nhất nhưng nó có thể kéo dài thời gian cho đến khi Sean nghĩ ra một cách hay hơn. Sean chuẩn bị mũi kim vừa to vừa dài này để tác động vào cậu nhỏ của bệnh nhân với mục đích phục hồi lưu thông máu. Đây chính là phương pháp giữ lạnh, bệnh nhân nhìn thấy mà sợ khiếp vía. Không phải chứ, nó còn to hơn cả cái cuối cùng lúc sáng. Lúc này Janice đột nhiên kéo Sean ra ngoài, cô trách Sean có phải đã gọi điện cho Lim rồi không? Chẳng phải họ đã nói sẽ không gọi cho cô ấy nữa sao? Sean trả lời rằng Glassman chỉ anh cách này. Trong lúc hai người đang tranh luận, Sean khởi động năng lực thiết lập sơ đồ cấu trúc vạn vật, sơ đồ thần kinh, mạch máu của bệnh nhân lập tức hiện lên trước mắt anh. Cuối cùng anh đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi, hóa ra vấn đề nằm ở gần thần kinh xương chậu. Hai người đẩy người đàn ông vào phòng chụp CT, cuối cùng họ đã tìm ra nguyên nhân khiến dương vật của anh ta cương cứng kéo dài. Là do áp xe ngoài màng cứng cùng với xương chậu mở rộng, tình hình rất nguy hiểm, phải phẫu thuật ngay lập tức. Hai người gọi thẳng cho Lim và cô nói sẽ quay về bệnh viện ngay. Lim làm bác sĩ mổ chính, Sean và Janice làm phụ mổ. Sean khởi động năng lực siêu việt thần chết mau lùi lại, các phẫu thuật được tiến hành rất thuận lợi. Cùng lúc đó, Neil đã tiếp nhận một bệnh nhân phụ khoa, người vợ Gina là người da trắng, còn người chồng Daniel là người da đen. Thông qua kiểm tra, Gina buộc phải làm phẫu thuật cắt bỏ nội mạc tử cung. Neil nói với hai vợ chồng là họ sẽ phẫu thuật thông qua một đường rạch ở rốn của Gina. Cô thậm chí sẽ không nhìn thấy vết sẹo. Kỹ thuật phẫu thuật này rất tiên tiến, chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Gina nói rằng mình đặt hết hy vọng vào các bác sĩ, mong mọi người nhất định phải trị khỏi cho cô. Ngay từ khi 17 tuổi, cô đã mong ước được làm mẹ. Đến cả tên đứa bé họ cũng nghĩ xong hết cả rồi. Con trai thì đặt là Jackson, còn con gái là Cameron. Tất cả mọi người đều cảm thấy hai cái tên rất đẹp. Đây là một ca phẫu thuật cứu lấy tử cung cực kỳ khó nhằn. Cả phẫu thuật bắt đầu, Neil làm bác sĩ mổ chính, Claire và Park làm phụ mổ. Mọi người xem thứ mà Neil đang cầm trong tay kìa. Các bác sĩ dùng nó để căng rốn của bệnh nhân ra đấy, nhìn cũng đáng sợ phết đúng không? Sau khi nhét dụng cụ vào, Neil phát hiện buồng trứng của Gina có tổn thương và nó đã lan ra cả ruột, bằng quang và tử cung của cô ấy. May là Neil là bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, nếu đổi lại là một bác sĩ trẻ nào đó chắc đã sợ đến mất hồn. Khi nhìn thấy biến chứng trên diện tích lớn thế này, Neil nhanh chóng quyết định phương án phẫu thuật trong nháy mắt, họ sẽ bắt đầu từ ống dẫn chứng từng cái một, còn Claire sẽ đi tóm tắt tình hình cho Daniel biết. Ca phẫu thuật khó hơn bọn họ dự đoán lúc đầu, một tiếng đồng hồ căn bản không thể xong được, ít nhất cũng cần đến 4-5 tiếng. Daniel rất kích động muốn vào phòng phẫu thuật nhìn vợ nhưng đã bị Claire ngăn cản. Ca phẫu thuật tiếp tục tiến hành nhưng lại xảy ra tranh luận giữa các bác sĩ và y tá. Neil cảm thấy cả Claire và y tá Floor đã quá nhạy cảm và điều đó ảnh hưởng đến ca phẫu thuật. Chắc chỉ có ở Mỹ mới xảy ra chuyện này quá. Một bác sĩ phụ mổ và một y tá tranh luận với bác sĩ mổ chính về một việc gì đó ngoài ca phẫu thuật, ngay trong khi ca phẫu thuật đang diễn ra. Sau khi mở một cuộc họp nhỏ và nhờ sự ra mặt của Mark Hurst, cuối cùng mọi người cũng quay về trạng thái chuyên nghiệp mà đội ngũ phẫu thuật cần có. Ca phẫu thuật này thật quá phức tạp, tổn thương lan ra quá rộng, lại còn là hai bên. Mỗi lần xử lý một bộ phận nào đó đều phải kiểm tra kỹ cả hai bên, họ đã xử lý gần như toàn bộ tổn thương suốt mấy tiếng đồng hồ liền, chỉ còn hai chỗ nữa là xong. Nhưng lúc này monitor đột nhiên phát tín hiệu cảnh báo huyết áp đang hạ, xem ra Gina đã bị xuất huyết ở đâu đó. Không thể tìm được vị trí xuất huyết chỉ qua một lỗ nhỏ ở rốn, họ buộc phải rạch mở ổ bụng. Khó khăn lắm mới kiểm soát được vấn đề xuất hiện. Họ lại phát hiện tổn thương đã lan ra toàn bộ bàng quang, kể cả phần bao quanh, xem ra phải cắt bỏ bàng quang rồi. Mọi người đều biết bàng quang là cơ quan chứa nước tiểu, cắt bỏ bàng quang đồng nghĩa với việc cả đời này Gina phải gắn bó với một túi nước tiểu nhân tạo được đặt ở bụng. Claire nói rằng Gina mới chỉ 28 tuổi, nếu làm như vậy cả đời này của cô ấy sẽ rất đau khổ, không bằng chúng ta mạo hiểm cắt một phần của ruột để tái tạo bàng quang. Daniel đồng ý và phẫu thuật tiếp tục được tiến hành, nếu đã tạo một bàng quang mới cho Gina. Khó khăn lắm ca phẫu thuật mới đi đến hồi kết, họ lại phát hiện ra gì đó ở dưới đáy tử cung. Ôi trời, đó là một khối đa bội.
Nó kéo dài từ tử cung cho đến động mạch buồng trứng, tất cả nguồn cung cấp máu đã bị xâm nhập. Sao ca phẫu thuật này lắm vấn đề thế không biết? Xin nói rõ trước là Sean không liên quan gì đến vụ này nha. Anh còn chưa cả gặp mặt bệnh nhân nữa, nên chúng ta không thể để anh gánh trách nhiệm vụ này được. Nếu nói rằng giờ phải cắt bỏ toàn bộ tử cung, nhưng lúc trước Gina đã từng nói nguyện vọng lớn nhất đời này của cô là được làm mẹ. Park đề nghị họ cắt bỏ khối đa bội và ghép một tĩnh mạch hiểm vào bằng đường vòng để bảo toàn tử cung. Nhưng nguy cơ bị tắc rất cao, Gina sẽ bị nhiễm trùng và gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thật khó để đưa ra lựa chọn nên nếu quyết định trao quyền chọn lựa cho Daniel. Daniel vừa nghe xong thì gần như sụp đổ. Anh không thể đưa ra lựa chọn, đó là mong ước cả đời của vợ anh. Đứng giữa mạng sống của vợ và mong ước cả đời của cô ấy, Daniel quyết định ủy thác quyền lựa chọn lại cho Claire. Trước thái độ cương quyết của Daniel, Claire không thể từ chối, cô biết mình đang phải gánh vác một trách nhiệm rất lớn. Quay về phòng phẫu thuật, Neil đã chuẩn bị để làm phẫu thuật giữ lại tử cung. Nhưng Claire nói rằng Daniel đã ủy thác quyền lựa chọn cho cô, mà quyết định của cô là cuộc sống quan trọng hơn một giấc mơ, hãy cắt bỏ tử cung. Neil cân nhắc một chút, cuối cùng đồng ý với ý kiến của Claire. Rất đáng tiếc Gina đã mất đi khả năng sinh con nhưng đổi lại cô giữ được mạng sống. Ca phẫu thuật vốn dự tính sẽ hoàn thành xong trong một tiếng, cuối cùng lại kéo dài đến tận mười mấy tiếng. Thật may nó đã kết thúc một cách suôn sẻ. Ở bên này, phẫu thuật của Sean cũng đã kết thúc suôn sẻ, anh chàng bệnh nhân đen đủi kia đã giữ được cậu nhỏ của mình. Sau khi tan ca, Sean đã gặp Leah đang đợi anh ở cổng viện. Leah tức giận mắng Sean không đáng mặt bạn bè. Tình bạn phải đến từ hai phía, có được không? Cậu thì hay rồi, đuổi tôi đi, lại còn từ chối nói chuyện với tôi. Cậu chỉ suy nghĩ cho cảm xúc của mỗi mình mà không nghĩ rằng tôi cũng có cảm xúc. Sean, cậu thật sự là một tên ngốc. Leah mắng xong liền tức giận bỏ đi, còn Sean thì trầm mặc ngồi im tại chỗ không biết nên phản ứng thế nào. Hết tập 3. Cậu bé này là kẻ bạo lực thiếu chút nữa đã khiến bàn tay của mẹ mình đứt lìa. Đến viện chỉ vung tay một cái đã tặng cho thiên tài Sean của chúng ta một cú vào mặt. Sean nào đã từng bị thiệt như thế này chứ, anh tức giận rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt dáng vẻ hung hãn bàn này đã biến thành thế này. Một khúc gỗ nhọn đang cắm thẳng vào vai cậu ta. Lẽ nào là Sean đã khởi động năng lực để dạy bảo cậu ta sao? Mọi chuyện cụ thể như thế nào các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Một người phụ nữ tên là Nicole bị thương ở bàn tay đến bệnh viện mà Sean đang công tác. Cả một mảng thịt lớn gần như đứt lìa khỏi bàn tay người phụ nữ. Nicole nói rằng đó là do mình bất cẩn bị thủy tinh cứa phải khi lau cửa. Neil quyết định lập tức phẫu thuật cho cô, nhưng con trai cô là Mark nhìn thấy thế thì như phát điên lên hỏi, mẹ đi đâu thế? Sean tiến lên muốn giúp cậu ta bình tĩnh lại nhưng lại bị một cái hất tay hôn thẳng vào mặt. Các bạn nói xem Sean có oan uổng không chứ? Gương mặt tôi có tội tình gì hả anh bạn? Một hộ sĩ thấy vậy mau chóng khống chế lấy Mark, còn Sean lập tức đưa ra y lệnh cho cậu ta 2mg thuốc an thần và một tí đá lạnh cho gương mặt tội nghiệp này. Phẫu thuật của Nicole rất thành công, Neil nói rằng mọi thứ đều rất tốt. Với 15 năm kinh nghiệm là cảnh sát, Park phát hiện có gì đó bất thường. Tôi có thể đoán ra rằng vết thương này của cô chắc chắn không phải do lau cửa thủy tinh mà là do con trai cô Mark gây nên. Nicole nghe xong vội vã phủ định, khẳng định vết thương này là do bản thân bất cẩn và Mark chưa bao giờ làm hại ai cả. Park đưa tay chỉ về phía Sean, chỗ bị đánh trên mặt Sean đã đỏ lên. Đó là tác phẩm của Mark khi Sean chỉ cố giúp đỡ cậu ta. Chợt nhìn biểu cảm của Sean tội nghiệp chưa kia. Lúc này Nicole mới thôi không bao biện cho con trai mình nữa, vết thương này quả thực do Mark gây ra. Nicole giải thích rằng Mark bị chậm phát triển trí tuệ, bố cậu ta đã vứt bỏ hai mẹ con họ từ lâu. Mấy năm nay chỉ có một mình cô bươn trải nuôi con trai trưởng thành cực kỳ vất vả. Mọi người nghe vậy đều thấy rất cảm thông cho hoàn cảnh của Nicole. Vì tình trạng vết thương rất lạc quan nên Nicole không cần nằm viện, hai mẹ con có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không qua bao lâu, Mark lại đưa vào viện cấp cứu với một cái cọc gỗ trên vai. Nicole giải thích Mark muốn nhảy qua hàng rào nhưng vì cân nặng quá khổ nên đã bị cọc rào đâm bị thương. Xem ra chúng ta không nên tùy tiện động tay động chân với chàng bác sĩ thiên tài này, nếu không sẽ phải trả cái giá rất đắt. Nhìn xem tấm gương sáng đang ở trước mắt đây này. Tin tốt là cọc gỗ không đâm trúng bất kỳ cơ quan quan trọng, dây thần kinh hay là động mạch nào. Tin xấu là nó đã vỡ vụn trong vai của Mark. Lần này Mark trở thành bệnh nhân, mọi người phải kiểm tra thật kỹ một phen. Hay lắm, Mark mắc hội chứng Fragile X, một căn bệnh di truyền được thừa hưởng gây ra các khuyết tật về phát triển trí tuệ và rối loạn tăng động giảm chú ý. Có thể nói một khi lên cơn đến cả bản thân mình cũng sẽ không tha. Bạn tốt nhất của Mark là chú ngựa vằn tên là Deezer. Trên đường bị đẩy vào phòng cấp cứu, Mark làm rơi Deezer. Sean rất tốt bụng mà nhặt lên trả lại cho cậu ta. Không lâu sau, Mark được đưa lên bàn mổ, Neil là bác sĩ mổ chính, Sean và Park làm phụ mổ. Sean khởi động năng lực trị được tất cả mọi thứ hoàn hảo, loại bỏ hết mảnh vụn cùng cả đoạn cọc dài khỏi vai cho Mark, sau đó khâu lại, cả phẫu thuật đại công cáo thành. Sau khi xong xuôi, ba người thông báo tin tốt về ca phẫu thuật cho Nicole, đồng thời nói rằng tối nay họ có thể xuất viện về nhà. Nicole nghe xong thì cau mày lại, cô muốn gửi Mark ở bệnh viện một đêm. Cô thực sự muốn có một buổi tối yên tĩnh cho riêng mình. Bao nhiêu năm nay con trai không ngừng gây chuyện một ngày nào.
Ba bác sĩ cũng rất hiểu cho Nicole có một cậu con trai mắc hội chứng Fragile X, kèm rối loạn tăng động giảm chú ý ở bên cạnh chẳng khác nào ôm một quả bom hẹn giờ trong tay. Bất cứ lúc nào bom cũng có thể nổ tung khiến mình và mọi người bị thương. Cứ phải kè kè canh chừng suốt 24 tiếng một ngày, như vậy trong nhiều năm thật sự khiến người ta thấy kiệt sức. Park đề nghị đưa Mark đến trung tâm sức khỏe tâm thần nhi khoa, như vậy đối với cả hai đều tốt. Nhưng Nicole không nhẫn tâm, có nói sao thì đó cũng là con trai cô, bố của nó đã bỏ rơi nó rồi, tôi không thể bỏ rơi nó được. Nghe Nicole nói, Sean nhớ lại ngày trước từng được một người phụ nữ trung tuổi nhận nuôi, bà ấy rất bất cần và cầu thả. Ngày đầu tiên Sean chuyển đến, bà nói với anh rằng ta không đến nhà thờ, ta thề, và ta thích qua đêm với những gã trai lạ. Nhưng thật ra bà cũng rất tốt đối với Sean, không bao giờ để anh phải đói. Nhưng một hôm bà đột nhiên trở nên hung dữ muốn đuổi Sean đi, Sean rất sợ hãi, về sau anh sẽ không còn nơi nào để về nữa. Cuối cùng người phụ nữ đã giải thích rằng là vấn đề của bà. Bà đã mắc bệnh hiểm nghèo, lúc nào cũng có thể ra đi, cho nên Sean phải chuẩn bị trước tâm lý. Sean thấy rất bất lực nhưng cũng chỉ có thể thu dọn hành lý và nói lời tạm biệt với bà. Lúc đó anh đã nhìn thấy hốc mắt người phụ nữ đỏ lên. Năm đó anh không hiểu nhưng giờ anh đã hiểu tại sao bà ấy lại làm thế. Buông tay đúng lúc là sự lựa chọn tốt nhất đối với đối phương. Sau khi nhận được lời khuyên từ Neil, người mà bà tin tưởng hết mức, cuối cùng Nicole đã đưa ra lựa chọn, bà sẽ đưa Mark đến trung tâm sức khỏe tâm thần nhi khoa. Đương nhiên Mark không đồng ý, cậu ta gào thét làm ầm ĩ lên, Park muốn vào giúp đỡ nhưng đã bị Neil ngăn lại. Sau quá trình thuyết phục khó khăn thì Mark đã đồng ý, hai mẹ con ôm lấy nhau khóc. Điều này như minh chứng cho câu nói, sự chia ly ngày hôm nay là để dành chỗ cho cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn trong tương lai. Đây là một bệnh nhân không biết sợ chết, lần đầu tiên là bị ngã gãy tay và một chấn thương, lần tiếp theo là gãy xương đùi và dập lá lách, sau đó nữa là gãy xương chậu và nứt hộp sọ dẫn đến hôn mê trong 3 ngày. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô bé này phải vào viện rồi, lần này là bị chảy máu trong, gãy xương gót chân, gãy chân chày và đốt sống cổ. Cô bé tên Kitty là tín đồ của đam mê leo núi bằng tay không, biệt danh là mạng lớn. Mạng của cô bé này thật sự quá lớn, chắc chắn là con cưng của thượng đế đầu thai. Lần nào đi leo núi cũng ngã nhưng vẫn sống nhăn răng để tiếp tục đi leo núi. Cơ mà lần này bố mẹ cô bé không chịu nổi nữa rồi. Claire đề nghị Kitty phẫu thuật ghép đốt sống, như vậy chỉ sau 3 tháng là Kitty có thể xuống giường tập đi bộ, nhưng về sau cô bé sẽ phải nói không với bộ môn leo núi này. Kitty lập tức phản đối. Cái gì không thể leo núi nữa, vậy không bằng để em ngã chết luôn lúc đó đi thì hơn, leo núi là ý tưởng cả đời của em. Nghe vậy Jenick đưa ra phương án thứ hai cố định đốt sống bằng đinh vít. Đơn giản mà nói chính là dùng đinh vít để cố định đốt sống lại, nếu làm vậy Kitty vẫn có thể tiếp tục leo núi. Kitty nghe vậy lập tức vui vẻ đồng ý, mau chúng ta lập tức làm phẫu thuật. Nhưng mẹ của cô bé thì không đồng ý, làm phẫu thuật này đồng nghĩa với việc về sau Kitty vẫn sẽ đi leo núi, thế chẳng phải là lại đi nộp mạng à, tuyệt đối không được. Nhưng Janet lại cảm thấy Kitty đã đủ 18 tuổi, về mặt pháp luật thì cô bé có quyền tự quyết định. Kitty và bố mẹ rơi vào thế giằng co, cuối cùng họ chọn cách mời thẩm phán đến để phán quyết. Kitty nói bố mẹ quá độc đoán, bố mẹ lại nói Kitty muốn làm hại chính mình. Kitty phản bác lại mình bị ngã chứ không nhảy xuống vách đá đó. Cuối cùng mẹ hỏi vậy việc con uống thuốc ngủ tự sát 4 năm trước thì sao Kitty? Cô bé nói đã gọi điện ngay cho bố mẹ ngay sau đó nên nó không thể coi là tự sát được. Thẩm phán nghe xong rất khó lựa chọn, lại tìm đến các bác sĩ hỏi ý kiến. Claire ủng hộ phương pháp phẫu thuật ghép xương sống. Nếu phẫu thuật cố định đốt sống bằng đinh vít, cô bé sẽ lại đi mạo hiểm và mất mạng lúc nào không biết. Janet không có cùng ý kiến với Claire. Cô cho rằng họ nên tôn trọng Kitty vì cô bé đã đủ tuổi để quyết định cuộc đời mình. Sau khi tham khảo ý kiến của các bên, cuối cùng thẩm phán đã có quyết định. Cháu là một cô gái trẻ năng động và mạnh mẽ, nhưng cũng là một người bất chấp và coi thường mạng sống của chính mình. Bác không biết đó là một loại bệnh lý nào đó hay chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Dù có là gì, cho dù bác có sai thì cũng phải bảo vệ mạng sống của cháu. Bác xin lỗi, nhưng bác chọn phẫu thuật ghép xương sống. Kitty nghe như sét đánh ngang tai, khóc không thành tiếng. Xong rồi về sau cô không thể leo núi được nữa rồi. Trước lúc phẫu thuật, Kitty bảo Claire chuyển lời đến bố mẹ mình rằng cô bé không muốn gặp lại họ nữa. Claire đã chuyển lời đến bố mẹ của Kitty, hốc mắt hai vợ chồng đều ửng đỏ. Người mẹ nói rằng đợi sau này con bé lớn, đợi con bé kết hôn sinh con bé sẽ hiểu tấm lòng của những người làm bố mẹ như chúng tôi. Ca phẫu thuật của Kitty rất thành công, về sau cô sẽ phải nói lời tạm biệt với leo núi và sống như những người bình thường khác. Ở một bên khác, cựu viện trưởng Glassman vậy mà lại nói chuyện với cô con gái Maddie đã mất của mình. Trong mắt ông Maddie đang ngồi ở trên ghế, nhưng những người khác không ai nhìn thấy cả. Trong lúc ông và con gái đang nói chuyện, Sean đã đến thăm ông, bẻ gãy câu chuyện giữa hai bố con. Con gái trách ông Glassman lúc cô còn sống, ông chỉ quan tâm đến Sean, giờ cô chết rồi anh vẫn đến giành bố với cô. Ông Glassman không chịu được nữa, hét lên, Maddie đừng nói nữa, làm ơn đi. Lúc này Sean mới biết ông Glassman đang nói chuyện với con gái, xem ra ông đã gặp ảo giác, Sean lập tức đi tìm bác sĩ báo lại tình hình. Qua cuộc đối thoại giữa hai bố con, nguyên nhân Maddie ra đi từ từ được hé lộ. Hóa ra ngày nào ông Glassman cũng rất bận rộn, dần dần xa cách với con gái. Không có ai quản thúc khiến cô bé sa ngã và bắt đầu dùng ma túy.
Đáng lẽ ra vợ của ông muốn đưa Matt đi đến trại cải tạo nhưng Grassman tự phụ cho rằng mình có thể giúp được con gái, nhưng không làm được gì khác ngoài việc không ngừng quở mắng cô, khiến quan hệ của hai người rơi vào bế tắc. Lại thêm việc ông quá quan tâm đến Sean khiến con gái đố kỵ và nổi giận. Và một lần khi cô bé lại dùng ma túy, ông Grassman đã giận dữ tống cổ cô ra khỏi nhà. Ông cho rằng Matt đi sẽ đến nhà bạn nhưng cô đã không làm thế. Cô đã đợi ngoài cửa đến hơn 3 giờ sáng nhưng bố cũng không chịu mở cửa cho cô. Người thân duy nhất không còn yêu mình nữa, Matt đi hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng chọn cách kết liễu chính mình. Ông Grassman nói với Matt đi rằng ngày mà con ra đi thì trái tim bố cũng đã chết. Giờ bố chẳng khác gì một cái xác không hồn. Ông Grassman ngày càng kích động, hét ngày càng lớn, khiến bác sĩ và các y tá vội chạy đến cho một liều thuốc an thần. Như vậy ông mới thiếp đi trong sự đau khổ và dằn vặt. Đến tối tỉnh lại, Grassman vừa mở mắt ra thì thấy Sean đang ngồi trên ghế, ảo giác cuối cùng đã biến mất. Ở một diễn biến khác, Sean quyết định làm hòa với Lia. Lia một mình đi tìm nhà. Trong lúc cô đang xem nhà thì Sean đến và nói rằng thuê một mình sẽ rất đắt, chúng ta cùng thuê sẽ tốt hơn. Hơn nữa tôi đã tìm được một chỗ phù hợp với hai chúng ta, nhưng Lia không đồng ý. Sean tìm cách dỗ Lia đưa cô đi hát karaoke, nhưng cuối cùng Lia vẫn chọn chỉ làm bạn bình thường với Sean. Sean cũng đồng ý. Lia nói nếu cậu đã đồng ý thì tôi càng phải chuyển ra ngoài, lỡ ở nhà tôi không mặc đồ hoặc mời bạn trai về nhà hai chúng ta sẽ rất khó xử. Sean nghe vậy lại nói bản thân có thể chấp nhận hết những chuyện này, ngoại trừ việc chúng ta tách ra. Sean kiên quyết muốn ở chung, tìm sẵn một căn nhà đủ chỗ cho cả hai, mua bánh donut và còn đưa Lia đi hát karaoke. Cuối cùng đã nhận được cái gật đầu của Lia nhưng họ vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Hết tập 4. Nếu như nước tiểu của bạn có bọt khí thì bạn nhất định phải cẩn thận. Trước cửa thang máy, bác sĩ thiên tài Sean phát hiện nước tiểu của một bệnh nhân có bọt khí. Anh lập tức nhận định rằng chủ nhân của lọ nước tiểu này có vấn đề, hơn nữa là bị viêm bàng quang khí thủng. Sean và Park vội đến tìm chủ nhân của lọ nước tiểu. Bệnh nhân này tên là Wade, là một vận động viên. Anh ấy cảm thấy đầu gối rất đau cho nên đến kiểm tra xương cốt. Sean nói với Wade khớp bị đau sẽ làm nước tiểu có bọt nhiều hơn. Anh có thể gặp các vấn đề về thận, viêm bàng quang, khí thủng hoặc là ung thư bàng quang. Wade nghe xong thì thấy rất lo lắng. Tôi chỉ đến kiểm tra khớp gối, sao giờ lại liên quan đến cả ung thư bàng quang nữa? Chẳng phải chỉ là chút bọt khí trong nước tiểu thôi sao? Có đến mức đó không? Không được, tôi phải mau chóng báo với chồng của mình. Wade hỏi liệu việc nước tiểu có bọt khí có liên quan gì đến ca phẫu thuật nối tắt dạ dày 15 năm trước của tôi hay không? Lúc đó tôi nặng đến tận 171 kg. Phẫu thuật nối tắt dạ dày chính là phân dạ dày thành hai phần, thu nhỏ không gian dung nạp đồ ăn vốn có của dạ dày lại chỉ còn 1/6 hoặc là 1/10. Đây là phẫu thuật giảm cân nhanh nhất cho đến hiện tại. Sean nói ca phẫu thuật đó không phải là nguyên nhân gây ra các triệu chứng này, họ cần nội soi bằng quang trước đã. Wade tò mò hỏi nội soi bằng quang là gì, Sean trả lời nó cũng như soi khớp, ngoại trừ việc cái máy quay đi lên từ dương vật của anh. Wade nghe xong mà chỉ biết ngây ra. Kiểm tra bắt đầu, Lim phát hiện niệu đạo sạch sẽ, không có tổn thương hay sỏi. Tiếp đó Sean thực hiện soi bằng quang tương phản. Sean có phát hiện mới, trời ạ, thuốc nhuộm tương phản đang bị biến mất, chuyện gì thế này? Ba người bắt đầu phân tích các khả năng, cuối cùng vẫn là Sean tìm ra nguyên nhân. Hẳn là Wade đã bị dò bàng quang, có một đoạn kết nối giữa bàng quang và ruột cho nên vi khuẩn và không khí di chuyển theo hướng khác và gây ra nhiều bọt khí đến như thế. Sau khi biết được nguyên nhân thực sự, ba bác sĩ đã nói với Wade rằng đã xác định được sự dò dỉ giữa bàng quang và ruột là nguyên nhân của bệnh Crohn mà anh đang mắc. Vì phẫu thuật nối tắt dạ dày trước kia của Wade đã thu ngắn dạ dày lại, đây là đại kỵ với người bị Crohn, họ cần một chiếc dạ dày đủ dài. Anh cần phẫu thuật đảo ngược nối tắt dạ dày, nếu không bàng quang và ruột đều sẽ gặp phải hậu quả nặng nề, thậm chí là suy dinh dưỡng cho đến chết. Wade vừa nghe đến việc dạ dày sẽ trở lại như trước kia thì rất lo lắng, anh thực sự không muốn quay lại với thân hình 171 kg trước kia, cũng như không muốn người chồng hiện tại biết đến quá khứ đen tối đó. Wade nói với các bác sĩ nhất định không được nói cho chồng của anh biết anh từng làm phẫu thuật nối tắt dạ dày. Lim giải thích rằng điều này rất khó vì bệnh Crohn sẽ cần một vài điều chỉnh lớn, thậm chí vết sẹo cũng là một đường rạch rất đặc biệt. Park đứng ngoài bổ sung thêm, chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ quyền riêng tư của anh nhưng không bao gồm cả việc nói dối. Lúc này Sean khởi động năng lực thiết lập sơ đồ cấu trúc vạn vật, sơ đồ cấu trúc bụng của Wade lập tức hiện ra trước mắt anh. Sean đề nghị phẫu thuật thông qua một lỗ cắt ở rốn, như vậy vừa làm lành lại chỗ rò rỉ của Wade, vừa đảo ngược nối tắt dạ dày chỉ với một đường rạch duy nhất. Sean vừa trình bày xong phương án, chồng của Wade là Sven đã đến, anh ta thực sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Wade. Lim, Sean và Park vội đi ra ngoài, sợ nếu nói quá nhiều sẽ lỡ miệng nói ra bí mật. Nhưng họ vừa đi ra ngoài không bao lâu, Wade ta bắt đầu liên tục nôn mửa, chất nôn lại còn là màu xanh. Sean phân tích xem ra Wade đã nôn cả dịch mật ra rồi, hơn nữa còn bị tắc nghẽn một phần ruột. Trước ca phẫu thuật, Sven một mực bám theo Park để hỏi rõ nguyên nhân tại sao cách điều trị bệnh Crohn của mấy người lại khác hẳn so với những chuyên gia mà tôi hỏi. Các người có chuyên nghiệp không thế? Các người không làm bừa ấy chứ? Rốt cuộc bệnh tình của Wade là sao? Để bảo vệ bí mật của bệnh nhân, Park chỉ có thể nói với Sven là hãy đi nói chuyện với Wade. Phác đồ điều trị của chúng tôi hoàn toàn chính xác. Có bất cứ thắc mắc nào xin hãy hỏi chồng của anh.
Cuối cùng, Wade cũng cho Span biết sự thật anh từng là một kẻ nặng đến 171kg. Nhờ phẫu thuật nối tác dạ dày, anh mới giảm cân nhanh chóng. Span thật sự không hiểu nổi sao Wade lại phải giấu mình. Anh cho rằng Wade nên nói sớm cho anh biết, anh vốn chẳng để ý đến nó như vậy. Nhưng Wade lại không cho là thế. Anh chất vấn Span, anh quên rồi sao? Anh đã từng chế nhạo một cặp đôi mà họ quen biết nhiều năm ngay trong hôn lễ của họ với cụm từ những tên béo thân thiện. Từ lúc đó em đã biết trong lòng anh khinh bỉ những người béo phì. Lúc này Sean vẫn luôn ở bên cạnh thực hiện các bước kiểm tra cho Wade, phát hiện anh đang tắc ruột kèm xuất huyết dạ dày, phải phẫu thuật ngay lập tức. Ca phẫu thuật bắt đầu, Lim làm bác sĩ mổ chính, Sean và Park làm phụ mổ. Sean khởi động năng lực siêu việt thần chết mau lùi lại khiến ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Park ra ngoài thông báo cho Span biết rằng ca phẫu thuật rất thuận lợi. Thái độ của anh ta rất bình tĩnh, tay đang cầm tấm ảnh trước kia của Wade, trong ảnh bụng của Wade còn tròn hơn cả cái bàn. Span hỏi Park, sau khi khôi phục lại dạ dày thì Wade có béo trở lại thế này không? Park nói rằng có thể. Span lắc lắc đầu nói, Wade đã đúng, tôi ước mình không biết đến những điều này. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Trong lúc đội của Sean điều trị cho Wade, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân gầy đến chỉ còn da bọc xương, đang trong tình trạng hôn mê mất ý thức, tim rất yếu, đã được sốc điện cấp cứu trước khi đến bệnh viện, nhưng hiện lại đang cần sốc tim thêm một lần nữa. Trong tình hình khẩn cấp, Claire không do dự giáng một quyền xuống tim của bệnh nhân khiến tim đập trở lại. Người phụ nữ này thật sự quá gầy, gần như chỉ thấy mỗi xương. Claire hỏi người chồng tên là Sam mới biết, ngoài ra cô ấy tên là Lucia, bị biếng ăn nghiêm trọng rất nhiều năm rồi. Sau khi kiểm tra, Neil nói rằng tim của Lucia rất yếu và đó là kết quả của tình trạng chảy ngược qua van hai lá. Một trong các van đã đóng không đúng cách khiến máu bị rò rỉ chảy ngược vào tâm nhĩ. Cô buộc phải phẫu thuật để khôi phục lại chức năng của tim. Ngoài ra, nguyên nhân của tất cả chuyện này là do Lucia gặp vấn đề với thức ăn từ năm 14 tuổi. Cô không hề có khẩu vị với bất cứ loại đồ ăn thức uống nào. Đối với những loại đồ ăn vặt như khoai tây hay là sô-cô-la, cô chỉ thấy buồn nôn. Sam nói rằng khoảng một năm nay tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Cô ấy hoặc là bỏ bữa hoặc là nói dối về việc ăn uống, rồi tập thể dục quá mức. Là chồng nhưng anh không biết mình có thể làm gì khi không thể giám sát vợ suốt 24 giờ được. Đội của Neil phân tích rằng Lucia quá yếu. Với tình hình hiện giờ, cô ấy căn bản không thể chịu nổi ca phẫu thuật lớn thế này. Hơn nữa, cho dù phẫu thuật thành công thì sau đó cô ấy chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng và mất mạng, bắt buộc phải tăng cường dinh dưỡng, đợi Lucia khỏe hơn mới tiến hành phẫu thuật. Sau khi nghe đến chuyện này, Lucia cảm thấy rất khó khăn. Trước kia cô đã từng cố gắng nhưng tất cả đều vô dụng. Claire hỏi cô rằng lúc mang thai con trai Graham, cô đã làm thế nào để cải thiện sức khỏe. Lucia trả lời rằng lúc nhìn thấy hình ảnh xương của con, tưởng tượng chỗ thức ăn đó sẽ đi vào nuôi dưỡng cơ thể bé nhỏ đó để ép mình phải nuốt nó xuống. Claire cổ vũ cô, ngay bây giờ hãy thử làm lại điều đó thêm một lần nữa, hãy ăn vì Graham. Thế là Lucia bắt đầu cố gắng ăn uống, nhưng cả một buổi sáng cô chỉ ăn được 2 muỗng cá ngừ, 2 sốt táo. Graham thấy vậy thì rất tức giận, cậu bé chất vấn mẹ mình là cả bố và con đều rất lo lắng cho mẹ, nhưng mẹ chỉ ăn có thế, mẹ có quan tâm đến điều đó không? Nói xong, cậu bé lập tức quay người rời đi. Lucia rất đau lòng nhưng cô thực sự không thể nuốt nổi. Không còn cách nào khác, các bác sĩ quyết định cắm ống NG, một loại ống nối thông từ mũi đến dạ dày và cho thức ăn đi qua. Nhưng chỉ một tiếng sau đó, Lucia đã không chịu được nữa và giật phăng ống thông đi, khiến Claire ở đó bị dọa cho phát sợ. Tùy tiện giật ống thông như vậy thực sự rất nguy hiểm. Đội của Neil bắt đầu nghiên cứu cách khác, Claire tra được một vài nghiên cứu về việc kích thích não để điều trị chứng biếng ăn. Nếu việc này thành công, Lucia có thể ăn uống bình thường và có thể khỏe lên nhanh hơn. Nhưng nếu không đồng ý, kích thích não có thể sẽ chữa được chứng biếng ăn nhưng điều đó cũng dẫn đến việc thay đổi tính cách. Claire không bỏ cuộc, cô đến tìm Lucia trình bày phương pháp của mình, nói cả rủi ro gặp phải và đã nhận được cái gật đầu của Lucia. Thế là Claire vượt cấp đưa phương án này đến thẳng chỗ Marcus. Sau một cuộc họp căng thẳng, ban quản lý cấp cao của bệnh viện đã thông qua phương án trị liệu này của Claire, nhưng cô cũng đã đắc tội với bác sĩ hướng dẫn mình là Neil. Trước ca phẫu thuật, Lucia và người nhà ôm hôn chúc may mắn. Cô biết sau khi phẫu thuật có thể tính cách cô sẽ thay đổi, có thể sẽ không còn cảm giác với người thân, chuyện gì cũng có khả năng cả. Thật may mắn ca phẫu thuật rất suôn sẻ, sau khi tỉnh dậy Lucia quả thực đã cảm thấy đói. Nhưng khi con trai Graham ôm chầm lấy mình, cô lại không hề có cảm giác. Lucia tự an ủi rằng dù sao con trai cũng là do mình đứt ruột sinh ra, tình yêu dành cho con của cô nhất định vẫn còn đó. Claire đi tìm Neil báo cáo lại tình hình, Lucia khôi phục rất tốt, 2 tuần sau họ có thể yên tâm làm phẫu thuật tim cho cô ấy. Neil đáp rằng hy vọng điều cô đang làm là đúng, nhưng cô sẽ không được tham gia bất cứ ca phẫu thuật nào của tôi. Thật ra lúc bỏ phiếu đồng ý thứ hai là của tôi, không phải của viện trưởng Marcus. Là tôi đã giúp cô nhưng cô đã bỏ qua ý kiến của tôi, tự ý đến tìm bệnh nhân và ban quản lý cấp cao, cô làm thế là không tôn trọng tôi. Về sau tôi phải quản lý bác sĩ của mình như thế nào đây? Chúng ta cùng đến thăm cựu viện trưởng Glassman một chút nhé. Ông vẫn đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật, ảo giác về con gái cũng đã biến mất. Sean muốn ông xuống giường tập đi, nó rất có lợi cho việc khôi phục lại đại não. Như vậy ông sẽ được ra viện sớm hơn, mỗi ngày ở viện sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng khoảng 1,37%. Nhưng ông Glassman sợ mất mặt, ngày nào cũng chỉ nằm dài trên giường bệnh không chịu vận động.
cho dù Sean mua loại bánh mà ông thích nhất đến hối lộ cũng vô dụng. Cuối cùng Sean xuất tuyệt chiêu mời bà chủ Debbie là người trong lòng ông Glassman đến. Debbie nói mình từng là y tá, mặc kệ sự phản đối của Glassman, một mực kéo ông xuống giường tập đi. Hiện giờ là nửa đêm không có ai ở ngoài hết nên chúng ta có thể thoải mái đi dạo với nhau. Nhìn thấy ông Glassman cuối cùng cũng chịu xuống giường vận động, Sean rất vui, xem ra chiêu mỹ nhân kế này rất hữu dụng. Sean đêm khuya mới về, vừa vào cửa đã thấy Leah đang ngồi đợi mình. Leah nói với Sean rằng cô ấy đã tìm thấy bạn cùng phòng mới. Sean nghe xong rất căng thẳng, cậu không thể rời xa tôi như vậy được. Thế vậy Leah mới nói người đó chính là cậu, xem ra hai người họ quyết tâm dính lấy nhau rồi. Sean vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên giống hệt như đứa trẻ được người ta cho kẹo vậy. Hết tập 5. Cô gái này đi làm móng nhưng lại phải cưa bỏ cả cánh tay. Cô là một nghệ sĩ violon, sau khi làm móng bị nhiễm trùng cuối cùng phải cưa bỏ cả cánh tay. Nghe thì rất khó tin nhưng có bác sĩ thiên tài Sean làm chứng nó thật sự đã xảy ra. Chuyện cụ thể như thế nào các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Cô gái này tên là Jess đến viện để khám ngón tay, Neil, Janice và Sean đã tiếp đón cô. Jess nói rằng gần đây sau khi cô đi làm móng ngón tay cô khá đau và giờ nó sưng lên và mưng mủ. Sau khi xem qua, Janice chẩn đoán rằng nó là Paronychia, ổ áp xe do một loại vi khuẩn thường gây nên. Neil nói rằng đây chỉ là một tình trạng nhiễm khuẩn nhẹ, sau khi mủ được lấy hết ra băng bó lại và dùng chút thuốc thì cô có thể về nhà. Trong lúc Sean và Janice xử lý ổ áp xe cho Jess, Jess kể rằng 5 tuổi cô đã bắt đầu luyện violon. Vì cuối tuần này còn có buổi biểu diễn nên cô mới đi làm móng. Sean bắt đầu dùng bông để ép mủ ra. Jess đang nói chuyện đột nhiên kêu lên vì đau. Thế vậy Sean nói rằng họ đã dùng thuốc tê, đáng lẽ ra cô ấy không nên có cảm giác đau trên ngón tay mới phải, sao giờ lại thấy đau được. Jess trả lời rằng lúc nãy cô bị đau ở khớp ngón tay. Janice phân tích rằng đó có thể là do viêm gân hoặc viêm khớp nhẹ. Nhưng Sean không cho là thế, còn có một khả năng nữa là do vi khuẩn ăn thịt, và nếu đây là sự thật thì họ có thể phải cắt bỏ ngón tay của cô. Jess nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Sau khi ra ngoài, Janice nói với Sean rằng cậu đừng lúc nào cũng dọa dẫm bệnh nhân như thế. Sean lại đề nghị lấy một chút mô ở vùng sâu của ngón tay mang đi xét nghiệm để chắc chắn xem có phải là vi khuẩn ăn thịt hay không. Janice rất không đồng tình với anh. Ở ngón tay có hàng ngàn nút dây thần kinh, cắt đi dù là một phần nhỏ nhất của ngón tay cũng có thể gây tổn thương vĩnh viễn. Jess là một nghệ sĩ violon chuyên nghiệp, cô ấy cần phải thực hiện những thao tác có độ khó cao với ngón tay của mình. Nếu họ gây ra tổn thương vĩnh viễn, nó có thể khiến sự nghiệp của Jess kết thúc. Sean nghe xong thì vẫn giữ vững lập trường của mình. Anh nói nếu đó thực sự là vi khuẩn ăn thịt và họ không làm gì cả thì Jess sẽ chết và sự nghiệp của cô ấy cũng sẽ kết thúc. Hai người tranh luận khá gay gắt. Janice cho rằng khả năng để lây nhiễm vi khuẩn ăn thịt người gần như bằng không và không đáng để mạo hiểm cả sự nghiệp của Jess, cho nên cô nhất định không đồng ý. Lát sau Janice quay lại kiểm tra ngón tay cho Jess. Sean phát hiện Jess bị sốt nhẹ, chỗ phát ban lan rộng và cô ấy cũng bị phù. Đây tuyệt đối không phải là Paronychia. Janice thừa nhận đúng. Hiện giờ đúng là Jess đang bị nhiễm trùng nhẹ, nhưng cô nghĩ đó là vi khuẩn MRSA, chứ không phải là vi khuẩn ăn thịt. Hai người lại tranh luận với nhau, Janice bắt đầu tức giận rồi bắt đầu dạy dỗ Sean. Điều quan trọng nhất để thành một bác sĩ giỏi là biết rằng khi nào cậu đang dọa bệnh nhân sợ chết khiếp. Nhưng Sean vẫn kiên quyết muốn làm sinh thiết mô sâu cho Jess, nếu không cả cánh tay của Jess sẽ phải bỏ đi. Hai người không ai nhường ai, bỗng nhiên Sean để ý thấy trong lúc họ tranh luận, nhiệt độ cơ thể của Jess đã tăng từ 37 độ lên tận 39 độ. Lần này xong rồi, chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Đứng trước hiện thực không thể chối cãi, cuối cùng Janice cũng đồng ý làm sinh thiết mô sâu cho Jess. Kết quả sinh thiết cho thấy phần mô bị tổn thương đang bắt đầu hoại tử, nhưng Janice vẫn cứng miệng nói rằng có thể chỉ là thâm nhiễm viêm mà thôi. Lúc này Neil đi vào, vẫn là Neil có kinh nghiệm dày dặn đưa ra kết quả cuối cùng. Hai người nhìn kìa, ở phần rìa mép mỡ dưới da và gân đã bị hoại tử. Sean đã đúng, phải lập tức làm phẫu thuật để cố gắng cứu lấy bàn tay cho Jess. Neil làm bác sĩ mổ chính, Sean và Janice làm phụ mổ. Sean ngửi thấy mùi hoại tử của cơ, nó hệt như mùi trứng thối. Janice cố gắng vớt vát nói rằng chỉ có duy nhất tổ chức mô này bị hoại tử. Chỉ cần xử lý cẩn thận chúng ta có thể bảo vệ sự linh động và khéo léo cho Jess. Có thể thấy Janice rất quan tâm đến Jess và đang cố hết sức bảo vệ sự nghiệp cho cô ấy. Neil đáp lại rằng mọi chuyện phải xem tình hình hậu phẫu tối nay như thế nào đã. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Jess vẫn hôn mê mãi không tỉnh. Sean và Janice rất kinh nghiệm, cả hai đã ở bên giường trông Jess cả đêm. Đột nhiên monitor vang lên cảnh báo huyết áp hạ, nhịp tim tăng vọt, bệnh nhân sắp không xong rồi, phải mau chóng cấp cứu. Lập tức truyền dung dịch IV saline bolus, điện tâm đồ 12 đạo trình. Sean kết luận rằng hoại tử đã lan ra, cô ấy đã bị nhiễm khuẩn. Lúc này Janice mới ý thức được bây giờ không còn là vấn đề bỏ một ngón tay hay cả bàn tay là có thể giải quyết được, mà phải cưa bỏ cả cánh tay. Cuối cùng Janice cũng không cứng đầu nữa, vội vã đẩy Jess đi phẫu thuật để bảo toàn mạng sống. Đến phòng phẫu thuật, Neil cầm cưa điện lên, không nói nhiều lời lập tức cưa bỏ cả cánh tay của Jess. Nếu để muộn hơn sợ là vi khuẩn sẽ lan ra khắp cơ thể và Jess sẽ phải đi theo thần chết.
Nhìn nghệ sĩ violon đáng thương đang nằm trên bàn mổ, Sean khởi động năng lực thần chết máu lùi lại, bảo đảm thần chết không thể đến gần cô. Việc cưa tay kết thúc, Janet cẩn thận đặt cánh tay bị cưa của Jazz sang một bên, trong lòng rối bời vô cùng. Để bù đắp cho sai sót của chính mình, Janet đã ở cùng Jazz trong khoang cao áp để theo dõi quá trình điều trị bằng liệu pháp oxy cao áp. 3 tiếng sau Jazz tỉnh lại, Janet nắm chặt lấy cánh tay còn lại của cô và nói rằng vi khuẩn đã lan ra, chúng tôi bất đắc dĩ phải cưa bỏ mất cánh tay kia của cô. Jazz không dám tin vào tai mình, cô nói rằng mình vẫn cảm nhận được cánh tay đó đang ở đây. Janet giải thích rằng người vừa mới cưa tay đều có ảo giác như thế. Jazz khóc không thành tiếng, tôi chỉ đi làm móng mà thôi, tại sao lại mất cả cánh tay thế này, về sau tôi không thể đàn được nữa. Jazz bắt đầu quay sang trách Janet, đây là lỗi của cô, nếu như ngay từ đầu cô nghe lời bác sĩ Sean, tôi sẽ không mất cả cánh tay, cô mau ra ngoài đi. Nhưng Janet nói cô không thể, cả hai người đều không thể ra khỏi đây, và nhiệm vụ của cô là ở trong này giám sát tình hình của Jazz. Nói xong Janet cũng rơi vào trầm tư, cô tự trách bản thân rất nhiều. Đến Sean ở ngoài cửa cũng cảm nhận được sự đau khổ của hai cô gái. Đúng lúc đó bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân mới, bệnh nhân này tên là Riley và mới chỉ 13 tuổi. Cô bé đột nhiên bị chảy máu mũi khi đang ở trường. Tình trạng này kéo dài đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Đến đây kiểm tra các bạn một chút nhé. Nếu như bị chảy máu mũi chúng ta nên làm gì? Lim trấn an cô bé rằng yên tâm, cháu không phải ca chảy máu mũi đầu tiên của cô. Lim lập tức ra y lệnh cho Riley dùng phenylephrine 4% và phải mau chóng khiến máu đông lại. Sau khi Park tiến hành đốt mạch máu mũi cho Riley, cuối cùng máu đã ngừng chảy. Chúng ta phổ cập một chút nhé. Đốt mạch máu mũi là một phương pháp trị chảy máu mũi bằng cách đốt bằng nitrat, bạc hoặc cô te điện. Lúc này bố mẹ của Riley cũng đã đến đủ, hai người nói với Park rằng họ đã ly hôn, nhưng con gái cứ luôn xảy ra chuyện và gọi hai người đến. Lúc trước là đau bụng, mất ngủ, không thì là hô hấp khó khăn. Hai người đã đưa cô bé đến khám rất nhiều bác sĩ nhi nhưng chẳng kiểm tra ra bệnh gì cả. Park hỏi vậy là Riley là giả bệnh à? Mẹ của cô bé trả lời đúng là thế. Họ đã đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói con bé muốn cứu vãn cuộc hôn nhân đổ vỡ này, nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Riley cũng chưa thể hiểu được thế giới của người lớn. Giờ đã 5 năm rồi, mẹ cô bé cảm thấy đã đến lúc Riley chấp nhận sự thật này. Sau cuộc nói chuyện ngắn với phụ huynh, Park hỏi Riley gần đây có ngửi hay hít bất cứ loại thuốc nào không. Riley nói rằng cô bé hít Flonass vì tự chẩn đoán cho mình bị viêm mũi vận mạch sau khi tra cứu triệu chứng trên mạng. Ngoài ra nguyên nhân là đây lạm dụng thuốc xịt steroid có thể làm màng mũi mỏng đi và nó là nguyên nhân của những lần chảy máu mũi gần đây của cô bé. Nguyên nhân đã rõ ràng và có vẻ tình hình của Riley đã ổn định lại. Mẹ Riley muốn bố cô bé đưa cô bé về nhà vì bà ấy đã bỏ lỡ mất một cuộc thuyết trình quan trọng để đến đây. Bố cô thì rất bất mãn với những lời nói của vợ, thế là hai người đã cãi nhau. Riley cảm thấy rất mệt mỏi và tức giận trước cảnh tượng này. Đột nhiên cô bé bắt đầu thở gấp, ngực đau quặn lên rồi phun ra một vũng máu. Claire mau chóng đưa Riley đi làm kiểm tra nội soi mũi, kết quả kiểm tra xong không phát hiện ra điều gì bất thường. Claire phân tích máu mà cô bé ho ra có lẽ chỉ là máu mũi, ban đầu cô bé vô tình nuốt xuống cổ họng rồi vào bên trong phổi. Nhưng lập luận này vẫn không thể giải thích được tại sao Riley lại đau ngực. Để cho chắc chắn, Claire đưa Riley đi chụp phim nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, thế là cô để Riley về nhà. Nhưng bệnh nhân mà đội của Sean tiếp nhận nào có đơn giản như thế. Ngày hôm sau Riley lại được bố đưa vào viện, cô bé đột nhiên sốt cao không ngừng đã sắp 41 độ luôn rồi. Hơn nữa Riley còn luôn miệng kêu đau ngực. Claire và Park lại kiểm tra toàn diện thêm một lượt, không bị viêm phổi cũng chẳng có dấu hiệu của PE. Rốt cuộc cô bé mắc bệnh gì đây? Ba người rơi vào bế tắc. Lúc này Claire đột nhiên phát hiện trên phim chụp CT của Riley có một vết mờ trên phế quản, đó có thể là một khối u carcinoid phát triển chậm có khả năng gây viêm hô hấp mãn tính. Claire đề nghị phẫu thuật soi lồng ngực trong một lỗ trên ngực rồi tiến hành soi xung quanh phổi. Sau khi nghe Claire nói về phương án này, bố mẹ của Riley thấy rất ngạc nhiên. Họ vốn cho rằng Riley chỉ đang giả bệnh nhưng không ngờ tình hình của cô bé lại tệ đến thế này. Cả phẫu thuật bắt đầu, Lim là bác sĩ mổ chính, Claire và Park là phụ mổ. Họ mở một lỗ trên lồng ngực của Riley, sau đó luồn ống nội soi vào trong kiểm tra. Nhưng ba người kiểm tra suốt 2 tiếng đồng hồ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lẽ nào phán đoán lần này là sai lầm? Đột nhiên monitor vang lên cảnh báo có chảy máu trong, cô bé sắp không xong rồi, phải mở khoang ngực ngay lập tức. Mà mở khoang ngực chính là phải bẻ gãy mấy chiếc xương sườn, sau đó dùng công cụ vạch khoang ngực rộng ra. Sau khi truyền nhanh 4 lít máu, tình trạng chảy máu trong cuối cùng cũng dừng lại. Park phàn nàn chúng ta đã thực hiện một ca phẫu thuật vô nghĩa, không tìm được gì thì thôi còn khiến cô bé rơi vào tình trạng nguy hiểm thế này. Chúng ta phải mau khâu lại. Nhưng đúng vào lúc mọi người định từ bỏ, Lim cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề. Có một khối u cục bộ bên phải thùy dưới, sau khi thanh toán xong cái thứ xui xẻo này, ca phẫu thuật hoàn thành. Mấy tiếng sau Riley tỉnh lại, Lim đưa cho Riley một cái lọ, bên trong là một miếng ghép. Có vẻ như cô bé đã vô tình nuốt nó vào nhiều năm trước. Nó được bọc trong một mô viêm và hệ miễn dịch tấn công mô viêm đó nhiều lần, nên cơ thể của cô bé mới gặp nhiều vấn đề bất thường như vậy. Hơn nữa, miếng ghép quá bé lại còn bằng nhựa, căn bản không thể nhìn thấy trên phim chụp CT. Riley nghe xong nói rằng cô bé sẽ làm nó thành một cái dây chuyền.
Lúc này bố mẹ của Riley cũng xin lỗi cô bé vì đã không tin tưởng con gái mình, bao năm nay họ cứ nghĩ cô bé chỉ đang giả bệnh. Riley đáp rằng khi bố mẹ cãi nhau con đã rất hoảng sợ, con đã trốn trong lều công chúa, gặm móng tay và nhai miếng ghép cho nên chuyện ngày hôm nay mới xảy ra. Bố mẹ nghe vậy cũng hứa với Riley về sau họ sẽ tiết chế lại và không cãi nhau nữa. Sean muốn làm tên biến thái sao? Anh hơi quá rồi nhá. Vào tận nhà vệ sinh nữ chỉ để xem phần rút của cuộn giấy vệ sinh được treo ra ngoài hay vào trong. May mà có Claire ở đó, nếu không thì Sean sẽ bị hiểu lầm mất. Hiện giờ Sean và Leah đang bắt đầu những ngày tháng ở chung, tuy người nặng nặc đòi ở chung là Sean, nhưng người không chịu nổi Leah cũng là anh. Một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Sean không thể chấp nhận việc Leah để đồ đạc không theo một trật tự nào. Khi Sean nhìn thấy Leah để đầu rút của cuộn giấy vệ sinh vào trong dính sát tường, Sean đã nhắc nhở Leah rất nhiều lần nhưng cô đều để ngoài tai. Kết quả Sean nổi giận lôi đình với Leah. Leah cũng không thể chịu nổi những quy tắc khắt khe này của Sean thêm nữa. Cái gì mà thứ này bắt buộc phải để đây, thứ kia bắt buộc phải để đó. Nhiệt độ nhà lúc nào cũng phải 23 độ C, trên sàn không được có lấy một cọng tóc. Tôi lúc nào cũng cố tỏ ra dễ tính rồi nhưng cậu đã chạm đến giới hạn của tôi rồi đấy anh bạn. Sau trận cãi nhau với Sean, Leah đi tìm ông Glassman xin một lời khuyên. Sau cuộc nói chuyện với người đã ở bên Sean bao năm qua, Leah quyết định chiều theo ý của Sean. Khi Sean về nhà, giấy vệ sinh đã được đặt lại đúng yêu cầu của anh. Lại còn tận hai cuộn, Sean lập tức vui vẻ trở lại. Hết tập 6. Người đàn ông này tên là Santi bị một cái đinh cắm trên đầu. Ông bị ngã cầu thang ở công trường xây dựng trong khi giữ một cái máy bắn đinh. Khi được đưa vào viện, Lim, Jenick và Sean đã tiếp nhận ông ấy. Santi rất cuột cường nói, đưa tôi đến bệnh viện làm gì, nhổ cái đinh ra và dán một miếng băng y tế là được rồi. Lim lập tức chụp x-quang sọ não cho ông, phát hiện số ông thực sự quá may. Cây đinh chỉ có một nửa và nó cũng không cắm sâu vào trong đầu. Lim dùng một cái panh mổ đinh ra rồi nói với Santi, một chiếc băng y tế như ông muốn và ông có thể xuất viện. Santi nghe rồi đắc ý cười cười. Thế nhưng Sean đang đứng ở bên cạnh Santi kìa, anh không đứng đó chỉ để trưng bày đâu nha. Đột nhiên, monitor của Santi vang lên chuông cảnh báo, huyết áp tụt mạnh, tình hình rất khẩn cấp. Santi có vẻ sắp không xong rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sean lật người Santi lên kiểm tra, ôi trời ạ, có một vết thương khác nằm ở mạn sườn ông ấy, hẳn là còn một cái đinh khác đang nằm trong ổ bụng và lập tức phẫu thuật ngay. Hóa ra Santi bị thương rất nghiêm trọng, một cái đinh đã xuyên qua bụng làm rách hoàn toàn một quả thận của ông, rốn thận cũng bị rò rỉ. Không thể nào cứu vãn được nữa, xem ra chỉ có thể cắt bỏ quả thận này. Người bình thường có hai quả thận, cắt bỏ một quả thận vẫn có thể sống bình thường được, vì quả còn lại có đủ khả năng gánh vác công việc vốn là của hai quả. Đội ngũ phẫu thuật bắt đầu kiểm tra quả thận còn lại xem nó có còn khỏe mạnh hay không. Sau khi tỉ mỉ quan sát, Sean nói bệnh nhân này có gì đó bất thường, tuyến thượng thận ở thấp hơn vị trí bình thường 2 cm và họ sẽ không nhìn thấy quả thận còn lại. Lim và Jenick không tin cho lắm, Sean tiếp tục nói rõ hơn, khả năng cao khiến cho tuyến thượng thận trở nên thấp hơn như vậy là do bất sản một bên thận. Lim và Jenick ôm theo sự hoài nghi rạch mở mạn sườn bên kia để kiểm tra, quả nhiên phán đoán của Sean hoàn toàn chính xác. Sean thực sự quá lợi hại, mọi người đều thấy bội phục vô cùng. Hóa ra Santi bẩm sinh chỉ có một quả thận cho nên hiện giờ họ không thể cắt bỏ bên thận bị tổn thương được. Không còn cách nào khác, đội ngũ chỉ đành khâu vết mổ lại trước. Muốn trị khỏi hoàn toàn bắt buộc phải làm phẫu thuật ghép thận, nếu không Santi chỉ còn 2 ngày để sống. Em trai của Santi là người phù hợp nhất để hiến thận, qua xét nghiệm thông số của hai người hoàn toàn phù hợp. Khi Armando chuẩn bị ký giấy đồng ý hiến tạng, Sean và Jenick nói với ông hiến tạng cũng có rủi ro, có thể ông sẽ bị bệnh tim, tăng huyết áp, xẹp phổi, vân vân mây mây và thậm chí là về với đất mẹ. Armando nghe xong cũng khá lo lắng, đây nào phải hiến thận là hiến mạng thì đúng hơn, thế là ông đi tìm anh trai để đàm phán. Hóa ra hai người có mâu thuẫn, anh trai Santi được kế thừa toàn bộ công ty mà bố để lại, cùng với tất cả tiền bạc nằm ở trong đó. Nhưng em trai Armando thì không được động vào lấy một xu. Hiện giờ Armando nhận được một cơ hội đầu tư có người ra giá cao hơn giá thị trường mua lại công ty, nhưng Santi nhất quyết không đồng ý bán nó đi. Armando lùi bước tiếp tục bảo Santi hãy mua cổ phần trong tay mình và ông ta sẽ rút khỏi công ty, nhưng Santi vẫn nhất mực từ chối. Thế không thuyết phục được anh trai Armando đành đưa ra đề nghị lấy thận của mình ra để làm giao dịch, đổi lấy số tiền ông ta cho là đáng lẽ ra nên thuộc về mình. Santi cảm thấy rất buồn cười, ông nói rằng bố chuyển giao công ty cho ông là vì trong lúc khó khăn nhất, Armando đã bỏ đi học đại học, chẳng thèm đói hoài gì đến công ty. Còn ông và bố đã phải vất vả đến mức nào mới có thể vực dậy được nó. Giờ Armando lại muốn đổi nó ra thành tiền mặt, thật quá là nực cười. Việc hiến thận rơi vào bế tắc, mọi người bắt đầu thảo luận. Sean nói rằng Armando có quyền làm như thế, nhưng Jenick thì cho rằng giữa người thân với nhau chuyện hiến tạng thế này vốn nên là một cách vô tư, chứ không phải lấy ra để giao dịch hay uy hiếp. Lim không nghe nổi nữa, cảnh cáo hai người mặc kệ ai đúng ai sai thì việc của họ là cứu người, so với việc đứng đây tranh luận không bằng nghĩ cách để Armando ký vào giấy đồng ý hiến tạng thì hơn. Nghe vậy, Jenick và Sean lập tức đi tìm Armando làm phán. Jenick nói rằng dùng bộ phận trong cơ thể để đổi lấy tiền là hành vi phạm pháp. Armando thì nói rằng mọi thứ trong cuộc sống này đều là giao dịch và giờ ông ta đang nắm lợi thế.
Ông ta sẵn sàng chơi đến cùng vì biết rằng anh trai là người hiểu ông ta nhất. Ông ta là người đàm phán giỏi và người đàm phán giỏi sẽ không bị cảm xúc chi phối. Thấy Armando không chịu nhượng bộ, Sean và Janik lập tức quay người đi tìm Santi để đàm phán. Sean nói rằng còn sống mới là điều quan trọng nhất, ông hãy nhượng bộ em trai một chút. Sau khi khỏe lại, ông có thể dùng số tiền lời kia để xây dựng một công ty mới mà không có em trai mình làm cộng sự. Nhưng Santi rất ngoan cố, ông nói rằng công ty là tâm huyết cả đời của bố ông không thể bán nó đi chỉ vì một chút tiền được. Đang nói thì Santi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Hóa ra cơ thể ông đang xảy ra bài xích với máu được truyền vào, bắt buộc phải mau chóng làm phẫu thuật ghép tạng. Lúc này Janik nghĩ ra một cách hay, cô gọi toàn bộ người thân của Santi đến bệnh viện. Tất cả mọi người đều chỉ trích Armando không hiến thận cho anh, đồng thời khuyên Santi đừng quá coi trọng công ty như thế. Trong thời khắc then chốt, Son đã phát huy tác dụng nắm bắt được nguyên nhân sâu xa trong đó, anh đã khuyên được Armando nhượng bộ trước, đặt bút ký lên giấy đồng ý làm phẫu thuật hiến tạng. Lim làm bác sĩ mổ chính, Son và Janik làm phụ mổ. Thận của Armando vừa được lấy ra lập tức được mang sang để cấy ghép cho Santi. Son khởi động năng lực thân chất mau lùi lại, bảo đảm cho ca phẫu thuật tiến hành suôn sẻ. Vài tiếng sau cả hai người đều đã tỉnh lại, Armando còn đặc biệt qua thăm Santi. Sau khi tỉnh lại, cuối cùng Santi cũng đã cúi đầu bày tỏ sự biết ơn với em trai của mình, hai anh em chính thức làm hòa. Cùng lúc đó, đội của Sean cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân nặng khác, cô ấy tên là Kayla, là bạn thân thời đại học của Claire. Một hôm Claire đến thăm gia đình của Kayla thì biết bạn của mình được chẩn đoán là ung thư buồng trứng giai đoạn 4 và chỉ còn lại 1 tháng. Claire khuyên Kayla đừng từ bỏ, bác sĩ dẫn dắt mình tên là Neil là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại trong bệnh viện, hãy để anh ấy trị bệnh cho cậu, thế là Kayla đến bệnh viện. Bạn có nhớ lúc trước Claire từng đắc tội với Neil khiến Neil loại bỏ tư cách tham gia mọi cuộc phẫu thuật của anh ấy của Claire chứ? Hai người đến giờ vẫn chưa làm lành, nhưng vì bản thân Claire đành phải mặt dày đi nhờ vả Neil giúp Kayla làm phẫu thuật nội soi debulking, Neil đã đồng ý. Neil đến gặp Kayla để nói chi tiết về phương án phẫu thuật. Kayla biết xích mích giữa Claire và Neil, cô kiên quyết muốn Claire tham gia vào ca phẫu thuật của mình vì bệnh nhân Neil miễn cưỡng đồng ý. Ca phẫu thuật bắt đầu, các bạn nhìn kìa, y học hiện đại thật tiến bộ. Phẫu thuật cắt bỏ ung thư ổ bụng mà không cần phải mổ bụng như lúc trước nữa, chỉ cần tạo một lỗ nhỏ rồi luồn thiết bị vào là được. Qua camera nội soi mọi người thấy được khối ung thư của Kayla, hệt như một chùm nho lớn vậy. Độ khó của ca phẫu thuật này cực kỳ lớn, cũng chỉ có Neil mới đủ khả năng loại bỏ khối ung thư phức tạp thế này. Bác nói rằng nếu ung thư chỉ ở trong ổ bụng thì chúng đã được loại bỏ hết, Kayla có thể hóa trị liệu. Claire nghe xong rất vui mừng, có thể hóa trị rồi thật sự quá tốt. Sau khi Kayla tỉnh lại, Neil nói với cô rằng chúng tôi sẽ hóa trị cho cô, nếu thành công ít nhất cô có thể sống thêm 6 tháng. Đối với người chỉ còn sống được 1 tháng như Kayla thì tin này quả thực là một tin tốt. Nhưng quá trình này kéo dài đến tận 90 phút cũng có nguy cơ thất bại, nếu thất bại cô sẽ chết ngay trên bàn mổ. Kayla và Das, chồng của cô, quyết định cược một ván cuối, chấp nhận thực hiện ca phẫu thuật này. 20 mấy năm cuộc đời lần đầu tiên tôi nghe thấy một yêu cầu như thế này. Kayla đang yêu cầu Claire là bạn thân của mình hẹn hò với Das là chồng của cô ấy. Hai người có thể đi xem phim, ăn cơm, đi du lịch hay gì đó cũng được. Das thật sự là một người đàn ông tốt và hai người thực sự rất hợp nhau, có thể tiến tới hôn nhân. Claire không tin vào tai mình là bạn thân của cậu và chỉ là bạn bình thường với chồng của cậu mà thôi. Ngoài ra Kayla cảm thấy mình lúc nào cũng có thể ra đi, chồng của cô là một người tốt, anh cũng cần một người để chăm sóc, mà Claire thì vẫn đang độc thân, con người lại tốt, cho nên cô muốn trước khi ra đi có thể tác hợp hai người lại thành một đôi. Claire đã lập tức từ chối, nhưng Kayla là mẫu phụ nữ mạnh mẽ không dễ từ bỏ. Cô cố gắng hết sức yêu cầu Claire và Das đi hẹn hò với nhau dù chỉ một lần. Chỉ một lần, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi cũng được, đây là di nguyện của mình, cậu nhất định phải đồng ý. Cứ vậy Claire và Das bị ép phải dùng bữa dưới ánh nến với nhau, hai người thực sự rất gượng gạo, lung túng, thậm chí còn không nói chuyện với nhau suốt 10 phút. Ngoài ra từ lúc học đại học đến giờ Kayla đã 3 lần giới thiệu đối tượng cho Claire, không ngờ là lần này lại là chồng của cô ấy. Nhiệm vụ ăn cơm đã hoàn thành, Claire quay về báo cáo tình hình với Kayla. Nhưng Kayla muốn rèn sắt khi còn nóng, Claire hai người có thể tiếp tục qua lại, mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Claire nghe đến đây thì rất tức giận, cậu đúng là đồ thần kinh cuồng kiểm soát, cậu không thể áp đặt suy nghĩ của cậu lên người khác như thế được. Hai người cãi đến không muốn nhìn mặt nhau. Đúng lúc này có y tá tiến vào đưa Kayla đi vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật bắt đầu, Neil làm bác sĩ mổ chính, Claire và Park làm phụ mổ. Vừa mới chuyển hóa chất vào, cơ thể của Kayla đã không chịu nổi, monitor lập tức vang lên chuông cảnh báo. Tim của cô ấy bắt đầu suy, cơ thể có phản ứng nhiễm độc với chất hóa trị. Tình hình thực sự rất tệ, Neil chỉ đành quyết định dừng việc hóa trị lại, nhưng Claire đề nghị khâu lại lỗ nối thông ổ bụng vào khoang ngực ở cơ hoành do phẫu thuật hôm qua, phòng bế dịch lỏng phía dưới không làm cho nó ảnh hưởng đến khoang ngực và tim là có thể tiếp tục hóa trị.
Nếu cảm thấy đây là một cách hay, lập tức tiến hành như đề nghị của Claire. Cứ như vậy, lần hóa trị đầu tiên của Kayla đã thành công. Sau khi tỉnh lại, Kayla đã xin lỗi Claire. Hai người làm hòa với nhau, Kayla cũng quyết định sẽ cùng chồng sống hạnh phúc nốt quãng thời gian còn lại. Sean và Leah chuẩn bị mua một con vật nhỏ về để nuôi. Ban đầu Sean chọn một chú chó con cực kỳ đáng yêu, nhưng Sean lại ưa sạch sẽ, không chịu nổi việc chó con cứ liếm mặt liếm người anh, nên anh đã đổi thành một con mèo. Anh nói rằng mèo rất độc lập, nhưng Leah lại không thích mèo. Thế là Sean lại đổi đối tượng khác, anh nói hay là chúng ta nuôi một con rắn. Cơ mà cuối cùng chẳng phải chó mèo hay rắn rết gì cả, họ đã mua một con cá cảnh. Leah mải mê ngắm nhìn nó, còn Sean ngồi đọc kỹ hướng dẫn nuôi dưỡng cá. Kết quả hôm sau khi tan ca về nhà, Sean thấy con cá đã chết. Leah đang rất đau lòng, tất cả là lỗi của cô, đến một con cá cũng nuôi không xong. Sean mang con cá đến bệnh viện để kiểm tra, sau đó đến tìm ông chủ cửa hàng bán cá. Con cá tôi mới mua hôm qua chết rồi, tôi muốn đổi con khác. Tất nhiên ông chủ không đồng ý, anh ta nói rằng tiền trao cháo múc, cá đã bán sống hay chết cũng không thể trả lại. Sean không yếu thế, lập tức lấy kết quả kiểm tra ra, cá của anh bị nhiễm ký sinh trùng phổ biến trên cá vàng. Nếu anh không đổi cho tôi sẽ tố cáo cửa hàng của anh. Ông chủ thấy vậy cũng không thể làm gì hơn, hai người tùy ý chọn rồi lượn nhanh dùng tôi đi. Sean nói với Leah con cá vốn đã có bệnh từ trước rồi chứ không phải cậu nuôi không tốt. Lúc này Leah mới hết buồn. Hai người quyết định nuôi một con cá đuôi kiếm khỏe mạnh hoạt bát. Hết tập 7. Bức vẽ này là đồng hồ sao? Bệnh nhân nữ này vẽ ra đồng hồ như thế này. Bác sĩ thiên tài Sean lập tức phán đoán trong người cô có khối u. Sean nhìn cái đồng hồ cười, Sean chỉ cần cười là mọi người đều hiểu. Nhưng bệnh nhân nữ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong người tôi thực sự có khối u sao? Sao bác sĩ lại vui thế chứ? Hóa ra trước đó khi Sean kiểm tra cho bệnh nhân này, cô đột nhiên cưỡng hôn Sean. Sean xem nữa khóc thành tiếng, anh gặp phải nữ lưu manh rồi sao? Nhóm của Sean đều cho rằng đây rõ ràng là quấy rối tình dục, thiếu chút nữa là Sean đã báo cảnh sát rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Thì ra 10 sáng sớm ngày hôm đó, bệnh viện đón một ca cấp cứu. Bệnh nhân là một cặp vợ chồng bị tai nạn giao thông. Người chồng là Todd bị thương ở chân, nhưng vết thương của anh tương đối nhẹ. Vợ của Todd bị thương nặng hơn, phần ngực và bụng bị xuất huyết nội, mặt của cô bị rách, hơn nữa lúc này cô đã mất ý thức. Cô được nhanh chóng đẩy vào phòng mổ. Sean chữa trị cho Todd, chân anh bị ảnh hưởng ở vị trí uốn cong và xoay vào trong. Sean phải tái định vị hông làm thủ thuật Captain Morgan cho anh. Chỉ thấy Sean cầm chân của Todd đặt lên đầu gối của mình. Sean dùng lực thật mạnh ở vị trí khớp xương, nghe thấy tiếng rắc một cái, chân của anh đã về đúng vị trí. Todd đau đớn há miệng thở gấp, sau đó Sean đi vào phòng mổ. Lúc này Claire và Lim đang mổ cho vợ của Todd. Sean khởi động kỹ năng trị được tất cả mọi thứ. Bọn họ mổ phần bụng của vợ Todd ra, hút hết máu đọng ở trong đó ra trước, sau đó tìm vị trí xuất huyết và khâu nó lại. Có Sean ở đó nên mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Sau khi đi ra ngoài, Sean và Claire nói với Todd ca phẫu thuật của vợ anh rất thành công, cô ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Lúc này Todd cuối cùng cũng thở dài một hơi thoải mái, nhưng chúng tôi không cứu được đứa bé ở trong bụng vợ anh, ống dẫn chứng của cô ấy bị vỡ. Todd nghe xong vô cùng bất ngờ, mọi người có nhầm lẫn gì không, vợ tôi không thể mang bầu được. 10 năm trước tôi có làm phẫu thuật cắt ống dẫn tinh, tôi không có tinh trùng thì làm sao cô ấy có thai được. Nghe xong không khí lập tức trở nên gượng gạo. Todd kiên trì bảo rằng bác sĩ đã nhầm lẫn, chuyện này không thể xảy ra. Sean là người thẳng thắn, anh nói có lẽ đứa bé trong bụng của cô ấy không phải là con anh. Todd nói tình cảm của anh và vợ vô cùng tốt, cô ấy không đời nào ngoại tình. Vậy nên Todd đi đến hỏi vợ, vợ Todd nói chuyện này quá hoang đường, tôi không thể nào có thai được. Ngoài ra tình cảm của chúng ta sâu đậm như thế, sao em có thể làm chuyện có lỗi với anh được? Em không ngoại tình, có thể là tinh trùng của anh đã bơi qua. Em từng nghe chuyện đó rồi, chắc chắn là như thế. Hai vợ chồng Todd dùng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn về phía Claire và Sean. Claire dối lòng nói chuyện này cũng không phải là không có, chúng tôi sẽ kiểm tra lượng tinh trùng của người chồng. Trong lúc chờ đợi kết quả, Sean đến kiểm tra cho vợ của Todd, không ngờ nó lại trở thành nỗi đau cả đời của Sean. Sean dùng đèn pin kiểm tra mắt của bệnh nhân, mặt anh áp sát bệnh nhân, không ngờ bệnh nhân đột nhiên cưỡng hôn anh. Ôi trời, Sean vốn không thích người khác chạm vào người mình, đừng nói đến chuyện hôn, hơn nữa còn là người phụ nữ lạ mặt hôn. Sean định rời đi, vợ của Todd nói, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã cứu tôi. Lúc này đã có kết quả kiểm tra số lượng tinh trùng của Todd, số lượng tinh trùng là không. Sean nói với Lim và Claire, lúc nãy vợ của Todd đã hôn lên môi anh, cô nói cảm ơn anh vì đã cứu mạng cô. Lim và Claire nói, đừng đùa chứ, tôi cũng cứu mạng cô ấy, vậy nụ hôn cảm ơn của tôi đâu. Đây rõ ràng là thấy Sean vừa trẻ vừa đẹp trai, vậy nên cô ta muốn quấy rối anh. Hai người đều ủng hộ Sean báo cảnh sát để cảnh sát giải quyết vụ này. Nhưng Sean tính tình hiền lành, anh nói anh muốn suy nghĩ một chút. Sau khi Todd biết được kết quả kiểm tra số lượng tinh trùng, anh tức điên lên. Bình thường đầu anh đến tóc còn không mọc được, giờ đột nhiên lại mọc sừng, sau này anh biết phải sống như thế nào. Todd tức giận hỏi vợ, rốt cuộc người đó là ai? Còn nữa, tiền ở trong ngân hàng của chúng ta đâu hết rồi? Trong thẻ còn 400 đô la, các người có âm mưu gì nữa đây? Uổng công anh tin tưởng em như thế. Nhưng vợ của Todd vẫn một mực không chịu nhận, cô nói là bệnh viện xét nghiệm nhầm. Tiền ở trong ngân hàng chắc chắn bị trộm mất rồi. Todd nói hãy nhìn vào mắt anh. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt vợ Todd toàn là sự dối trá.
Trong giây phút đó, dường như Todd đã biết hết mọi chuyện, cuối cùng vợ của Todd cũng không chối nữa, bắt đầu nhận lỗi. Cô thực sự đã ngoại tình, Todd tức giận rời đi. Sean hỏi vợ của Todd tại sao cô ấy lại lấy Todd. Cô nói bởi vì cô ấy thực sự yêu chồng mình, anh là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời cô. Vậy tại sao lúc nãy cô lại hôn tôi? Vợ Todd nói tôi không biết, hình như lúc nãy tôi không thể khống chế được bản thân mình. Sean kiểm tra cánh tay vào đầu của vợ Todd, cuối cùng anh cũng biết được lý do. Sean nghi ngờ trong não của cô có một khối u khiến cho cô không thể khống chế được hành vi của mình. Anh đưa vợ Todd đi chụp cộng hưởng từ. Claire nói lại với Sean người phụ nữ này lừa dối tình cảm của Todd hơn nữa còn quấy rối cậu. Nhưng Sean vẫn kiên trì cho rằng vợ Todd đã khóc rất nhiều, cô ấy không giống người xấu, chắc chắn cô ấy có khối u trong não. Khi hình ảnh chụp cộng hưởng từ xuất hiện trên màn hình, sự thật được hé lộ. Trong đầu của vợ Todd không hề có khối u. Sean mắt rưng rưng lệ, thật đáng buồn, thế giới này thật buồn và phức tạp, có lẽ tôi nên báo cảnh sát. Sean và Claire nói với vợ Todd kết quả kiểm tra, trong đầu cô hoàn toàn không có khối u, cô hôn tôi là do lỗi của cô là kẻ lừa đảo. Vợ Todd vẫn tỏ vẻ rất vô tội, cô không ngừng giải thích. Claire bảo cô vẽ một cái đồng hồ, kết quả cái đồng hồ bình thường bị cô vẽ thành thế này đây. Cô chỉ vẽ được một nửa, hơn nữa số ở trên đồng hồ còn bị sai. Sean nhìn vào bức vẽ rồi nở nụ cười, đúng là trong người cô có khối u, nhưng nó không nằm ở đầu mà là ở ngực. Sean cười làm bệnh nhân thấp thỏm lo sợ, lần đầu tiên thấy Sean biết bệnh nhân có khối u lại vui vẻ như vậy. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định được là cô có khối u ở ngực. Ngoài ra khối u này có thể sinh ra một loại protein, nó sẽ di chuyển đến não và gây ra rối loạn tâm thần, bao gồm cả mất khả năng kiềm chế. Vậy nên trong thực tế có người nào đang ngoại tình thì đi kiểm tra xem nha, xem có phải trong người có khối u không. Nếu có thì đây có lẽ cũng là một kiểu trừng phạt. Vợ Todd cuối cùng cũng nói ra hết sự thật với chồng mình. Cô đã rút hết tiền ở trong ngân hàng nhưng không phải để cho nhân tình mà là để làm từ thiện, bởi vì mỗi lần thấy quảng cáo từ thiện là cô lại không thể khống chế được bản thân. Tất cả đều do khối u gây ra. Todd lại hỏi cô đã ngoại tình bao nhiêu lần rồi. Vợ anh đáp tổng cộng có 4 người. Todd nghe xong, ôi trời, 4 cặp sừng to bự. Anh tức giận lại bỏ đi chỗ khác. Bắt đầu ca mổ, Lim phụ trách mổ chính, Claire và Sean phụ tá. Phẫu thuật mở lồng ngực vô cùng nguy hiểm. Sean sử dụng tuyệt chiêu thần chết mau lùi lại, đảm bảo được tính mạng của bệnh nhân. Các phẫu thuật thuận lợi hoàn thành. Claire rất giỏi trong việc khuyên nhủ người khác. Cô nói với Todd bệnh tật ập đến không ai có thể cản nổi. Vợ anh ngoại tình là do bệnh tật, còn về mặt tình cảm cô ấy không hề ngoại tình. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh cho dù phải chết ở trên bàn mổ. Vợ của Todd tỉnh lại, Sean cố ý tiến sát lại gần cô. Cô có còn muốn hôn tôi nữa không? Vợ Todd vô cùng xấu hổ nói cô sẽ không làm như vậy nữa. Lúc này Todd đi vào, anh tha thứ cho vợ mình, hai người nắm chặt lấy tay nhau, tin chắc rằng bọn họ sẽ yêu thương nhau đến già. Trong lúc Sean điều trị cho bệnh nhân thì bệnh viện đón một bệnh nhân có xương khớp vô cùng kỳ lạ. Chắc chắn bạn chưa bao giờ thấy kiểu người như thế này. Trên bụng của cậu bé có xương nhô lên, các cơ quan trong cơ thể quấn vào với nhau và đẩy nó nhô lên. Nhóm của Sean kiểm tra chẩn đoán bắt buộc phải điều trị bằng phẫu thuật, gỡ các cơ quan ra sau đó đưa nó về vị trí cũ. Cậu bé Finn nói mình bị cứng cổ, đau lưng và mệt mỏi. Trên nét kiểm tra phản xạ của chân cậu bé. Chân trái bình thường nhưng chân phải phản ứng rất yếu, xem ra sức khỏe của cậu bé có vấn đề lớn. Ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ Park và Janice hỏi bố mẹ của cậu bé. Lúc này họ mới biết được vấn đề. Cậu bé năm nay 12 tuổi rồi nhưng cậu chưa được tiêm một mũi vaccine nào hết. Bố mẹ cậu giải thích rằng từ khi cháu gái họ tiêm một mũi vaccine sau đó bị mắc bệnh về đường ruột vĩnh viễn, vậy nên họ không cho con mình tiêm chủng. Hơn nữa, họ cho con học ở trường có tất cả các học sinh đều được tiêm chủng đầy đủ, tạo khả năng miễn dịch cộng đồng. Như vậy con cái của họ sẽ không bị nhiễm bệnh. Janice không đồng tình với quan điểm của họ, chơi trò miễn dịch cộng đồng như vậy thực sự rất quá đáng, đây là một hành vi ích kỷ. Hai người cho rằng những đứa trẻ khác tiêm vaccine rồi sẽ không bị bệnh, sẽ không lây bệnh cho con mình. Nếu như hai người đã tin tưởng vào tác dụng của vaccine, vậy tại sao lại không cho con mình tiêm? Nhưng bố của cậu bé vẫn rất cứng đầu, nói rằng họ không muốn mạo hiểm nên không cho con mình tiêm. Đối mặt với bố mẹ ích kỷ như thế, Janice nói với bác sĩ Park nên để họ chuyển sang bệnh viện khác không nhận họ. Bởi vì trong số bạn của cô cũng có người kém hiểu biết giống như vậy. Cô ấy cho rằng trong thời đại hòa bình không cần phải cho con tiêm chủng. Kết quả một năm sau, đứa bé bị mắc bệnh ho gà. Không bệnh viện nào chịu nhận điều trị đứa bé. Nhưng đứa trẻ không tiêm chủng vì phụ huynh không cho tiêm là một sự phủ nhận đối với nền y học. Sau này đứa bé ấy muốn chữa thì lúc đó cũng đã muộn rồi. Một tháng sau, mẹ bé tổ chức tang lễ cho bé. Bác sĩ Park cho rằng nếu như có bệnh nhân đến bệnh viện thì bệnh viện không thể chối bỏ trách nhiệm. Bác sĩ Park kể cho mẹ của bệnh nhân nghe chuyện của bạn bác sĩ Janice. Mẹ của Finn mềm lòng giấu bố của cậu, sau đó lừa bác sĩ Park rằng hai vợ chồng họ đã đồng ý tiêm chủng cho con. Sau đó bác sĩ Park đến tiêm cho Finn mũi vaccine đầu tiên. Sau khi bố Finn biết chuyện, anh vô cùng tức giận muốn ly hôn với mẹ của Finn. Anh không đến viện để thăm con còn trách móc bác sĩ Park. Finn cũng không hiểu chuyện cậu bé đổ lỗi chuyện tiêm chủng lên đầu bác sĩ. Gia đình này đúng là hết thuốc chữa, từ nhỏ đến lớn đều có vấn đề. Cuối cùng cả nhà ba người vẫn không làm lành với nhau, đúng là ngu đến một giới hạn nào đó luôn rồi. Một bên khác, viện trưởng Marcus đang xử lý mâu thuẫn giữa Neil và Claire.
Sau khi viện trưởng nói hết lời thì Neil và Claire cũng làm lành với nhau. Bên này, viện trưởng cũ sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u trong não xong, dường như ông bị hậu di chứng, trí nhớ của ông dần giảm sút. Nhưng ông lão cứng đầu này không chịu chấp nhận chẩn đoán của bác sĩ. Viện trưởng cũ tự mình đến tìm Sean, bảo cậu kiểm tra giúp ông xem trí nhớ của ông có giảm sút không. Nhưng Sean không hỏi những câu như bình thường, anh chỉ hỏi một câu đã khiến viện trưởng cũ không trả lời nổi. Sean hỏi em trai của cháu tên là gì vậy? Viện trưởng cũ nói Sean đừng đùa nữa, câu hỏi này quá ngu ngốc. Bác thường xuyên nhắc đến em cháu, sao bác có thể không biết tên của em cháu chứ? Mặc dù viện trưởng cũ mạnh miệng như thế nhưng ông nghĩ mãi vẫn không ra. Vậy nên ông đoán đại một cái tên. Em của cháu tên là Sam có đúng không? Sean rất thất vọng, em của cháu tên là Steve. Viện trưởng cũ không thể thừa nhận trí nhớ của mình đã giảm sút. Hết tập 8. Chưa từng thấy một tù nhân nào thê thảm như thế này, trán có một vết lõm sâu, mặt mũi bầm dập. Ngoài ra cậu ấy đã bị 8 tên tù nhân khác hội đồng ở trong tù, giờ được đưa đến bệnh viện mà Sean đang làm để cứu chữa. Sean và Park tiếp nhận bệnh nhân này. Sean tiêm cho cậu ấy một liều thuốc tê cục bộ, phổi của cậu ấy đã bị các tù nhân khác đạp cho tràn khí màng phổi. Sean cầm dao phẫu thuật lên rạch một đường ở gian sườn. Còn Park đặt ống vào phổi để hút hết khí ra, lúc này cậu ấy mới hô hấp được dễ dàng hơn. Lúc trước Park là cảnh sát, anh từng chứng kiến hàng tá những trường hợp bị đánh đập thế này nên thấy rất cảm thông với cậu ấy. Park hỏi cậu ấy tên là gì, cậu ấy trả lời mình có rất nhiều tên. Ban đầu cậu ấy vốn tên là Billy nhưng vì vết lõm ở trán mọi người không gọi cậu ấy là người ngoài hành tinh hay núi lửa thì là thằng ba mắt. Tất cả những gì chúng có thể nghĩ ra. Sean nói chúng ta phải trị khỏi phổi cho cậu trước rồi mới đến hốc mắt. Park đề nghị lúc đó chúng ta có thể chỉnh hình luôn phần trán của cậu nhưng Sean không đồng ý. Sau khi ra ngoài, Park hỏi tại sao Sean không đồng ý. Nếu như có thể chỉnh hình lại phần trán cho Billy, nó đồng nghĩa với việc họ đã cứu được cả cuộc đời của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không bị ăn đánh suốt ngày vì ngoại hình của mình nữa. Sean giải thích chỉnh sửa vết lõm thuộc về lĩnh vực thẩm mỹ, giá cả lại đắt đỏ, cũng không phải là một phẫu thuật cần thiết về mặt y học. Ngoài ra, việc ngăn cản cậu ấy bị đánh là nhiệm vụ của giám ngục chứ không phải là việc của chúng ta. Nói xong, Sean liền rời đi. Trong lúc Sean và Park đưa Billy đi chụp MRI, cậu ấy đã nói ra thân thế của mình. Nhiều năm trước mẹ cậu đã qua đời, bố cậu là một kẻ nghiện rượu khốn nạn, còn em trai đã ra đi mấy năm trước trong một vụ tai nạn. Câu chuyện khiến Sean nhớ đến cậu em trai Steven của mình, anh bắt đầu thấy đồng cảm với Billy. Đúng lúc này Sean phát hiện Billy cứ thấy khó thở mãi dù đã chọc hút hết khí trong khoang màng phổi là vì cơ hoành bị rách. Dạ dày đã đi qua vết rách và nằm trong ngực của cậu ấy chen lấn với phổi. Xem ra tội phạm trong tù ra tay đánh người thực sự rất nặng, bắt buộc phải làm phẫu thuật đặt các cơ quan về lại đúng vị trí của chúng ngay. Ca phẫu thuật bắt đầu, Lim làm bác sĩ mổ chính, Park và Sean làm phụ mổ. Lại là một ca phẫu thuật mở khoang ngực có độ rủi ro cực lớn, Sean khởi động năng lực trị được tất cả mọi thứ. Lim nói rằng đám người tấn công Billy hẳn phải đi một đôi giày rất khủng bố, cậu ấy thiếu chút nữa đã mất mạng luôn rồi. Park hoàn toàn đồng ý, đúng vậy, nhưng thật đáng buồn, khi trở lại nhà giam cậu ấy sẽ lại bị đánh tiếp, trừ phi chúng ta chỉnh sửa lại vết lõm trên trán cho cậu ấy. Sean nghe xong vẫn rất phản đối, Lim ủng hộ ý kiến của Sean, vì ca phẫu thuật chỉnh hình đó thực sự rất đắt, độ rủi ro cũng cao, và bệnh viện sẽ không chi trả số tiền này. Lim hỏi nhỏ Sean, cái người đứng ở trên đầu chúng ta kia đã đi chưa? Sean lén nhìn lên, hóa ra viện trưởng Marcus đang ở phía trên giám sát bọn họ làm phẫu thuật. Hiển nhiên anh ta cũng đã nghe hết được cuộc trò chuyện giữa mấy người bọn họ. Còn về việc sao phải giám sát, chúng ta sẽ nói sau nhé. Phẫu thuật khôi phục vị trí cơ quan của Billy tiến hành rất thuận lợi, tiếp theo là phẫu thuật xử lý hốc bị gãy xương. Billy hỏi Park khi nào anh sẽ xử lý phần trán cho tôi. Park chỉ có thể xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Billy cười cười an ủi Park, không sao tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Hóa ra vào năm cậu ấy 6 tuổi, bố của cậu ấy uống rượu xem đánh bóng chày. Đội của ông ta ủng hộ bị thua nên ông ta đã cho Billy một gậy vào đầu để xả giận. Từ đó trán của cậu có một vết lõm và cậu biến thành một tên xấu xí. Cũng vì chuyện này, từ nhỏ đến lớn cậu ấy đã bị chế giễu, cười nhạo không biết bao nhiêu lần. Cuộc đời của Billy thật sự quá đáng thương, Sean và Park cũng không biết phải nói gì hơn, chỉ có thể yên lặng đi ra ngoài. Cả phẫu thuật xử lý hốc mắt bắt đầu, Billy được gây tê toàn thân chỉ lộ ra một con mắt. Lim giải phẫu tách sạch thông qua màng xương, do đó có thể trượt vách ngăn lưới Medpaw vào phần bị gãy. Cô chọn vách ngăn lưới Medpaw do nó cho phép mọc các mạch sợi vào trong và liên kết mô của bệnh nhân. Các phẫu thuật được tiến hành rất thuận lợi. Park lại nhắc đến chuyện chỉnh sửa phần trán cho Billy, Lim cảm thấy Park hành động như thế là vì anh đang thấy tội lỗi cho quá khứ do từng tống nhiều đứa trẻ vào tù. Còn Park cảm thấy Lim sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Marcus cho chức vị trưởng khoa phẫu thuật. Trong thời khắc then chốt, Sean đã đưa ra một phương án trị liệu vẹn toàn. Anh nói họ có thể làm phẫu thuật kế ghép ngực cho Billy. Park và Lim nghe xong mà ngây người, cậu ấy là nam đấy, làm phẫu thuật ghép ngực làm gì? Sean giải thích ta có thể lồng khối thẩm mỹ vào phần bị tách ra ở chỗ gãy xương trán. Hiện giờ vừa hay đang làm phẫu thuật xử lý ổ mắt, chỉ cần một đường rạch nhỏ ở lông mày là được. Lúc trước tôi phản đối là vì nó đắt đỏ, có rủi ro cao và không cần thiết về mặt y học. Nhưng nếu chúng ta làm bây giờ, chúng ta sẽ không cần thêm một ca phẫu thuật nào nữa, và điều đó rất tiết kiệm.
Sau khi cân nhắc, Lim đã đồng ý. Sean đã làm cho Billy một khối thẩm mỹ tương đồng với kích thước vết lõm 35cc. Thế nhưng vừa nhét khối thẩm mỹ vào trong monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn của Billy lại vang lên chuông cảnh báo, Billy sắp không xong rồi. Sean vội vã khởi động năng lực thân chết mau lùi lại. Tác dụng của năng lực này chính là hình thành khiên bảo vệ vô hình cho bệnh nhân, đuổi cổ thân chết, khiến người bệnh miễn dịch với bất cứ tổn thương chí mạng nào trong vòng 10 phút. Nhưng thật ngạc nhiên, lần này năng lực của Sean không hề có tác dụng, dấu hiệu sinh tồn của Billy vẫn không thể trở nên khả quan hơn. Sean rất ngạc nhiên lại khởi động thêm năng lực trị được tất cả mọi thứ. Mọi người cùng nhau cố gắng, Park gây tê cục bộ ở vùng mắt, Lim hồi sức tim phổi, Sean khởi động máy tạo nhịp tim qua da. Sau một loạt các thao tác cấp cứu thành công và chuyên nghiệp, cuối cùng thần chết đã buông tay Billy và phẫu thuật hoàn thành. Mấy tiếng sau, Billy tỉnh lại khi cậu ấy nhìn thấy chính mình ở trong gương đã cảm động đến rơi nước mắt. Cậu nói với Park anh thật sự đã làm điều đó. Park đáp rằng đó là ý tưởng của Sean, chúng tôi đã kế ghép một khối thẩm mỹ vào phần của lõm trên trán của cậu. Billy mỉm cười hạnh phúc và nói với Sean lời cảm ơn từ tận đáy lòng, cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Nhưng Sean lại không thấy vui, anh cảm thấy rất hổ thẹn vì chính ý tưởng này suýt nữa tước đi mạng sống của anh. Nói xong, Sean không vui mà đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Park nói với Sean cậu thực sự đã cứu sống Billy, tôi đã tìm thấy số thuốc giảm đau này trong ngăn tủ của Billy, cậu ấy đã không uống thuốc khi ở đây, giấu giếm chúng đi để phòng khi quay lại nhà tù lại bị đánh. Cậu ấy không hề nói quá về tình trạng của mình, Sean, cậu thực sự đã cứu mạng Billy. Nghe Park nói xong, Sean mới thấy nhẹ nhõm hơn. Trong lúc đội của Sean điều trị cho Billy, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân háo sắc. Anh ta tên là Job, vì đột nhiên bị yếu tay và chân, sẽ bên phải mặt và giao tiếp khó khăn nên được đưa vào bệnh viện. Janice và Claire tiếp nhận bệnh nhân này. Claire lật dở bệnh án của Job ra xem. Thật ngạc nhiên anh ta tiêm liều Prolif mỗi tháng, đây là thuốc ức chế sản xuất hormone androgen ở nam, lẽ nào anh ta muốn chuyển giới sao? Job giải thích anh được chẩn đoán là tăng sinh không điển hình, chứ không phải muốn chuyển giới. Trong ca phẫu thuật, nếu phát hiện do Josh sử dụng loại thuốc này mới dẫn đến tình trạng có các cục máu đông trong não và những triệu chứng của một cơn đột quỵ, anh ta căn bản không bị tăng sản. Sau khi Josh tỉnh lại, Janice và Claire chất vấn anh ta tại sao lại lừa họ. Anh vốn không bị tăng sản, anh thực sự đang muốn chuyển giới sao? Lúc này Josh mới chịu nói ra sự thật, hóa ra anh ta mắc chứng ham muốn tình dục nặng, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó. Anh ta đã bị giày vò suốt mười mấy năm rồi, nhưng bản thân anh ta không thể nào khống chế được chính mình. Căn bệnh đó ngày càng nặng hơn, cho nên anh ta buộc phải dùng loại thuốc ức chế nội tiết sinh dục nam. Janice cho rằng loại thuốc đó sẽ giết chết anh, nhưng Josh không để ý. Nói chính xác hơn là có để ý, anh cũng không còn cách nào khác. Không lâu sau, Josh lén trốn khỏi bệnh viện, Claire cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. Dùng thuốc ức chế nội tiết tố sinh dục để kiềm chế ham muốn tình dục chẳng khác nào đập mũi bằng một cái vồ. Claire phân tích có thể anh ta là một kẻ ấu dâm. Hai người đuổi theo ra ngoài nhưng Josh đã ngồi lên xe buýt mất rồi. Nhưng đến chiều, Josh lại được đưa vào bệnh viện, hóa ra anh ta đã tự thiến. Anh ta nói rằng mình chưa từng làm hại bất cứ ai, cũng không phải là một kẻ ấu dâm, anh ta thực sự không thể chịu nổi sự giày vò này nữa. Cuối cùng anh kiên quyết đề nghị bác sĩ hãy cắt bỏ thứ đó đi. Sau khi thảo luận, đội của Neil đã không làm như thế, họ đã phẫu thuật chữa trị lại bộ phận dinh dục cho Job. Job rất đau lòng, tại sao lại khó đến vậy, tôi còn phải chịu sự giày vò này đến bao giờ? Job lại chạy trốn khỏi viện, Claire và Janice vội vã đuổi theo ra ngoài. Và một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra ngay trước mắt bọn họ. Job đã chạy ra giữa đường, chặn đầu một chiếc xe tải, kết thúc cuộc đời của chính mình. Thấy mình không thể giúp được bệnh nhân, hai cô gái đều rất đau lòng, cả hai đã ngồi trầm tư suốt đêm hôm đó. Sean cuối cùng cũng học lái xe rồi, Dia trở thành huấn luyện viên của anh. Vì trí nhớ của ông Glassman đang bị giảm sút nghiêm trọng, Sean cảm thấy ông không thể lái xe được, lỡ như đột nhiên ông quên luật, ở giữa đường thì phải làm sao? Sean lấy việc sẽ báo lên sở quản lý cơ giới để uy hiếp tịch thu bằng lái của ông Glassman, khiến ông ấy cực kỳ không vui. Sean lái xe của Lia ở đoạn đường thẳng, anh lái cũng khá ổn, nhưng mà quá chậm đến nỗi chiếc xe đằng sau liên tục réo còi inh ỏi. Sean trong xe nói, mấy người đều phạm luật cả rồi, xe bên trái đã đi lấn đường dành cho xe đạp, xe bên phải đi đè lên vạch kẻ vàng. Vào lúc chuẩn bị rẽ, Sean lại đột nhiên giẫm phanh khiến tất cả xe phía sau bấm còi inh ỏi. Sean như muốn sụp đổ trong những âm thanh đinh tai nhức óc đó, lần đầu luyện xe đã thất bại. Lia không từ bỏ, cô nghĩ ra một cách hay để thuyết phục. Sean tiếp tục tập xe, cô so sánh việc lái xe như một ca phẫu thuật. Nếu như phía trước xe bị chết máy, khiến giao thông ứ trệ, nó giống như việc cậu gặp một cục máu đông cản trở lưu thông khi đang phẫu thuật. Và cậu nên đổi hướng. Nếu cậu lái xe quá chậm, có người vượt qua xe của ta thì nó giống như trứng tim đập nhanh. Cậu cứ để nó vượt qua, còn bản thân lái bình thường là được. Thế là Sean lấy ra được tự tin để tập xe. Thật giống như thi bằng B2 vậy. Lần này Sean có tiến bộ thành công sẽ được ngã rẽ đầu tiên, thế nhưng lại có chuyện xảy ra. Một anh chàng đột nhiên chạy ra giữa đường nhặt bóng, trong lúc hoảng loạn Sean đã nhấn chân phanh, lại đánh vô lăng đâm vào thùng rác.
Tự tin của Sean lại bị bóp nát rồi, việc này không hề giống với phẫu thuật, tôi không thể nào lái xe được. Leah khuyên Sean phẫu thuật cơ thể người khó như vậy, cậu còn làm được, nói gì đến việc điều khiển một chiếc xe. Khó khăn lắm Leah mới xoa dịu được Sean, một cái thùng rác thôi mà, tốt hơn so với một người đi bộ hay một chiếc xe nào đó nhiều. Cuối cùng Sean coi việc quả bóng bất ngờ lăn xuống đường như việc kéo bị rơi trong lúc phẫu thuật. Đây là chuyện ngoài ý muốn, không phải lúc nào cũng có thể tránh được. Và chuyện đó xảy ra, anh phải phản ứng nhanh chóng để giảm thiểu nguy hại, cho nên việc đâm vào thùng rác là chuyện hoàn toàn đúng đắn. Tự tin của Sean đã trở về, anh hứng khởi quay lại ghế lái tiếp tục tập với Leah. Mấy hôm sau, Sean lái xe đến đón ông Glassman để đưa ông đi xạ trị. Ông Glassman rất vui mừng, Sean của ông đã trưởng thành hơn rồi. Ở một bên khác, dưới áp lực của hội đồng quản trị bệnh viện, viện trưởng Marcus không thể không chọn một trưởng khoa phẫu thuật mới. Vì lúc trước anh là trưởng khoa khoa phẫu thuật, giờ anh thăng chức rồi, vị trí này thành ra bị bỏ trống. Mọi người dự đoán người trở thành trưởng khoa khoa phẫu thuật tiếp theo, không phải Neil thì chính là Lim. Tất cả nhân viên bệnh viện đều đang cá cược xem cuối cùng ai sẽ là người được chọn. Đây cũng chính là lý do tại sao Marcus bắt đầu giám sát kiểm tra hai người họ chặt như thế, khiến cho cả Lim và Neil phải làm phẫu thuật trong bất an. Thế nhưng vào lúc này, Neil đã chống lại Marcus ngay trước mặt các bác sĩ nội trú của mình. Neil bảo Marcus đừng có hành động quá đáng quá, đây rõ ràng là một hành động không thông minh lúc này. Cuối tập, Marcus tuyên bố trước toàn thể mọi người anh ta vẫn sẽ giữ chức trưởng khoa khoa phẫu thuật cho mình. Chiều này đúng là quá cao tay, anh ta đã chơi cả bệnh viện một vố. Lim và Neil thật không còn gì để nói, hai người quyết định đi uống rượu với nhau ở quán bar. Cứ như vậy, hạt giống tình cảm giữa hai người đã được gieo xuống. Hết tập 9. Bác sĩ thiên tài Sean co người lại trong tư thế thai nhi trên sàn nhà bệnh viện, rơi vào trạng thái sụp đổ tinh thần. Hóa ra một virus tương tự như SARS đang bùng nổ trong bệnh viện, cả đội của Sean phải đối diện với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Bệnh nhân và bác sĩ liên tục bị lây nhiễm và ra đi. Sean khởi động tất cả năng lực mình có cũng không thể ngăn cản được. Liệu Sean sẽ hóa giải nguy cơ dịch bệnh này thế nào? Các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé! Giáng sinh đến rồi, đại bộ phận nhân viên y tế đều đã nghỉ lễ, hôm nay Sean đến là do có lịch trực ở khoa cấp cứu. Tiếng chuông xe cấp cứu réo lên inh ỏi, bệnh nhân được đưa đến từ sân bay. Bệnh nhân thứ nhất, giới tính nam, bị ngất ở sân bay, hô hấp khó khăn. Bệnh nhân thứ hai, giới tính nữ, tên là Marianne, đau ngực khó thở, chân phải sưng phù. Lúc này monitor của bệnh nhân nam vang lên chuông cảnh báo bệnh nhân sắp không xong rồi, Lim mau chóng kích điện cấp cứu. May mắn là nhịp tim đã quay trở lại, tuy rằng rất yếu. Sean tiêm một liều heparin cho Marianne, nhưng tiêm xong lại sốt đến 39,7 độ C. Lim phân tích có thể là do suy hô hấp cấp do viêm phổi virus. Sean phát hiện trên cổ Marianne có ban đỏ và mụn nước. Đại não của Sean bắt đầu sàng lọc, vảy nến, zona đều không phải. Lúc này bệnh nhân nam cấp cứu vô hiệu đã bị tuyên bố tử vong. Sean đột nhiên gạt tấm rèm ra, thật không ngờ trên người hai bệnh nhân đều có ban đỏ và mụn nước. Marianne nói họ đều bay từ Malaysia đến, nhưng cả hai chưa từng tiếp xúc với nhau. Xem ra đây là loại virus nào đó lây truyền qua đường hô hấp. Điều này cũng có nghĩa là tất cả mọi người có mặt trên chuyến bay đó và tất cả những người có mặt trong khoa cấp cứu hiện giờ đều có nguy cơ đã bị lây nhiễm. Marianne nhanh chóng được chuyển đến phòng cách ly. Lim gọi điện báo lại chuyện này cho Marcus và Sở Y tế Công cộng. Trong sảnh an ninh, Sean phát hiện nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân từ sân bay đến bệnh viện tên là Tyler. Một anh chàng đang theo đuổi Janet cũng đã bị lây nhiễm. Không còn cách nào khác, Tyler được đưa vào phòng cách ly. Lúc này monitor của Marianne đột nhiên vang lên chuông cảnh báo. Trời ạ, mới vừa rồi cô ấy còn nói chuyện được, thế mà chẳng bao lâu sau đã thành thế này rồi. Đây rốt cuộc là loại virus gì? Các bác sĩ mau chóng tiến hành cấp cứu nhưng tất cả nỗ lực đều vô dụng, Marianne đã không qua khỏi. Loại virus hệt như thuốc độc, thật quá lợi hại. Bên trên hạ lệnh lập tức phong tỏa khoa cấp cứu, cách ly tất cả mọi người trong này, đồng thời tiến hành sàng lọc xem những ai đã bị lây nhiễm. Lim dẫn đầu đội ngũ y tế tuyên bố nơi này phải cách ly, đã có 3 người bị lây nhiễm, 2 trong số đó đã tử vong. Tất cả bệnh nhân có mặt trong khoa cấp cứu đều thấy hoảng sợ và bất an. Một người đàn ông muốn đập vỡ cửa xông ra ngoài, Lim dứt khoát cho ông ta một liều thuốc an thần rồi trịnh trọng lặp lại một lần nữa, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây. Lần này tất cả bệnh nhân đều yên tĩnh hơn rồi. Lúc này bệnh viện bắt đầu phong tỏa cửa lớn, dán băng keo cách ly và thông báo cách ly xung quanh khoa cấp cứu. Bệnh viện tạm thời đóng cửa và sẽ mở cửa khi có thông báo mới. Viện trưởng Marcus nhanh chóng thông báo với truyền thông về tình hình phòng dịch. Neil, Park và Claire đều đang ở khoa ngoại của bệnh viện. Họ đang có một bệnh nhân nguy kịch có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đáng lẽ ra hôm nay phải làm phẫu thuật ghép tủy cho anh ta, nhưng người hiến tủy lại đang bị cách ly ở khoa cấp cứu, khiến bọn họ rơi vào thế bí. Người bị lây nhiễm thứ ba Tyler chẳng bao lâu đã sốt cao đến đứng cũng không đứng dậy được, nằm ở trên giường bệnh. Tyler tỏ tình với Janet. Anh nói anh đã thích cô rất lâu rồi, đợi anh khỏe lại, anh muốn có một cuộc hẹn với cô. Đối diện với yêu cầu của một bệnh nhân sắp nắm tay thân chết, Janet lập tức đồng ý. Lúc này Sean kiểm tra ra người đàn ông mặc đồ ông già Noel tên Peter này bị xoắn đại tràng sigma cần được phẫu thuật ngay, nhưng với tình hình hiện giờ nó có vẻ không dễ. Lim hỏi không làm phẫu thuật thì còn cách nào khác không, Sean bắt đầu khởi động năng lực thiết lập sơ đồ cấu trúc vạn vật.
nhưng anh mới phân tích được một nửa đã bị cắt ngang. Hóa ra bóng đèn trên trần nhà cứ rè rè mãi không thôi, loại tạp âm tần số cao này khiến Sean không thể tập trung được. Lim bảo Sean dùng cách trị liệu truyền thống thụt dung dịch muối, cụ thể là họ sẽ bơm nước muối từ hậu môn lên ruột. Ông già Noel quả nhiên mạnh mẽ, có thể chịu được toàn bộ quá trình. Lúc này một người đàn ông da đen muốn xông vào khu cách ly, hóa ra vợ của anh là Viola đang ở trong đó. Viola là một sản phụ, cô bị đứt tay nên đến cấp cứu và bị cách ly. Viola cười nói với chồng rằng anh không thể vào được, lỡ như anh cũng bị lây nhiễm mà ra đi thì ai sẽ chăm sóc cho con chúng ta. Nói xong cô liền ôm mặt khóc. Một người nữa cũng đang muốn xông ngay vào trong khu cách ly là Park. Sau khi ly hôn, Park rất hiếm khi ở bên con. Mấy năm liền, đây là lần đầu tiên Kaylan đến thăm anh, cậu cũng đang bị cách ly trong khoa cấp cứu vì vô tình ngồi đợi bố ở đó. Lúc này, người bị lây nhiễm thứ tư xuất hiện, thật không may đó là Lim. Lực lượng bác sĩ vốn đã ít giờ lại càng ít hơn, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái căng thẳng. Monitor của Tyler lạnh lùng vang lên chuông cảnh báo, tim anh ngừng đập. Lim vội vã hồi sức tim phổi, Janet cũng chạy đến giúp đỡ. Nhưng tiếc là không có Sean, Tyler đã vĩnh biệt thế giới này trước khi có được một cuộc hẹn với cô gái trong lòng mình. Chưa đến 4 tiếng đồng hồ, 3 trong số 4 bệnh nhân bị lây nhiễm trong bệnh viện đều đã ra đi. Tỷ lệ gây tử vong của loại virus này thật đáng sợ. Ở bên này, ông già Noel Peter đột nhiên nôn hết lên người một người khác. Sean tiến lại kiểm tra và thông báo với anh ta rằng ruột anh ta bị xoắn trở lại rồi. Phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ tạm biệt thế giới. Cả phẫu thuật được tiến hành ở phòng bên cạnh, Sean và Janet làm bác sĩ mổ chính, Lim ở phòng bên cạnh chỉ huy. Cả phẫu thuật bắt đầu rạch mở ổ bụng, sau đó lấy ruột ra kiểm tra từng đoạn một. Janet phát hiện có một chỗ thủng ruột bắt buộc phải khâu lại, việc này thuộc dạng đại phẫu có độ khó cao. Lúc này người bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, Sean ra ngoài xem xét tình hình. Có người bị ngất, mọi người cho là ông ấy đã bị lây nhiễm, ai cũng không dám lại gần. Sean chẩn đoán ông ấy chỉ bị ngất do hạ đường huyết, truyền đường gluco là được. Lúc này Kaylan bắt đầu lên cơn ho hen, mọi người đều lùi lại phía sau. Lẽ nào cô ấy cũng bị lây nhiễm rồi sao? Park ở ngoài cửa nhìn con trai lên cơn hen mà lòng như lửa đốt, nhưng không thể nào vào trong được. Còn Sean lại đứng đúng dưới cái đèn kêu re re kia. Tạp âm tần số cao khiến anh choáng váng. Lúc này Janet ở trong phòng phẫu thuật gặp phải khó khăn, động mạch treo tràng dưới của Peter bị rách, máu đang chảy khắp ổ bụng. Lim chỉ huy Janet tìm thấy chỗ bị rách rồi khâu lại, nhưng khi Janet vừa quay đầu sang, trời ạ, Lim đã ngất đi trên mặt đất. Ở bên phía nêu ngoài khu cách ly, bệnh nhân mòn mỏi chờ đợi ghép tủy đang rơi vào tình trạng nguy kịch phải cấp cứu. Lúc này ở sảnh an ninh, bệnh nhân thi nhau đưa ra câu hỏi. Kaylan lên cơn hen, phẫu thuật gặp khó khăn, bệnh nhân chảy máu quá nhiều, còn Lim thì ngất đi vì bị lây nhiễm. Sean nghe tiếng đèn rè rè mãi không ngừng, cuối cùng đã sụp đổ. Anh bịt kín tai lại, nằm cuộn tròn trên mặt đất. Có thể nói từ mùa 1 đến giờ đây là lần đầu tiên Sean vào bệnh viện phải đối mặt với một mối nguy ác liệt thế này. Tình trạng chảy máu của Peter rất tệ, Janet không thể xoay sở một mình được nữa, bảo y tá ra ngoài gọi Sean vào. Nhưng y tá không thể khiến Sean tỉnh táo lại được, may mà Janet còn tỉnh táo. Cô bảo y tá đừng la hét với Sean mà hãy thuật lại chi tiết tình hình ca phẫu thuật cho anh nghe. Cách này quả nhiên đã có tác dụng, vừa nghe bệnh nhân đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho dù bản thân đang rơi vào trạng thái tồi tệ, Sean cũng như hồi sinh lại, tuyệt lắm anh bác sĩ. Sean đứng dậy nói rằng họ có thể khâu chỗ bị rách bằng một miếng ghép từ tĩnh mạch hiền. Janet rất đồng ý với cách này nhưng tôi cần cậu vào giúp một tay hơn là nghe cậu chẩn đoán. Sean quyết đoán khởi động năng lực trị được tất cả mọi thứ, kéo bệnh nhân khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngoài kia cơn hen của Kaylan vẫn chưa kết thúc, cậu hô hấp cực kỳ khó khăn, chai thuốc xịt hen đã hết sạch, cậu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Park không thể nhìn nổi nữa, giật lấy côn điện của bảo vệ rồi xông vào. Mọi người vội vây quanh Park rồi đưa ra hàng ngàn câu hỏi, bao giờ tôi có thể về, tên bác sĩ quái dị kia đã mất ý thức nên phái vài bác sĩ xuống đây. Lúc trước Park là cảnh sát tất nhiên sẽ không để mặc bọn họ mỗi người một ý, làm cho tình hình càng loạn thêm, anh hét lớn, tất cả im lặng, cầm hết miệng lại. Chúng ta đang có rất nhiều người trong tình trạng nguy kịch, bao gồm một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm và con trai tôi, mọi vấn đề của mọi người cần phải chờ đợi. Nói xong anh yêu cầu một máy khí dung, nhưng nó ở tận nhà thuốc sợ là sẽ không kịp. Hết cách, Park vận dụng hết những gì mình biết để tự tạo một chiếc khí dung cho con trai. Sau khi được khí dung, cuối cùng Kaylan đã qua được cơn nguy kịch. Neil và Marcus đang thảo luận xem làm cách nào có thể chuyển tủy của người hiến từ khu cách ly ra ngoài mà không vi phạm các quy tắc phòng dịch. Sau khi lật dở sơ đồ bệnh viện không biết bao nhiêu lần, hai người đã tìm ra được một cách hay. Họ sẽ mở rộng phòng cách ly và tạo một khu vực riêng cho người hiến, sau đó sẽ thực hiện lấy tủy ở buồng tẩy rửa rồi vận chuyển nó qua màng rắt là để kê ghép cho bệnh nhân ở phòng để đồ vải dưới tầng hầm. Cả hai đều là phòng áp suất âm nên virus sẽ không thể tự do di chuyển qua lại. Vì bóng đèn không ngừng phát ra tiếng rè rè, dùng bông nhét vào tai cũng vô dụng nên Sean cảm thấy rất khó chịu, bứt rứt không yên. Park vừa nhìn đã biết Sean bị bóng đèn ảnh hưởng nên đã nhảy lên cho cái bóng đèn một chưởng về chầu Diêm Vương, khắc tinh của Sean cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Đúng lúc này lại có chuyện khác xảy ra, Viola đã bị vỡ ối, trời ạ, đứa trẻ đòi ra trong lúc này thật quá là dũng cảm.
Sean đỡ đẻ cho Viola nhưng Viola dặn mãi mà Sean vẫn không thấy đầu thai nhi. Sau khi dùng thủ thuật Leopold xác định đầu của thai nhi, Sean phát hiện thai nhi đang ở ngôi ngang, buộc phải xoay đầu xuống dưới, Viola mới sinh được. Sean dùng phương pháp xoay thai cố gắng xoay đầu của thai nhi xuống dưới. Viola bắt đầu hét lớn. Vì phương pháp này có mức độ rủi ro nhất định, cuối cùng Viola đã bị bong nhau thai. Sean quyết định sẽ cho Viola sinh mổ. Giám đốc sản phụ khoa Garcia đích thân đến chỉ đạo cho Sean. Sau một loạt thao tác chuyên nghiệp và khó khăn, cuối cùng em bé nghịch ngợm này đã ra đời. Nhưng em bé lại không hô hấp, Sean đang muốn hồi sức cho đứa bé, thì monitor của Viola vang lên chuông cảnh báo. Sau khi sinh, cô mất máu quá nhiều, hiện giờ huyết áp của cô tụt và nhịp tim tăng cao. Sean không còn cách nào khác bắt đầu khởi động năng lực siêu việt, thần chết mau lùi lại, nhưng chỉ có thể cứu một người, nên cứu con hay cứu mẹ đây? Thời gian cấp bách không lo được nhiều như thế nữa, cứu một đã rồi nói. Sean chọn cứu đứa bé trước, mặc cho giám đốc sản phụ khoa đứng ngoài liên tục yêu cầu anh dừng lại, quay ra cứu người mẹ, đây là quy tắc. Trong lúc then chốt, Sean đột nhiên nghĩ ra một cách anh có thể cứu cả hai mẹ con. Sean quay sang nói với y tá, mau chuẩn bị cho tôi nước muối sinh lý, túi nhựa, băng phẫu thuật và gạc Kleenex. Nói xong anh chạy ra ngoài hỏi ai biết hồi sức tim phổi, tôi cần người giúp. Kellan giơ tay lên và nói cậu từng là tình nguyện viên. Sean bảo cậu đặt hai ngón tay ngay giữa ngực đứa bé, ấn xuống hai lần mỗi giây. Mỗi 15 giây dừng lại đặt ống thở, còn mình thì quay sang bắt đầu cứu người mẹ. Anh dùng những thứ được y tá chuẩn bị làm thành túi bong bóng Baki, một thứ kiểm soát máu chảy bằng cách tạo áp lực từ bên trong. Bà Garcia chỉ đạo Sean chậm chậm đưa dụng cụ thông qua cổ tử cung, một khi chạm đến đáy tử cung thì bắt đầu bơm phồng. Nhờ sự cố gắng của Sean và y tá, cuối cùng máu cũng ngừng chảy, Viola đã qua cơn nguy kịch. Lúc này đứa bé vẫn chưa thể tự thở, Sean bế đứa bé lên và phát hiện phổi của đứa bé lấp đầy dịch. Hóa ra đứa bé đã hít phải nước ối phân su, mau phải xử lý tất cả những thứ đó đứa trẻ mới thở được. Sau một hồi cấp cứu đầy cam go, kỳ tích đã xảy ra, mẹ tròn con vuông. Tất cả mọi người có mặt đều vỗ tay hoan hô cho lần đầu tiên đỡ đẻ của Sean. Lúc này Janice đang ở phòng cách ly chăm sóc cho Liam và bọc thi thể của Tyler lại. Neil ở bên cạnh cực kỳ lo lắng cho Liam, vì hôm qua hai người đều không được thăng chức rất không vui, đã hẹn nhau đi uống rượu rồi xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Hạt giống tình yêu cũng được gieo xuống lúc nào chẳng hay. Neil dặn dò Janice hãy chăm sóc tốt cho Liam. Neil vừa ngắt máy thì monitor của Liam vang lên chuông cảnh báo, hệ thống hô hấp của Liam đã bị suy hoàn toàn. Marcus đích thân video chỉ huy dùng máy BiPAP, nhưng Janice yêu cầu đặt Liam vào máy ECMO để oxy hóa máy bằng màng ngoài cơ thể. Như vậy phổi có thời gian khôi phục. Marcus đã đồng ý và chỉ đạo Janice tiến hành các bước tiếp theo. Thật may là nó khá thuận lợi. Ở một bên khác, Park cũng bắt đầu hút tủy của người hiến ở buồng tẩy rửa. Ngoài ra người hiến tủy là bố ruột của bệnh nhân. Trước kia ông từng là một tên nghiện đã vứt bỏ vợ con hơn 30 năm. Giờ đây tuổi cao sức yếu bắt đầu thấy hối hận về những gì đã qua, cho nên mới đến đây hiến tủy cứu con trai mình. Hút tủy là quá trình cực kỳ đau đớn, hơn nữa còn phải hút tận mấy ống xi lanh to. Nhưng ông vẫn không kêu ca một chút nào, thậm chí còn bảo các bác sĩ hãy nhanh lên, con trai ông còn đang đợi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Thượng Đế đã cho ông cơ hội chuộc lỗi bằng một cuộc trao đổi. Ca phẫu thuật ghép tủy cũng rất thành công nhưng ông đã không qua khỏi do bệnh cũ đột nhiên tái phát. Vài tiếng sau anh con trai tỉnh dậy biết tin đã tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của ông. Lúc này monitor của Liam lại vang lên cảnh báo, Janice vội vàng chạy qua xem xét tình hình. Thời khắc cô nhìn thấy Liam tỉnh lại, cô mừng đến đỏ cả hai mắt, thật may quá. Thông qua kiểm tra tất cả mọi người đều không bị lây nhiễm virus nên đã được xuất viện về nhà. Nếu đến thăm Liam, tình cảm của hai người ngày càng phát triển. Bố con Park cũng đã hiểu được suy nghĩ của nhau, khúc mắc bao năm nay đã được tháo gỡ, một nhà ba người hạnh phúc ôm lấy nhau. Lea và ông Glassman ngồi ngoài đợi Sean suốt cả một đêm, cuối cùng đã đợi được anh bước ra ngoài. Sean kể rằng hôm nay là lần đầu tiên anh đỡ đẻ, cả hai đều chúc mừng anh rồi cùng nhau đi ăn bánh. Hết tập 10-11. Bệnh viện của Sean hôm nay lại tiếp nhận một bệnh nhân. Bệnh nhân nữ này đã không còn nhịp tim và mạch đập nữa, nhưng máu trong cơ thể vẫn đang tuần hoàn. Đội của Sean vội chạy ra tiếp nhận bệnh nhân, nhân viên y tế đưa bà đến đều bị dọa sợ hết hồn. Mau đến cấp cứu, điện tâm đồ của bà ấy hiện giờ là một đường thẳng. Neil, Claire và Park mau chóng kiểm tra. Neil cầm tay nghe lên kiểm tra tim cho bệnh nhân, quả nhiên không thấy có nhịp đập của tim. Nhưng Park kiểm tra tứ chi của bệnh nhân lại thấy vẫn ấm, máu vẫn đang lưu thông tốt, da rẻ vẫn hồng hào như người bình thường. Cả ba ngước lên nhìn điện tâm đồ, mọi người đều sợ đến ngây người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu không tin sao có thể có chuyện vô lý thế này được chứ, để tôi kiểm tra lại xem nào. Ở một bên của tim, Neil nghe thấy một âm thanh giống như bánh răng chuyển động. Neil đưa tay nghe cho Claire và Park và bảo hai người hãy nghe đi. Trời ạ, hóa ra bà ấy không có nhịp tim là vì đó là một chiếc máy tạo nhịp tim. Đây là kỹ thuật ngoài hành tinh sao? Quả tim nhân tạo của bệnh nhân xảy ra sự cố cho nên bệnh nhân mới rơi vào trạng thái hôn mê. Lúc này con gái của bệnh nhân là Teresa đến bệnh viện. Theo cô con gái nói, bệnh nhân tên là Sunny và quả thực có một quả tim nhân tạo.
Bà làm phẫu thuật vào 9 tháng trước ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tháng trước có quay lại bệnh viện tái kiểm tra, mọi thứ đều rất ổn, không ngờ nhanh như vậy đã xảy ra vấn đề. Neil và Lim mau chóng liên hệ với bên Bắc Kinh, Lim trực tiếp trao đổi tình hình bệnh nhân với bên kia. Họ cần tìm bác sĩ Ngụy đã làm ca phẫu thuật này để biết chi tiết hơn về tình hình của bệnh nhân, nhưng có vẻ bác sĩ Ngụy khá bận, họ chỉ có thể liên hệ lại sau. Lúc này một cô gái tên là Grace tiến vào, tự xưng là con gái của Sunny, còn nói mẹ mình chỉ có duy nhất một người con gái, chuyện gì đang xảy ra thế này. Park gọi hai cô gái ra đối chất, hóa ra Grace mới là con gái ruột của Sunny, nhưng cô có mâu thuẫn với mẹ mình nên đã bỏ nhà đi suốt 15 năm nay, còn Teresa là con gái nuôi của Sunny. Hai người quen biết ở một trung tâm người cao tuổi vào 10 năm trước, lúc đó Teresa làm tình nguyện viên và hai người rất hợp nhau, cùng nhau làm mọi thứ. Ai cũng cho rằng hai người là mẹ con, cho nên dần dần họ mặc định mối quan hệ này. Lúc này Sunny đã tỉnh dậy trong lúc Teresa đút hoa quả cho bà ăn, Grace tiến vào thăm mẹ mình. Sunny cảm thấy rất kinh ngạc, hai người vừa gặp đã lôi chuyện cũ ra lời qua tiếng lại với nhau, oán trách sao suốt 15 năm qua không có lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm đối phương. Ngoài ra ban đầu Grace chọn ca hát nhưng cả nhà đều phản đối, cho rằng ca hát không có tương lai, không phải một nghề đúng nghĩa. Cơ mà Grace không nghe, giận dỗi bỏ đi suốt 15 năm. Sunny càng nói càng tức giận, thà rằng cho đến lúc mẹ chết chúng ta cũng đừng gặp lại nhau. Lúc này monitor bắt đầu vang lên chuông cảnh báo, Park mau chóng tiến hành cấp cứu cho Sunny. Sau khi kiểm tra, Claire và Park báo cho hai cô con gái biết rằng tình trạng hiện giờ của Sunny không thể chịu nổi máy ECMO và đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vốn bọn họ còn muốn đợi quả tim thay thế được gửi từ Trung Quốc nhưng xem ra với tình hình hiện giờ không thể đợi được nữa rồi. Neil nói rằng họ phải mau chóng sửa quả tim hiện giờ cho Sunny. Xem đến đây chắc các bạn sẽ hỏi một cuộc đại phẫu thế này thiên tài Sean đã chạy đi đâu mà không góp mặt đúng không? Cô gái này là nữ hoàng côn trùng, hầu hết tất cả các loài côn trùng trên thế giới chỉ cần nhìn một cái là cô có thể nói ra tên và tập tính sinh hoạt của nó. Kiến, gián hay là nhện là những sinh vật cô thích nhất. Cô tên Lana cũng bị mắc chứng tự kỷ, Lim, Janik và Sean tiếp nhận điều trị cho cô. Lana rất thích côn trùng, cứ rảnh là sẽ đọc bách khoa toàn thư về các loại côn trùng. Cô tự xưng mình là nữ hoàng côn trùng. Đội của Sean đang nói cho Lana biết về tình hình chẩn đoán của bản thân, hóa ra cô bị dị dạng động tĩnh mạch cấp 2 trong não. Trong lúc nói chuyện đột nhiên Javi thấy đau đầu, ánh đèn trong bệnh viện khiến anh rất khó chịu. Thấy vậy Sean tiến lên tắt đèn đi. Xem ra người cùng một thế giới là những người hiểu nhau nhất, Javi cũng mắc chứng tự kỷ. Lúc này Lana lại nổi hứng muốn bàn luận về côn trùng, cô bảo mọi người hãy nói về bất kỳ sinh vật sáu chân nào. Không khí có phần lúng túng, Sean hiểu biết rộng đã nói ra một cái tên Gynoceros beetle, loài bọ cánh cứng ở Nam Phi. Lana lập tức nói ra đặc điểm của nó, tên khoa học của nó là Megasoma ateon, được tìm thấy ở Guyana, là loài côn trùng lớn nhất thế giới, nặng tương đương 300 con châu chấu. Lim hỏi Sean cô ấy nói có đúng không, Sean nói tôi không biết, trời ạ, tưởng anh thế nào. Đột nhiên Javi nói muốn về nhà, nói xong là đi thẳng. Janik đuổi theo nói rằng bạn gái anh sắp phải tiến hành một ca phẫu thuật lớn, lúc này anh nên ở bên cô ấy mới phải. Javi trả lời thật ra Lana cũng không phải là bạn gái tôi, chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng. Sean và Janik đưa Lana đi chụp MRI. Janik hỏi Sean hai người họ có giống người yêu không. Sean trả lời ở cùng nhau không nhất định phải là người yêu. Cô xem tôi và Lea đâu có phải đâu. Tối qua Lea đưa một chàng đầu bếp về nhà, hai người dính lấy nhau suốt đêm khiến tôi chỉ có thể đeo tai nghe. Janik nói chắc hẳn là cậu đã ghen nhỉ. Sean tiếp tục nói sáng nay anh chàng đó còn mở tủ lạnh lấy nước ép của tôi, may cho anh ta là Lea ở đó, nếu không tôi đã khởi động năng lực dạy cho anh ta một bài học rồi. Đột nhiên Sean nhìn thấy dị tật trong não, Lana đang chảy máu, nguy cơ bị vỡ tăng gấp đôi, xem ra phải phẫu thuật ngay rồi. Janik nói với Lana rằng ca phẫu thuật cần được tiến hành, nó cũng khá nguy hiểm, nhưng nếu không phẫu thuật có thể cô sẽ phải chịu tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí là tử vong. Lana nghe xong không nói gì cả, Sean biết cô thích côn trùng nên đã tiến đến giao tiếp với cô bằng sở thích đó. Nọc độc của ong bắp cải khổng lồ Nhật Bản có thể phân hủy thịt người và tấn công hệ thần kinh. Khuyến nghị điều trị bao gồm kháng histamine qua đường uống và acetaminophen. Cơ mà Lana vẫn không nói gì cho đến khi Javi mang đồ ăn đến cho cô. Cô mới nói với Javi rằng có thể em sẽ chết, cả phẫu thuật nghe có vẻ đáng sợ nhưng cần thiết, em sẽ thực hiện nó. Đến tối Lana thấy rất không thoải mái, cô nói với Janik rằng cô muốn Javi đến viện và quan hệ với mình. Janik ngạc nhiên đến không tin nổi vào tai mình, đây là bệnh viện đấy. Lana giải thích rằng cô quá lo lắng về ca phẫu thuật, cô nghĩ một khoái cảm có thể giúp cô bình tĩnh lại được. Bệnh nhân không thoải mái đương nhiên bác sĩ phải giúp giải quyết. Janik đã gọi Javi đến cho Lana, nhưng Lim cảnh báo rằng quan hệ ngay lúc này cực kỳ nguy hiểm với tình trạng của cô, bất kể điều gì làm tăng huyết áp có thể làm đứt dị tật động tĩnh mạch não. Nghe xong hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Janik thấy hết từ đầu đến cuối, cười nói. Có vẻ hai người còn hơn cả bạn cùng phòng nhỉ, nhưng Lana và Javi vẫn một mực phủ định, họ chỉ coi đó là việc cả hai cùng có lợi những lúc cần thiết.
Đến tối ca phẫu thuật bắt đầu, Lim dùng cưa điện mở hộp sọ của Lana ra, bên trong là lớp màng não mỏng và trong suốt. Họ rạch mở lớp màng ra, bộ não hiện ra. Lúc này Lim phát hiện chỗ dị tật ở vị trí khá sâu, nếu cố gắng loại bỏ có thể sẽ khiến Lana mất đi khả năng nói chuyện. Nhưng thiên tài Sean của chúng ta đang ở đây, sao anh có thể để ca phẫu thuật đi vào bế tắc chứ? Anh nói nếu ta theo dõi chức năng nói của Lana trong quá trình phẫu thuật, nó sẽ giúp ta tránh các dây thần kinh trung ương. Lim và Janice đều rất ngạc nhiên, cách này quả thực rất hay, làm phẫu thuật khi cô ấy tỉnh táo và để cô ấy nói chuyện trong suốt quá trình đó, còn chúng ta có thể thăm dò thần kinh để loại trừ khối dị tật. Đương nhiên muốn làm được điều này, họ phải có sự giúp đỡ của Javi. Sean và Janice đến tìm Javi nói cho anh biết tình hình của Lana và nhờ anh giúp kiểm tra năng lực đại não của Lana trong ca phẫu thuật. Nói trắng ra là chỉ cần khiến cô ấy nói chuyện trong suốt ca phẫu thuật là được. Nhưng Javi lại tỏ ra rất sợ hãi. Đồ chiếu sáng ở giữa phòng phẫu thuật là 140.000 lux, còn tệ hơn cả một cửa hàng tạp hóa. Đến cửa hàng tạp hóa tôi còn không đến được, ánh sáng như mũi kim đâm thẳng vào mắt tôi vậy. Janice cố gắng khuyên Javi anh phải làm điều này vì anh yêu cô ấy. Cuộc sống của anh tốt hơn khi có cô ấy. Anh cần cô ấy, đó là tình yêu. Nhưng Javi vẫn một mực nói rằng tôi không yêu cô ấy, chúng tôi thực sự chỉ là bạn cùng phòng, nói xong liền rời đi. Hết cách, đội ngũ y tế chỉ có thể gồng mình lên tiếp tục ca phẫu thuật. Từ lúc xem bác sĩ thiên tài đến giờ, đây là ca phẫu thuật đầu tiên khiến tôi kinh ngạc thế này. Theo lý mà nói, một ca đại phẫu mở hộp sọ như thế này buộc phải gây mê toàn thân, rồi các bác sĩ sẽ tiến hành điều trị trong lúc bệnh nhân hôn mê. Nhưng hiện giờ Lana rất tỉnh táo, chứng minh rằng họ chỉ đang gây mê cục bộ. Nhưng nếu gây mê cục bộ phần não chẳng phải cũng nên hôn mê sao? Thật vi diệu, cũng thật quá tài giỏi. Sean đứng trước mặt Lana đưa ra câu đố, Lana trả lời, Lim và Janice đứng đằng sau tiến hành phẫu thuật. Nếu cô không nói chứng tỏ bộ phận phụ trách ngôn ngữ đã bị ảnh hưởng, không thể cắt hay tác động. Đột nhiên Lana không chịu nói nữa, lẽ nào năng lực nói chuyện của cô đã bị tổn thương rồi sao? Trong lúc mọi người không biết là rốt cuộc là thần kinh của cô bị ảnh hưởng hay chỉ là cô đang không muốn nói nữa, Javi đã đi vào phòng phẫu thuật. Anh đã nghĩ kỹ và quyết định cứu lấy bạn cùng phòng của mình. Javi bắt đầu đặt câu hỏi về côn trùng cho Lana, ví dụ gián gió Madagascar, bò cạp đuôi dài ở Nam Phi, Lana đều trả lời trôi chảy. Cứ như vậy ca phẫu thuật được tiến hành rất thuận lợi. Ở một bên khác, ca phẫu thuật tim của Sunny cũng đang được tiến hành, nếu là bác sĩ mổ chính, Park và Claire làm phụ mổ. Sau khi khoang ngực được mở ra, một quả tim hiện lên trước mắt mọi người. Sau khi mở quả tim ra, họ nhìn thấy những bánh răng cưa đang quay tít mù khơi. Các bác sĩ bắt đầu kiểm tra bánh răng chuyển động bình thường, các ổ bi đang hoạt động tốt và mức tiêu thụ điện cũng chẳng bất thường. Cuối cùng, cả ba người nhận định rằng Sunny bị hẹp động mạch chủ dẫn đến việc cấp máu không đủ, huyết áp tụt và phim chụp mạch máu đã được chứng thực suy đoán đó của họ. Sau khi mở rộng động mạch chủ, Sunny đã được trị khỏi. Sau khi tỉnh lại, Sunny đã làm lành với con gái ruột Grace. Suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt, sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được chứ? Ở một phòng bệnh khác, sau khi tỉnh lại, Lana và Javi đã bày tỏ lòng mình với nhau, họ quyết định sẽ ở bên nhau cả đời này. Hôm nay Sean, Lia và cựu viện trưởng Glassman đi chơi đua xe, ba người chơi đến sảng khoái, quên hết buồn phiền. Nhưng đột nhiên ông Glassman thấy không được khỏe, thật là đáng tiếc. Sau khi về nhà, Lia đi hẹn hò với bạn trai trong phòng riêng. Sean đã ghen, nửa đêm anh mang nước ép và bỏng ngô đến gõ cửa phòng, làm phiền hai người đang nồng nhiệt ôm hôn nhau. Và đương nhiên Sean bị Lia bắn trong một trận. Sean buồn bã rời khỏi nhà, đến chỗ ông Glassman, hai người luôn nương tựa vào nhau. Hết tập 12-13. Chưa từng thấy một cô bé nào đáng thương thế này. Vào 2 năm trước, một tai nạn thương tâm đã khiến toàn bộ xương mặt của cô bé bị phá nát, dẫn đến việc da mặt phát triển một cách bất quy tắc. Cuối cùng gương mặt biến thành màu hỗn độn thế này, cuối ngày bị bạn học chế giễu lấy ra mua vui. Cô bé tên Molly đến bệnh viện Sean đang làm việc để điều trị. Viện trưởng Marcus đích thân tiếp nhận điều trị. Anh muốn chỉnh sửa lại toàn bộ gương mặt cho Molly. Chúng ta sẽ bắt đầu từ vùng mắt, kéo hai ổ mắt về nằm trên cùng một đường trước. Molly rất vui, cô bé nói rằng ngày nào soi gương cũng thấy buồn nôn với gương mặt này. Cô bé thực sự rất muốn có một phép màu thay đổi nó. Marcus giới thiệu phương án chúng ta sẽ dùng một thứ gọi là kéo giãn xương, tức là cắt xương và ghép lên hai ổ mắt, sau đó từ từ mở rộng khoảng cách, cho phép xương mới phát triển trong khoảng trống đó. Molly hỏi có đau không? Claire đáp người bình thường thì sẽ đau, nhưng so với khả năng chịu đựng của em thì nó không tính là gì cả. Lúc này một cô bé khác tên là Karin, 14 tuổi, bị tai nạn xe được gấp rút đưa vào bệnh viện. Cô bé bị thương ở đầu, hôn mê cấp 5, huyết áp ở cả hai tay chênh lệch lớn. Các bác sĩ phân tích có thể là do vấn đề của đại não, cũng có thể là vấn đề của tim, phải được phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Neil và Lim lần đầu xảy ra bất đồng ý kiến. Neil nói rằng xuất hiện Karin bị phình mạch giả, ta cần chữa trị chấn thương đầu trước. Nhưng Lim lại không thấy bất kỳ dấu hiệu chảy máu não lớn nào và ta có thể kiểm soát áp lực. Trong trường hợp này, quả tim quan trọng hơn cái đầu. Do hai người đã trở thành người yêu, Neil rất nhanh đã thỏa hiệp. Được thôi, cứ làm theo ý của em đi. Khoang ngực của Karen bị mở ra, Lim phát hiện quả tim của cô bé không đáng ngại.
Lúc này đồng tử của Karen đột nhiên giãn rộng, áp lực nội sọ tăng cao, phải lập tức mở hộp sọ để giảm áp lực. Nhưng có vẻ việc này đã quá muộn, sau khi mở hộp sọ cô bé đã không còn phản xạ giác mạc và phản xạ thân não nữa rồi, Karen đã bị chết não. Nếu sớm nghe theo lời Neil mở hộp sọ cấp cứu giảm áp lực nội sọ có lẽ kết quả đã khác. Vậy là Lim mang theo sự hổ thẹn ra ngoài thông báo kết quả phẫu thuật cho mẹ Karen biết. Thế nhưng sống thực vật trong tình trạng chết não không có bất cứ ý nghĩa nào cả, sớm muộn gì cô bé cũng ra đi. Vì Molly Marcus đã đến gặp mẹ của Karen bàn về chuyện hiến tạng, mẹ của Karen hiểu rõ việc này là nên. Bà cũng rất độ lượng hỏi Marcus ông muốn gì, tim của con bé sao. Marcus đáp, tôi đang có một bệnh nhân 16 tuổi, 2 năm trước cô bé đã gặp một sự cố thương tâm khiến toàn bộ gương mặt bị hủy. Mẹ của Karen không tin vào tai mình, ông muốn lấy gương mặt của con tôi. Một người mẹ đang chìm trong nỗi đau mất con đương nhiên không thể chấp nhận việc này ngay lập tức. Mặc cho Marcus nói gì bà cũng kiên quyết từ chối. Suy cho cùng người sống phải có mặt, cây sống phải có vỏ, gương mặt đối với một người mà nói thực sự rất quan trọng. Cô bé tên Molly phải đeo một cái giá kim loại trên mặt này đã không may gặp tai nạn vào 2 năm trước, cả gương mặt bị hủy hoàn toàn. Nếu gỡ bỏ giá kim loại thì một bên mắt của cô bé sẽ sệ xuống. Claire để cô bé vào trong thang máy, vừa hay mẹ của Karen cũng ở trong này. Tuổi tác xấp xỉ con gái bà nhưng lại phải mang theo bộ dạng này để gặp người khác, thực sự quá đáng thương. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này đã khiến mẹ của Karen thay đổi ý định, quyết định hiến gương mặt của con gái cho Molly. Khi cả nhà Molly biết được tin này thì cực kỳ vui vẻ, việc này rõ ràng là ân huệ mà Thượng Đế ban cho cô bé. Marcus nói rằng đây quả thực là sự sắp đặt của Thượng Đế. Thông qua kiểm tra chúng tôi thấy được mọi thông số của cả hai cháu đều trùng khớp. Hai cháu có cùng giới tính, sắc tộc, độ tuổi xấp xỉ nhau, nhóm máu, kháng nguyên và rất nhiều thứ khác đều rất tương thích. Sau đó Marcus dùng danh nghĩa viện trưởng mở một cuộc họp. Đây là sự hiến tặng vĩ đại và cũng là ca phẫu thuật mang tính lịch sử của bệnh viện chúng ta. Trong giới thẩm mỹ, việc thay đổi hoàn toàn cả gương mặt có tỷ lệ thành công rất thấp, càng đừng nói đến việc tái tạo một gương mặt đã bị hủy hoại hết cấu trúc xương. Vì thế đây sẽ là nhà của các bạn trong 2 ngày tới, hãy cho Molly một gương mặt mới. Molly ngồi trên giường bệnh đến giờ cô bé vẫn không dám tin mình sắp có được một gương mặt mới, nó khiến cô bé bối rối, cô bé không biết làm sao để nhận món quà này. Một gương mặt khác, một danh tính khác, Molly thậm chí không muốn phẫu thuật nữa. Phải an ủi gương mặt chỉ là một lớp mặt nạ, hiện giờ gương mặt của em là thứ duy nhất mà mọi người thấy. Cả phẫu thuật sẽ thay đổi điều đó, sẽ cho cả thế giới biết được những gì ẩn chứa bên trong em, chứ không phải chỉ là một gương mặt mới. Cả phẫu thuật chỉnh hình gương mặt đỉnh nhất thế giới sắp bắt đầu rồi. Mẹ của Karen ngồi bên giường ngậm ngùi nói những lời cuối cùng với con gái. Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ sẽ rút bỏ máy trợ thở của Karen. Trên đường đến phòng phẫu thuật, khi vừa bước ra khỏi thang máy, mẹ Karen thấy tất cả các y bác sĩ đứng dàn ra hai bên, tạo nên một con đường để tiễn Karen. Janik tiến lên nói rằng chúng tôi gọi nó là con đường danh dự, chúng tôi rất biết ơn sự hy sinh của Karen. Mẹ của Karen cũng rất cảm động, bố của Karen đã qua đời từ rất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay, giờ bà lại phải tiễn con rời khỏi thế giới này. Không nói cũng biết trong lòng bà có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu không nỡ. Bà nắm chặt tay con gái mình, mỗi một bước đi bà lại xa con gái mình thêm một chút. Cuối cùng họ đã đi đến cuối hành lang. Bà trao cho con gái nụ hôn yêu thương cuối cùng rồi nhỏ giọng thì thầm với con. Tạm biệt nhé, con gái yêu của mẹ. Lúc này không một ngôn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của một người mẹ mất con. Dưới sự hộ tống của mọi người, Karen được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật bắt đầu, hai bên tiến hành phẫu thuật cùng lúc. Marcus bắt đầu phẫu thuật tách gương mặt của Molly. Neil và Lim cũng bắt đầu phẫu thuật tách gương mặt của Karen. Do mọi người đều đã chuẩn bị rất kỹ càng cho ca phẫu thuật này nên mọi thứ được tiến hành rất thuận lợi. Gương mặt của Karen được lấy ra trước, mọi người đều cúi đầu. Thời khắc tạm biệt đã đến, Lim tiến lại gần chúc phúc cho Karen, còn Janik chậm rãi tắt bỏ máy trợ thở. Cứ vậy Karen đã được thiên sứ đưa lên thiên đường. Tôi tin chắc rằng cô bé sẽ là một thiên sứ nhỏ cực kỳ đáng yêu. Gương mặt của Karen được đặt lên cho Molly. Sau một loạt thao tác phức tạp khác, gương mặt vốn là của Karen giờ là của Molly dần dần trở nên hồng hào, máu trên phần đầu mặt bắt đầu tuần hoàn, cả phẫu thuật đại công cáo thành. Mấy tiếng sau Molly tỉnh dậy nhìn thấy bản thân trong gương, cô bé không biết phải nói gì hơn, đây thực sự không phải là một giấc mơ, cô bé thật sự đã có một gương mặt mới. Bố mẹ của Molly đến gặp và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến mẹ của Karen. Mẹ của Karen đến thăm Molly tặng cho cô bé một cuốn album ghi lại quá trình trưởng thành của con gái mình. Molly từ từ lật dở từng tấm ảnh ngắm nhìn, nhẹ nhàng nói cậu ấy thật xinh đẹp. Mẹ của Karen cười dịu dàng quay sang nói với Claire lời cảm ơn. Bà cảm ơn cô đã hẹn giờ thang máy rất hoàn hảo để tôi nhìn thấy cô bé này và thay đổi quyết định của mình. Molly, cô đã tặng cháu gương mặt của con gái cô, cháu nhất định phải sống thật tốt. Nói xong bà tiến lên đặt lên gương mặt đó một nụ hôn chúc phúc. Cũng là một nụ hôn chào tạm biệt với con gái mình, sau đó bà quay người rời đi. Thế nhưng một ca phẫu thuật đỉnh của chóp thế này, Sean của chúng ta tại sao lại không góp mặt, anh ấy đi đâu rồi? Và ra Sean nhận được một nhiệm vụ bí mật đến bầu bạn với cựu viện trưởng Grassman.
Sau khi phẫu thuật loại bỏ u não, sức khỏe của ông Brassman vẫn không được ổn định, liên tục xuất hiện các tình trạng bất thường. Hai người cùng uống một viên thuốc có tác dụng đem đến sự hưng phấn. Mọi người biết là gì rồi đấy, đó là cần sa. Uống xong thì hay lắm, tinh thần của Sean tốt như một kẻ đang phê pha. Hai người đánh gôn trong nhà ông Brassman. Ngay gậy đầu tiên Sean đã đánh vỡ cửa thủy tinh. Gậy thứ hai ông Brassman đánh bóng trúng vào cốc sữa khiến sữa bắn tung tóe. Gậy thứ ba càng đỉnh của Chop một cái bình nằm ngang và phía sau là bình cho cốt của bà ông Brassman, nó đã vỡ tan tành. Hai người chơi chán chê mê mỏi xong thì nằm ườn trên thảm. Ông Brassman hỏi Sean, Lia đưa bạn trai về nhà cháu không ghen à? Sean trả lời, giờ cháu vẫn nhịn được. Không khởi động năng lực xử anh ta, ông Brassman lại nói, cần dùng thì cứ dùng nếu cháu thích Lia. Lúc sau ông đột nhiên đề nghị đi mua bánh Malomas. Sean chưa từng ăn đương nhiên cũng đồng ý, thế là hai người gọi một chiếc xe để xuất phát. Tiếc là trời không chiều lòng người, họ đã đi tận 4 chỗ mà không chỗ nào bán nó cả. Sean nói với nữ tài xế rằng nơi tiếp theo ở Sunwood Drive, ngay phía tây đại lộ Santa Teresa. Còn nếu không có nữa cũng không phải lo, chúng ta còn tận 28 cửa hàng nữa trong khu vực San Joe rộng lớn cơ. Nữ tài xế thấy thật vi diệu, ôi trời ạ, chỉ là một hộp bánh thôi mà, có đến mức này không hả rồi? Hai người muốn đi khắp nước Mỹ chỉ vì hộp bánh sao? Cơ mà ông Glassman có gì? Đương nhiên là có tiền. Có tiền thì sao? Thì thích làm gì thì làm. Tôi trả tiền cho bà là được chứ gì? Bao nhiêu cũng không thành vấn đề nên bà cứ việc lái đi. Sean cũng rất tò mò sao nhất định phải mua hộp bánh đó. Cuối cùng ông Glassman cũng khai thật, đây là thứ mà crush năm cuối thời trung học của tôi là Robin thích nhất, giờ tôi rất nhớ cô ấy. Nữ tài xế nói hà tất ông phải khổ thế chứ, trực tiếp đến tìm người ta chẳng phải càng tốt hơn à, hiện giờ tìm kiếm thông tin cá nhân trên mạng rất dễ mà. Cứ như vậy ba người cùng nhau giúp ông Glassman đi tìm gặp lại crush xưa. Họ đã đến gõ cửa rất nhiều nhà nhưng mỗi lần cánh cửa mở ra là một lần ông Glassman thất vọng. Đột nhiên ông Glassman nghĩ ra việc đến tìm trạm thông tin sống của lớp, ông ấy biết hết về cuộc sống của các bạn học. Thật không hổ danh là trạm thông tin sống, ông ấy đã cho chúng ta biết rất nhiều chuyện thú vị thời còn đi học. Ví dụ như thời đi học, ông Glassman có biệt danh là ngốc nghếch, nhưng ông đã giật được cúp của giải bóng bầu dục liên lục địa năm 1973. Sau đó bạn học cũ nói với ông Glassman bà Robin đã chuyển đến thành phố Portland. Sean tra ra được họ cần lái xe 11 tiếng đồng hồ, ba người lập tức xuất phát. Họ lái xe suốt cả một đêm, đến lúc trời sáng cuối cùng cũng đến nhà của bà Robin. Ông Glassman lấy hết dũng khí đi gõ cửa. Vừa hai người mở cửa chính là bà Robin, bao năm không gặp bà sống có tốt không? Hai người vào nhà ngồi xuống nói chuyện, ông Glassman vòng vo tam quốc mất một lúc cũng chẳng vào được vấn đề chính. Nữ tài xế không nhìn nổi nữa trực tiếp nói thay ông. Lúc còn đi học ông ấy đã crush bà, cho nên hôm nay sau hơn 40 năm ông ấy đã lấy hết dũng khí để đến đây. Sean cũng nói đúng vậy. Bác ấy từng nói bác ấy nhớ bà có một mái tóc rất tệ vào năm 3. Robin bật cười, đúng là như thế. Thế bà cười, ông Glassman mới dám bộc bạch với bà. Đúng là tôi rất thích bà, những lúc đó tôi không có dũng khí. Nhưng nó không phải lý do cho chuyến đi này. Hôm nay tôi đến đây là vì muốn xin lỗi về những gì đã viết trong ký yếu của bà. Tôi đã viết vài thứ làm tổn thương bà, sai sự thật và nó thật sự ngu ngốc. Thật ra Robin đã quên những gì ông viết từ lâu rồi, mọi chuyện đều đã qua, lời xin lỗi của ông được chấp nhận. Sau đó mang đồ ăn vặt ra mời cả ba người, quả nhiên là bánh Malomas. Sean cắn một cái, ngon thật đó. Không còn sớm nữa, ba người ăn xong lại lên đường ngay về nhà. Sau khi ba người rời đi, bà Robin lấy cuốn kỷ yếu ra, xem lại những gì ông Glassman đã viết, bà thực sự thấy nhẹ lòng. Không thể không nói Robin thời trẻ thực sự rất xinh đẹp. Kết thúc một chuyến đi dài, Sean và ông Glassman về đến nhà. Ôi trời ạ, cái bãi chiến trường sáng ngày hôm qua, máy cắt cỏ còn đang chiếm trệ ngay giữa nhà. Nhưng điều rắc rối nhất chính là bình đựng cho cốt của bà ông Glassman, thật chẳng dễ dàng gì để thu dọn đâu nhỉ. Lúc này Sean nghĩ thông suốt rồi, cháu không muốn giống như bác chia cắt cả đời với người mình thích. Cháu quyết định rồi, Lia không thể có bạn trai được, cháu phải khởi động năng lực tống cổ anh chàng đầu bếp kia đi. Hết tập 14. Đôi vợ chồng này thật đáng thương, không dễ gì mới sinh được mụn con mà đứa bé lại bị dị tật. Vì em bé Sean đã khởi động hết toàn bộ năng lực không ngừng đưa ra tuyệt chiêu, nhưng lại bị một bác sĩ mắng trong một trận, thậm chí còn đuổi Sean ra khỏi đội. Điều này đã khiến Sean rơi vào trạng thái điên cuồng, đến cả ra phẫu thuật mà em trai tặng anh cũng bẻ gãy. Rốt cuộc chuyện này là sao? Các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé! Cặp vợ chồng này khó khăn lắm mới có được một mụn con, hôm nay là ngày em bé chào đời và ca mổ đẻ được biệt đội toàn năng của Sean phụ trách. Lim mổ lấy em bé ra là một bé gái, cô bế lên cho hai vợ chồng nhìn qua rồi nói với hai người rằng cô bé cần được phẫu thuật ngay. Nói xong cô nhanh chóng đặt cô bé vào lồng ấp, lập tức đẩy vào phòng phẫu thuật. Hóa ra cô bé gặp một vấn đề lớn, ruột của bé phát triển ở ngoài ổ bụng, đội của Sean tiến hành kiểm tra tổng thể. Ôi trời ạ, vấn đề ở tim còn ác chiến hơn. Lim quyết định giải quyết vấn đề ở tim trước đã, nó nghiêm trọng hơn. Vách ngăn tim của cô bé chẳng khác gì miếng phô mai Thụy Sĩ cả. Sean bắt đầu nghĩ cách, còn Lim muốn mời bác sĩ phẫu thuật tim sơ sinh đến. Đột nhiên trên đỉnh đầu họ vang lên tiếng nói, điều đó là không cần thiết, tôi sẽ tham gia ca phẫu thuật. Hóa ra anh ta là trưởng khoa phẫu thuật Marcus mới mời về.
và hiện giờ cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của đội Sean tên là Jackson Han. Han tiến vào phòng phẫu thuật nói với y tá, nghe có vẻ trầm trọng quá đấy, mở chút nhạc lên thay đổi không khí đi. Âm nhạc vang lên, Sean là người không thể thích ứng được nhất. Claire lên tiếng nói rằng âm nhạc khiến người ta bị phân tâm. Han đáp lại, tôi cũng thấy bị phân tâm khi phẫu thuật nếu không có nhạc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây để tôi cho mọi người thấy khả năng của mình. Sean bị tiếng nhạc làm cho giật mình, đánh rơi cả kẹp xuống đất. Han trêu chọc Sean, quy tắc 5 giây. Tuy là câu nói đùa nhưng có vẻ không ai thấy buồn cười. Han kiểm tra Claire và Sean, công thức tính trở kháng mạch máu là gì? Claire không nhớ nhưng điều này không làm khó được Sean. Công thức là 8 lần LNU chia cho 4 PR. Han có chút bất ngờ, vốn định ra oai phủ đầu ai ngờ công thức ít ai để ý này lại bị Sean trả lời trôi chảy. Han gật đầu tầm tắc, rất tốt, Sean, giờ tôi sẽ làm gì đó tạm thời cho cô bé. Và anh ta đã dùng băng rốn vào ống PE làm một băng động mạch phổi cho Percy để mọi người có thêm thời gian nghĩ ra kế hoạch nào đó tốt hơn. Viện trưởng Marcus đang muốn phát điên vì anh ta mời các cổ đông của bệnh viện đến tổ chức một bữa tiệc, chào mừng Han đến nhậm chức ở viện, nhưng Han tốn không ít thời gian mới mời về được lại cho mọi người leo cây. Ở bên này Sean đang kiểm tra cho cô bé, hai vợ chồng hỏi Sean tình hình của Percy ổn chứ. Sean nói chúng tôi đã đặt một ống dinh dưỡng, giờ Percy đã ổn định, chúng tôi đang tìm cách để giải quyết vấn đề cho cô bé. Người vợ hỏi sao con bé lại có những dị tật bẩm sinh này, nó có liên quan gì đến thuốc chống trầm cảm paroxetine mà tôi uống không? Người chồng vội biện giải cho vợ em đã dừng ngay sau khi biết mình có thai, khi con bé khoảng 5-6 tuần gì đó. Nhưng người vợ vốn muốn hỏi đến cùng, bác sĩ sản khoa đã chỉ ra những nghiên cứu rằng thuốc chống trầm cảm an toàn trong khi mang thai. Điều đó có đúng không hay bà ấy chỉ muốn bảo vệ tôi? Sean thành thật đáp, có một nghiên cứu cho thấy paroxetine là nguyên nhân của loại dị tật này, nó có khả năng này. Nói xong Sean quay người rời đi luôn mà không ngờ những lời nói thật này của anh lại mang đến phiền phức lớn cho bản thân anh. Han tức giận đi đến chất vấn Sean, có phải cậu đã nói với người vợ rằng cô ấy gây ra dị tật cho đứa bé? Sean đáp không, tôi đã nói thuốc chống trầm cảm của cô ấy có thể gây lên điều đó. Han nghe xong rất bất mãn, hai điều này khác nhau à? Hơn nữa cậu nói như vậy với người vợ có ích lợi gì? Giờ người vợ thì tan nát, người chồng thì nổi điên, chẳng có chút ích lợi nào đối với bệnh tình của ai cả. Lim giải thích thay Sean, Claire cũng cố gắng hòa hoãn bầu không khí rằng Sean không giỏi nói dối, không giỏi giao tiếp với người lạ. Nhưng tất cả đều bị Han phản bác một cách gay gắt. Lúc này Sean muốn giải vây cho chính mình, anh nói với Han rằng mình đã nghĩ ra cách điều trị cho Percy, ta có thể vá các lỗ trong quả tim nếu ta cắt mở tâm thất. Han không do dự cắt ngang câu nói của Sean, một mực không chịu bỏ qua chuyện Sean vừa gây ra, anh ta cho rằng Sean đang lảng tránh vấn đề. Chỉ trách Sean tối qua ngủ không tốt, năng lực vẫn còn đang trong trạng thái đóng băng, không thì chỉ cần khởi động một cái năng lực là sẽ chẳng có phiền phức thế này. Tiếp đó Han vẫn tiếp tục mắng Sean một lúc nữa mới thôi, anh ta cảnh cáo Sean về sau đừng nói chuyện với cặp vợ chồng đó nữa. Nói xong quay người rời đi, Lim cũng đi theo ra ngoài. Cô không ngừng giải thích thay Sean cũng chỉ trích Han đang quá hà khắc với các bác sĩ nội trú. Nhưng nói gì cũng vô dụng, hiện giờ Han là cấp trên của họ và đương nhiên anh ta không cảm thấy mình có gì sai. Cuối cùng Lim chỉ có thể nói Sean xứng đáng được ở lại, nếu anh thấy được năng lực của cậu ấy anh sẽ đồng ý. Trong khi Lim đang trao đổi với Sean về Han, cô muốn Sean nói ít đi trước mặt Han thì monitor vang lên chuông cảnh báo, mọi người mau chóng chạy đến chỗ Percy. Percy không ổn rồi, băng động mạch phổi bị hỏng, Han ra y lệnh cho cô bé thở oxy và hỗ trợ tim hoàn toàn. Percy đang gặp nguy hiểm đến tính mạng bắt buộc phải mau chóng nghĩ ra cách. Lim nói rằng có thể phẫu thuật phần ruột nhô ra bằng cách thụt ruột non, tôi có thể cắt bỏ phần mô viêm thừa vào khúc viêm ruột này. Nhưng vấn đề khó khăn ở đây là phải cắt bỏ bao nhiêu mới hợp lý. Tôi sẽ phải cắt rất nhiều ruột, rất có thể cô bé sẽ không hấp thụ được thức ăn. Còn cắt ít quá chúng ta sẽ không nhét vừa ổ bụng nhỏ bé đó. Lúc này Sean khởi động năng lực thiết lập sơ đồ cấu trúc vạn vật. Sơ đồ cấu trúc cơ thể của Percy hiện lên rõ mồn một trước mắt anh. Cuối cùng Sean cũng nghĩ ra cách vẹn toàn. Nhưng lần trước bị Han mắng khiến Sean không dám tùy tiện nói chuyện nữa. Anh quay sang nói với Lim rằng tôi muốn chia sẻ một ý tưởng này, ngay cả khi bác sĩ Han không hỏi tôi câu nào. Han có vẻ bất ngờ trước câu nói của Sean, Lim nhớn mày nói rằng cậu nói đi Sean. Cách của Sean phải nói là đỉnh của chóp. Anh nói chúng ta có thể đi qua tâm nhĩ, như vậy sẽ không phải lo lắng về vết khâu nữa. Sean còn chưa nói xong, Han lại cắt lời anh. Chúng ta đã thảo luận cách này rồi và chúng ta đâu có đủ chỗ bên trong quả tim của Percy để khâu chúng tại chỗ. Sean nói rằng anh hãy để tôi nói hết. Chúng ta không cần lo lắng về điều anh vừa nói, vì ta có thể làm một đoạn nhỏ vừa đủ vào trong tim, một miếng nhựa với cái cuống như cây nấm, chúng ta có thể chèn các cuống đó thông qua một trong các lỗ. Cho đến khi miếng nhựa ép vào thành lấp đầy các lỗ, Claire nghi ngờ hỏi lại giống một nút chặn ở bồn tắm. Sean đáp, áp lực càng lớn ở bên trái của tim nó sẽ càng được giữ đúng chỗ. Claire vui vẻ thốt lên, ta thậm chí còn không cần phải khâu. Đây là một phương pháp tuyệt vời, Han cũng híp mắt lại nhìn Sean nói, ý tưởng tuyệt vời đấy. Han và Lim đến gặp cặp vợ chồng để thương lượng. Nếu ca phẫu thuật thành công có thể gỡ toàn bộ máy hỗ trợ sự sống cho cô bé. Cơ mà đây là ca phẫu thuật đồng thời cả tim và ruột, Percy quá yếu và nhỏ cho nên rủi ro cũng rất lớn, nhưng chúng tôi sẽ dốc hết sức.
Với tình hình trước mắt của Percy, hai vợ chồng cũng chỉ có thể đồng ý. Hai vợ chồng nói lời tạm biệt với con gái 10 tháng mang thai, mẫu tử tình thâm, có lẽ đây chính là vĩnh biệt. Cả phẫu thuật bắt đầu, Han và Sean phụ trách phẫu thuật phần tim, Lim và Claire phụ trách phẫu thuật phần ruột, hai bên đều tiến hành cùng một lúc. Sean khởi động năng lực trị được tất cả mọi thứ, anh nhét miếng nhựa vào trong, lấp hết toàn bộ chỗ thủng của tim. Lim và Claire thì cắt bỏ một phần ruột, rồi nhét phần ruột còn lại vào trong cơ thể bé nhỏ của Percy. Cả hai phẫu thuật đều đã hoàn thành. Giờ là thời khắc mấu chốt, máy hỗ trợ tim sẽ được tắt đi để thử xem sau khi tắt máy, tim của Percy có thể tự đập hay không. Mọi người hồi hộp chờ đợi, tim của Percy đã đập, ruột cũng đã có nhu động. Xem ra ca phẫu thuật thành công rồi. Nhưng mọi người chẳng vui được mấy giây, monitor của Percy đã vang lên chuông cảnh báo, dấu hiệu sinh tồn của cô bé đều đang giảm mạnh. Sean thấy vậy thì muốn khởi động năng lực siêu việt, thần chết mau lùi lại, nhưng tiếc là nó vẫn đang bị đóng băng, phải làm sao bây giờ? Tim của Percy quá mạnh, nó đang áp đảo phổi của cô bé. Hết cách rồi, cô bé cần quay về với máy hỗ trợ. Lúc này tuy rằng Percy vẫn sống nhưng ca phẫu thuật đã thất bại, điều này có nghĩa là Percy sắp ra đi rồi. Han và Claire ra ngoài thông báo kết quả cho cặp vợ chồng. Chúng tôi đã cố hết sức, cả trái tim và phần ruột đều đã được xử lý xong. Nhưng hiện giờ trái tim của Percy đang được bơm hết công suất, còn phổi của cô bé thì quá tải. Han đề nghị họ hãy cho Percy một cái chết nhân đạo, hãy tắt máy hỗ trợ của cô bé. Hai vợ chồng đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng hiện thực luôn tàn khốc như thế, họ cũng chỉ có thể đồng ý. Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ một lần nữa tháo bỏ hệ thống máy móc hỗ trợ sự sống của Percy. Mọi người bắt đầu mặc niệm đưa tiễn Percy lên thiên đường, cả phòng phẫu thuật đều chìm vào yên tĩnh. Vào mấy phút cuối cùng trước khi Percy hoàn toàn mất đi hô hấp, năng lực siêu việt của Sean cuối cùng đã giã đông. Anh không do dự khởi động năng lực siêu việt thần chết mau lùi lại, đảm bảo an toàn tính mạng cho Percy. Sau đó anh khởi động năng lực thiết lập sơ đồ cấu trúc vạn vật, bắt đầu phân tích tại sao ca phẫu thuật lại thất bại. Sean lợi dụng công thức tính toán trở lực của mạch máu. Bỗng nhiên phòng phẫu thuật đang tĩnh lặng bị ba chữ kiểm tra van của Sean phá tan bầu không khí. Mọi người đều nhìn về phía anh, im lặng chờ đợi anh giải thích. Sean nói rằng mỗi một lần tim co bóp, máu chảy ngược lại về phía tim và tăng áp suất phổi. Cái lỗ làm giảm áp suất khi nó lên quá cao vì nó theo dòng chảy ngược. Nhưng phần sửa chữa của ta đã chặn dòng chảy ngược này. Nếu chúng ta làm vậy, cô bé vẫn bị khiếm khuyết tim. Nhưng nếu chỉ khi cần thì sao? Claire đã hiểu ý của Sean, cô nói rõ hơn. Nó giống như một cánh cửa không khóa trong bức tường của tim. Khi áp suất tăng cao về phía bên phải thì cánh cửa mở ra, làm giảm áp suất trong phổi, thời gian còn lại thì nó ở yên. Cách này thực sự quá đỉnh, mọi người đều tán thành tiến hành theo cách của Sean. Cuối cùng ca phẫu thuật đã thành công. Lúc cô bé được đẩy ra ngoài phòng phẫu thuật trong tình trạng hồng hào, không còn một thiết bị hỗ trợ sự sống nào trên người. Hai vợ chồng đều rất vui sướng. Chẳng phải nói đã hết cách rồi sao? Tôi thực sự biết ơn mọi người. Người vợ ôm lấy con gái của mình vừa kích động vừa mừng rỡ, mọi cảm xúc như vỡ òa. Tin chắc rằng một nhà ba người họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ở một bên khác, nếu tức giận đi tìm Han, anh đã hủy bỏ ca phẫu thuật của tôi mà không báo trước sao? Han xin lỗi Neil và nói với anh rằng tôi đã sắp xếp một nhiệm vụ quan trọng hơn cho anh. Kiểm tra toàn diện cho Minesh Gojan, là nhà sáng lập của một công ty, một người rất giàu. Neil đương nhiên không đồng ý, tôi là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa chứ không phải là nội khoa, cũng chẳng làm y tế dự phòng, không quan trọng là bệnh nhân giàu cỡ nào. Han nghe xong hỏi lại rằng anh biết điều tuyệt vời về những gã giàu chứ? Họ cho phép ta điều trị những bệnh nhân nghèo. Ngoài ra tôi đã hứa sẽ cho Minesh những gì tốt nhất nên còn ai vào đây nữa. Không còn cách nào khác, mình đang dưới quyền người ta mà. Neil đành đích thân đi kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Minesh. Một công việc vô vị, thuận tiện còn kéo cả Park và Janik đi cùng. Có chút cảm giác dùng dao mổ trâu để giết gà. Thế nhưng bọn họ lại thực sự kiểm tra ra được vấn đề. Minesh có một khối u dây sống. Neil nói với Minesh rằng vẫn chưa thể biết được khối u là lành tính hay là ung thư cho đến khi làm sinh thiết. Thật không may là khối u tiếp giáp với động mạch hông, không thể làm sinh thiết. Dựa theo tình trạng sức khỏe của Minesh, Neil phán đoán khả năng cao là một khối u lành tính. Neil cho Minesh lựa chọn, một là chủ động ra tay trừ bỏ khối u hay là tiếp tục theo dõi trước đã. Cả hai lựa chọn đều có rủi ro cao nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng Minesh lựa chọn làm phẫu thuật. Neil làm bác sĩ mổ chính, Janik và Park làm phụ mổ. Do Sean không có mặt ở đây nên đương nhiên trong ca phẫu thuật không tránh khỏi gặp phải rắc rối. Cuối cùng họ đã phải cắt đi một dây thần kinh của Minesh mới loại bỏ được hoàn toàn khối u. Sau khi Minesh tỉnh lại, Neil nói rằng để loại bỏ sạch sẽ khối u, chúng tôi buộc phải cắt bỏ dây thần kinh kiểm soát chân trái của anh. Phục hồi chức năng và chỉnh hình tiên tiến có thể giúp đỡ. Nhưng về sau anh sẽ bị đi khập khiễng. Sau khi có kết quả sinh thiết, ta sẽ biết cái giá này có đáng không? Minesh nói rằng nó không còn quan trọng nữa vì anh đâu thể đưa khối u trở lại được. Đó như một câu an ủi Neil cũng như an ủi chính mình của Minesh. Trong lúc đợi xe chuẩn bị về nhà, Sean đã gặp Han. Han không bắt xe buýt như Sean mà chỉ muốn đến nói chuyện với anh. Anh ta công nhận Sean có kỹ năng chẩn đoán đáng kinh ngạc và là một tài sản vô giá của bệnh viện này. Hôm nay cậu thực sự đã lập công nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu phù hợp với bên bệnh lý hơn.
Khi là một bác sĩ nội trú bệnh lý, cậu vẫn sẽ giúp được người bệnh mà không cần phải giao tiếp với gia đình của họ, khác với khoa ngoại. Thế nhưng Sean bày tỏ rất rõ quan điểm, tôi là một bác sĩ nội trú phẫu thuật. Cơ mà một nội trú thấp cổ bé họng như Sean sao có thể chống đối lại trưởng khoa khoa phẫu thuật. Han đã quyết định rồi, và quyết định này của Han thiếu chút nữa đã hủy hoại Sean. Anh phẫn nộ đến mức gần như nổ tung. Hết tập 15. Chuyện này có phần huyễn hoặc Sadie là người yêu thích leo núi, cô ấy và em gái đang chinh phục thử thách 50 lần leo núi. Thế nhưng khi thực hiện lần leo núi thứ 49, khi cô sắp hoàn thành mục tiêu đề ra, cô có những cảm giác kỳ lạ như kinh sợ và không thể thoát khỏi nó. Nó giống như một linh cảm rằng cô sẽ chết. Nó chân thực đến mức Sadie phải từ bỏ việc tiếp tục leo mà tụt xuống dưới. Hôm nay cô đến bệnh viện Sean đang làm việc để kiểm tra toàn thể, Lim và Park đã tiếp nhận chẩn đoán cho cô. Lúc đầu cô không hề nói sự thật, sau khi kiểm tra thấy mọi thứ đều bình thường và Lim đang định cho cô về, em gái mới bảo cô hãy nói ra điều cô thực sự lo lắng. Lúc này Sadie mới chịu nói ra dự cảm mình sắp chết. Park cảm thấy đó chỉ là tình trạng lo lắng thái quá, nhưng mà Sadie cho rằng đây là một lời tiên đoán giống như bộ phim Lưỡi hái tử thần. Thấy bệnh nhân chắc chắn như vậy, Lim đã đồng ý làm kiểm tra tổng thể, bao gồm chụp chiếu và xét nghiệm cho Sadie. Đại não và tim của con người là hai bộ phận quan trọng nhất nên ta đi chụp MRI não trước. Một lúc sau, phim chụp của MRI não đã xuất hiện trên màn hình máy tính. Ôi trời à, không ngờ Sadie lại có u não thật. Lim nói với Sadie rằng dự cảm của cô đã đúng, cô có một khối u màng não lớn, nó đã phát triển trong các lớp mô bao phủ não. Các đặc điểm của nó phù hợp với khối u ác tính. Nó có xu hướng lan rộng và có khả năng không thể cắt bỏ hoàn toàn. Em gái của Sadie hỏi Lim rằng vậy cô có thể làm được gì? Lim trả lời giờ chỉ có thể làm dịu lại, kiểm soát các triệu chứng bằng thuốc. Thế nhưng mọi chuyện còn lâu mới chỉ đơn giản như thế. Chúng ta cùng đi gặp Sean trước đã, hiện giờ anh rất khó chịu do bị Han điều đến khoa bệnh lý. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến khoa bệnh lý làm việc. Sáng sớm tâm trạng của anh đã rất nặng nề, trải đầu hết lần này đến lần khác cũng không vừa ý. Lea đặc biệt dậy sớm chuẩn bị bánh mì nướng mà Sean yêu thích cho anh, nhưng Sean không ăn lấy một miếng mà đi thẳng đến bệnh viện. Sean rất lo lắng, anh lấy con dao phẫu thuật em trai tặng ra ngắm nhìn, rồi cẩn thận gói lại cất vào tủ. Xong xuôi anh đến khoa bệnh lý báo cáo. Người đón tiếp anh là bạn gái tương lai Kylie, cô nhiệt tình giới thiệu cho Sean về khoa bệnh lý. Thật ra khoa bệnh lý gần như khoa xét nghiệm, là nơi báo cáo hóa nghiệm được đưa ra. Ngay cả giải phẫu thi thể trong những vụ án giết người mà chúng ta thường xem cũng là khoa này thực hiện. Lúc này đột nhiên Sean nổi lên hứng thú, đây chính là máy in sinh học 3D, D300E về kháng khuẩn mầm bệnh. Kylie gật gật đầu, nó là đời mới nhất. Sean hỏi cậu đang nghiên cứu về sự kháng thuốc kháng sinh của vi sinh vật sao. Kylie nói rằng giờ là chúng ta. Cứ như vậy Sean bắt đầu công việc mới của mình. Lúc này Park mang mẫu của Sadie đến để Sean điều chế liều phenytoin cao nhất. Park nói với Sean nếu cậu làm việc ở đây mà thấy không vui thì hãy đi nói cho Han biết. Cậu phải cho anh ta thấy rằng cậu tin vào chính bản thân mình. Ở một bên khác, Lim đi tìm Han để nói chuyện thay Sean. Lim rất muốn nói thẳng với Han rằng Sean là bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Nhưng anh lại điều cậu ấy đến khoa bệnh lý, anh có bị ngốc không thế? Anh đố kỵ với người ta à? Tuy đó là tiếng lòng của tất cả chúng ta nhưng đương nhiên Lim không thể nói như thế được. Han nói với Lim rằng nếu để vậy Sean sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi. 3 năm tới sau khi hết kỳ thực tập nội trú, cậu ấy sẽ làm gì khi không còn ai lo lắng cho mình? Cậu ta sẽ phải giám sát những nội trú mới, đứng đầu các phương pháp giáo dục y tế, chăm sóc những bệnh nhân dễ bị tổn thương như thế nào đây? Không thể vì mấy người thích Sean mà bỏ qua những khuyết điểm đó của cậu ấy, nếu không sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Han nói xong thì về phòng làm việc, một lúc sau Claire cũng đến tìm anh ta. Wow, cuối cùng cũng có một cô gái trẻ đến tìm tôi rồi. Nhưng Claire vừa lên tiếng đã nhắc đến Sean, hiển nhiên mục đích cô đến đây cũng là vì Sean. Claire nói rằng tôi đã lên danh sách những ca mà Sean đã tham gia, tôi đã nắm được những ý tưởng của cậu ấy, những ý tưởng mà không ai có thể nghĩ ra. Han có chút bất ngờ, anh ta hỏi Claire cô cảm thấy tôi ghét Sean không? Đương nhiên là có rồi, không ghét thì anh điều cậu ấy đi làm gì? Tuy nghĩ như vậy nhưng Claire vẫn phải uyển chuyển trả lời, anh không ghét cậu ấy nhưng anh đã hơi thiên vị vì Sean mắc bệnh tự kỷ, Sean thực sự rất xuất sắc. Nghe xong Han lại hỏi tiếp Claire, vậy cậu ta không có vấn đề về giao tiếp sao? Là tôi đã sai à? Vấn đề của cậu ấy không như cúm, nghỉ ngơi một vài ngày là khỏe. Thế thì sao ta không làm một số việc có lợi cho cả đôi bên, như việc điều cậu ấy đến khoa bệnh lý như hiện giờ? Claire nghe không biết phải phản bác thế nào, tuy trong lòng còn không phục nhưng cũng chỉ có thể để bản thống kê lại và rời đi. Anh cứ đợi đấy, đợi Sean tức giận khởi động năng lực thì anh hối cũng không kịp đâu. Ở khoa bệnh lý Sean đang hóa nghiệm mẫu vật của Sadie thì đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn. Chẩn đoán của Park và Lim là sai. Anh nghĩ khối u của cô ấy nên được sinh thiết. Anh muốn đi nói cho họ biết điều này. Nhưng Kylie đã gọi anh lại, suy cho cùng anh cũng không còn là người của khoa ngoại nữa rồi. Chỉ cần ghi lại vấn đề này trên báo cáo chẩn đoán là được rồi. Sean nghe xong vẫn kiên quyết muốn đi, Kylie căn bản không thể ngăn cản được. Sean đến phòng X-quang và nói với Lim rằng chẩn đoán đã sai. Cả hai bác sĩ X-quang đều nói đó là một u màng não ác tính ở vùng bên trong và xung quanh các MCA, đó là chính xác. Ngoài ra triệu chứng lâm sàng và phim chụp MRI của cô ấy cũng hoàn toàn phù hợp.
Sean chỉ vào phim chụp rồi nói khối u kèm theo màng cứng là hơi bất thường và vùng nhỏ kia cũng không điển hình. Lim hỏi vậy chẩn đoán cậu đưa ra là gì? Sean nói tôi muốn nói chuyện với bệnh nhân, như vậy mới chắc chắn được. Nhưng Han không có cho đến gần bệnh nhân, liệu tôi có thể đi tìm anh ta để đề nghị chuyện này không? Tuy rất buồn nhưng câu trả lời của Lim vẫn là không, tốt nhất cậu đừng đến gần Han. Bất đắc dĩ, Sean chỉ có thể lén lút vào phòng bệnh vào đêm khuya, nhưng Sadie đang ngủ, hết cách, Sean chỉ đành xem thử trong túi cô ấy có gì. Có những lúc mọi chuyện cứ luôn trùng hợp không đúng lúc như thế đấy. Khi Sean đang lục túi của Sadie thì Han như một bóng ma xuất hiện đằng sau lưng anh. Sean bị Han gọi đến phòng làm việc. Han chất vấn anh sao không ở khoa bệnh lý mà lại ở đây lục lọi túi của bệnh nhân. Thật ra Sean chỉ muốn xem thử có gì hữu ích cho việc đưa ra chẩn đoán hay không, chứ không hề có ý nhắm vào tiền hay đồ của bệnh nhân. Han hỏi như thế này có khác gì đang nghĩ anh là trộm. Sean trả lời tôi không nói chuyện với cô ấy đang ngủ. Han bất mãn đến bật cười, lạnh lùng nói với Sean. Cậu không nên liên lạc với bệnh nhân hoặc gia đình hay là những thứ thuộc về họ, hay cậu đang ép tôi phải sa thải cậu. Đối diện với nguy cơ mất đi công việc mình yêu thích, Sean quyết định nói ra những gì mình phát hiện được. Mạng xã hội của Sadie cho thấy cô ấy được tài trợ cho chuyến leo núi bằng cách làm việc như một nhà phê bình thực phẩm tự do. Cô ấy đã đánh giá một nhà hàng Nhật Bản, hệ thống chấm điểm ban đầu là A, nhưng sau đó rơi xuống mức C, tương ứng với việc an toàn thực phẩm rất tệ. Sushi tệ có thể dẫn đến nhiễm sán nhưng nó thường không phải vì axit dạ dày gần như luôn tiêu diệt ký sinh trùng của cá. Nhưng với đất nước hay sử dụng chất ức chế axit như người Mỹ chúng ta thì có vẻ không. Tôi đã thấy một cái chai trong túi của cô ấy, Sadie có thể bị ký sinh trùng sán với một năng sán giống như u màng não. Han nghe xong có chút ngây người. Dù đang rất tức giận về hành động của Sean nhưng anh không thể phủ nhận Sean thực sự rất xuất sắc. Nhưng khi Sean muốn đi nói với bệnh nhân thì Han vẫn lạnh lùng nói với anh rằng ý tưởng của cậu rất tuyệt nhưng khả năng không cao. Chúng ta sẽ sinh thiết để xác nhận chẩn đoán trước. Nếu chẩn đoán ban đầu là đúng, giả thiết của cậu khó có thể thành công và điều đó là tắc trách nếu để cho bệnh nhân hy vọng. Cuối cùng khối u của Sadie được mang đi sinh thiết. Sau khi xác nhận qua kính hiển vi, Han đã chấp nhận sự thật là Sean đã đúng. Han đưa mọi người đến phòng bệnh của Sadie và nói chuyện chẩn đoán sai cho hai chị em cô biết. Cô không bị u màng não mà nó là một bọc sán. Tuy rằng nghe khá thô lỗ nhưng nó có thể chữa được, chúng tôi có thể mở hộp sọ và tống khứ chúng khỏi não của cô. Hai chị em nghe xong vui mừng đến mức ôm chầm lấy nhau. Sau khi ra ngoài, Han nói với Sean rằng không có nhiều bác sĩ táo bạo như cậu ngày hôm nay. Cậu làm tốt lắm. Sean nhân cơ hội này bày tỏ ý muốn quay về khoa ngoại nhưng vẫn bị Han lạnh lùng từ chối. Sean, tuy rằng chẩn đoán của cậu đúng nhưng những gì cậu làm ngày hôm nay đã chứng minh tôi đúng. Cậu rất có tài nhưng khuyết điểm cũng không ít. Cậu có thể thành một nhà bệnh lý giỏi, tiếp tục cứu sống được rất nhiều người nhưng không phải là một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Trong lúc mọi người đang bận rộn với Sadie thì bệnh viện cũng tiếp nhận một bệnh nhân mới rất đặc biệt. Ông ấy tên là Clarence, là một mục sư. Ông rất thích cảm giác đau đớn, càng đau thì càng tốt. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ông có một khối u ở cột sống. Nguyên nhân của cơn đau là do khối u tác động lên cột sống đè lên dây thần kinh. Nếu nói rằng ca phẫu thuật bao gồm hai bước, trước tiên ta nối cột sống để ổn định nó lại, giảm bớt áp lực lên dây thần kinh và làm mất đi cơn đau. Sau đó ta sẽ loại bỏ khối u. Vì khối u đã lan rộng ra các hạch bạch huyết, ông vẫn sẽ phải dùng hóa trị. Clarence nghe xong thì đưa ra một lời đề nghị rất kỳ lạ. Mọi người hãy bỏ qua bước thứ nhất mà trực tiếp thực hiện bước thứ hai. Tôi cần cơn đau này, càng đau càng tốt. Neil, Claire và Janice đều sững sờ, sao ông phải làm như thế? Clarence giải thích vì tôi đã từng làm những việc không thể tha thứ được, những cơn đau là sự trừng phạt. Cả ba người đều không thể hiểu được rốt cuộc ông đã phạm phải tội gì. Clarence nặng nề nói, tôi đã giết người, bầu không khí trầm hẳn xuống. Lúc sau Claire đi tìm hiểu mới biết được hóa ra là một con chiên đã gọi điện cho ông ấy, hẳn là muốn sám hối nhưng vì uống rượu Clarence đã không nhấc máy và tín đồ đó đã tự sát. Sau khi biết tin Clarence đã quy chụp mọi tội lỗi lên người mình, ông cho rằng cơn đau này là sự trừng phạt mà Thượng Đế dành cho ông. Nếu bệnh nhân đã không muốn làm bước thứ nhất thì đành phải phẫu thuật luôn từ bước thứ hai vậy. Nếu làm bác sĩ mổ chính, Claire và Janice làm phụ mổ. Các phẫu thuật mới tiến hành được một nửa, monitor của Clarence bỗng vang lên chuông cảnh báo. Clarence sắp không xong rồi, phải mau chóng dừng ca phẫu thuật lại, ca phẫu thuật đã thất bại. Sau khi tỉnh lại phát hiện cơn đau đã biến mất, Clarence cực kỳ tức giận. Có phải các người đã thực hiện bước đầu tiên không? Mau trả lại cơn đau cho tôi. Claire vội trấn an Clarence, đây chỉ là tác dụng của thuốc gây mê, chúng tôi không thực hiện bước đầu tiên, chúng tôi đã tiến hành luôn bước thứ hai và nó đã thất bại, suýt nữa ông đã không qua khỏi. Sau khi thuốc mê mất tác dụng, cơn đau sẽ quay trở lại với ông. Clarence nghe xong mới bình tĩnh lại, ôi trời ạ, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra và bệnh nhân nào cũng có thể có. Khi Neil thực hiện phẫu thuật lần hai cho Clarence, cuối cùng anh đã lấy được khối u một cách hoàn hảo. Nhưng thật ngạc nhiên khối u đã nhỏ hơn trước rất nhiều, một bộ phận khối u đã tự thoái lui, đây là kỳ tích hiếm có trong giới y học. Lẽ nào Thượng Đế thật sự đã ra tay cứu vớt Clarence? Để tìm hiểu nguyên nhân khối u tự thoái lui, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra tổng thể cho Clarence, nhưng có xem xét kỹ thế nào cũng chẳng phát hiện ra gì bất thường. Sau khi thống nhất kết luận, ba người đến báo cho Clarence tin tốt này, điều này thực sự như một phép màu.
Nhờ Claire khuyên giải, cuối cùng Karen cũng đã hiểu rõ đau đớn chẳng giúp ích được gì, phải khỏe mạnh mới giúp được càng nhiều người hơn. Sau khi tan ca, Sean không muốn về nhà, anh lặng lẽ đứng trên cao nhìn mọi người đang tiến hành phẫu thuật. Trong lòng Sean thầm nghĩ đến bao giờ mình mới có thể quay lại phòng phẫu thuật. Hết tập 16. Các bạn đã từng nghe đến bệnh chân voi bao giờ chưa? Bụng của người đàn ông tên Candy này như một ngọn núi nhỏ vậy. Đó là một khối u xơ thần kinh khổng lồ nặng đến 45,5kg và tăng thêm khoảng 400g mỗi ngày. Nó giống hệt bệnh chân voi, chỉ khác là nó nằm ở bụng. Bệnh viện Bonaventure mà Sean đang làm việc sẽ tài trợ toàn bộ cho ca phẫu thuật này, để Candy có thể trở về với dáng vẻ trước kia. Bệnh viện mở cả một cuộc họp báo lớn để công bố chuyện này với thế giới. Người phụ trách ca này là Neil. Trên bục, anh phân tích rằng khối u và cơ thể có nguồn cung cấp máu chung và giờ nó đan xen lẫn nhau cực kỳ phức tạp. Các bệnh viện khác không nơi nào dám làm, nhưng Neil có tự tin về ca này. Anh tin mình sẽ đưa Kenny quay lại với cuộc sống. Nhưng không một ai ngờ rằng ca phẫu thuật này nguy hiểm vô cùng, liên tục xảy ra biến số. Ngay cả Neil và Han bắt tay cũng không thể giải quyết được. Vào lúc Candy sắp bị thần chết đưa đi, họ đã nhờ Sean đến giúp đỡ. Tập này Sean cứng rắn đối chọi với Han. Anh phẫn nộ đến mức bùng nổ như núi lửa, cực kỳ đặc sắc. Các bạn cùng theo dõi tiếp nhé! Claire đến khoa bệnh lý tìm Sean và Kylie nói rằng cho tôi 60 đơn vị máu nhóm B+. Kylie nghe xong trợn tròn mắt, cậu đang phẫu thuật cho một con voi bị rối loạn đông máu sao? Sao lại lấy một lúc nhiều đến thế? Sean nghe vậy cũng bị thu hút, quay người ra nhìn về phía Claire chờ đợi câu trả lời, hóa ra là để truyền máu cho Kenny. Sean nói rằng có thể mượn ca này để nghiên cứu về kỹ thuật cứu các tế bào, nhưng Claire nói với Sean rằng Neil đã thành lập đội cho nên rất xin lỗi Sean. Claire, Park và Jenick đưa Kenny đi chụp CT để lập bản đồ việc cung cấp máu cho khối u. Kenny hỏi máy chụp CT này giá bao nhiêu thế, chắc sẽ không bị tôi làm hỏng đấy chứ. Jenick trả lời nó có giá 3 triệu đô la Mỹ, nhưng nó sẽ vô giá trị nếu anh không ngừng nói. Claire đề nghị mọi người cùng đề nghị với Han điều Sean quay lại ngoại khoa, nhưng Jenick không đồng ý. Lúc này phim chụp của khối u xuất hiện trên màn hình máy tính, mọi người đều bị dọa cho giật mình. Trời ạ, khối u đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Nếu mau chóng đi nói với Kenny, chúng ta cũng biết khối u sẽ phát triển kể từ lần quét cuối cùng, nhưng không nhanh đến mức này. Các mạch máu mà tôi nghĩ đến và có ý định đốt giờ đã dày hơn ngón tay cái của tôi, vì thế không thể loại bỏ khối u mà không làm cho anh bị chảy máu đến chết. Kenny nghe vậy cảm giác như rớt thẳng xuống địa ngục, nhưng anh vẫn kiên quyết thực hiện ca phẫu thuật. Tôi thà chết trên bàn mổ còn hơn tiếp tục sống với con bọ khổng lồ chết tiệt, đang hút dần cuộc sống của tôi này. Nếu không tán thành suy nghĩ này của Kenny, sống được mới là quan trọng nhất. Nếu khuyên Kenny miễn là trái tim của anh vẫn khỏe mạnh thì anh cứ thế này cũng được, chúng tôi sẽ dùng một vài cách khác để cải thiện cơn đau mà khối u mang đến cho anh. Nhưng Kenny vốn không muốn như vậy, anh muốn được trị khỏi, muốn quay lại với cuộc sống của một người bình thường. Nhìn thấy Kenny quyết tâm như vậy, các bác sĩ không biết phải nói gì hơn. Claire và Park cùng nhau đi uống trà sữa, ống hút lớn và trân châu khiến Claire chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu trước khi thực hiện ca phẫu thuật sử dụng yếu tố đông máu của cơ thể để giúp làm tắc nghẽn các mạch máu lớn đến khối u, ta sẽ làm giảm xuất huyết trong phẫu thuật và có thể cắt bỏ khối u mà không làm cho bệnh nhân chảy máu. Kenny chưa nghe xong đã cười rạng rỡ nói được, tôi đồng ý, mọi người hãy thực hiện nó càng sớm càng tốt. Ca phẫu thuật bắt đầu, khối u của Kenny quả thực giống hệt một ngọn núi nhỏ. Ca phẫu thuật cần phải tách mạch máu của cơ thể và mạch máu của khối u ra, sau đó cắt bỏ khối u. Han khen ngợi Claire đã nghĩ ra một cách rất hay, nhưng vừa nói xong monitor của Kenny lại đột nhiên vang lên chuông cảnh báo. CVP là 14 và đang tăng, xem ra thuyên tắc mạch máu đã tạo nên hiện tượng ngăn thứ 3 của dịch cơ thể và phổi. Cả đội đã cố gắng nghiên cứu ca mổ, nhưng bây giờ họ chỉ còn một nửa thời gian để làm điều đó. Ban quản lý cấp cao của bệnh viện và các nhân viên y tế khác đều theo dõi ca phẫu thuật từ trên cao. Nếu hỏi ước tính độ mất máu của anh ta là bao nhiêu, khoảng 8,5 lít, Jenick trả lời. Sean ở trên phân tích toàn bộ cơ thể con người thông thường chỉ có 5,5 lít máu, mà giờ bệnh nhân đã mất 8,5 lít, xem ra ca phẫu thuật không được lạc quan cho lắm. Quả nhiên Han ra y lệnh lập tức truyền máu cho Kenny. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, những chỗ cần loại bỏ đã được loại bỏ kha khá rồi, chỗ u xơ nặng đến mức phải dùng cả máy móc để treo lên, còn cơ thể của Kenny căn bản không thể lật được. 1, 2, 3, lật! Vừa lật được người anh ta lên một chút, monitor đã phát tín hiệu cảnh báo. Mọi người nhanh chóng đặt Kenny về lại tư thế cũ, tình hình trở về trạng thái ổn định. Tất cả lại cố gắng lật người Kenny thêm một lần nữa, lần này thì nghiêm trọng hơn. Mọi người phân tích hô hấp bình thường, không xuất huyết, có vẻ là sốc do lưu thông máu. Nếu nói tôi cần phòng thí nghiệm thống kê và hồi sức sốc ban đầu. Nhưng có gì đó bất thường, bạch cầu tăng, giống như một chứng viêm toàn thân đã giải phóng cytokine. Nếu phân tích, cắt nguồn cung cấp máu của khối u đang gây ra hội chứng thuyên tắc sau. Han ra y lệnh tiêm lidocaine cho động mạch trong 130mg methylprednisolone và bắt đầu dùng kháng sinh. Lúc này các bác sĩ chia làm hai phe. Park cho rằng nên phục hồi lưu lượng máu đến khối u để đưa bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch đã.
Claire cũng cho rằng với trạng thái hiện giờ phải cắt bỏ những gì chúng ta đã cắt và để lại phần còn lại. Nếu phản đối không được, chúng ta không thể đầu hàng. Han đồng ý với Neil. Thế là phòng phẫu thuật trở thành chỗ mọi người tranh luận. Đột nhiên Neil đề nghị gọi Sean vào. Đây là một vấn đề về lưu lượng máu. Sean có tài năng đặc biệt để hình dung giải phẫu phức tạp, chắc chắn cậu ấy sẽ có cách. Nhưng đề nghị này lập tức bị Han bác bỏ. Chúng ta không có thời gian, chúng ta cần ngăn chặn PES ngay. Neil không quan tâm được nhiều nữa, lập tức bảo Claire đi gọi Sean đến, nhưng một lần nữa lại bị Han ngăn lại. Thật ra trong lòng Han đã có tính toán, nói thế nào nhỉ? Ở Mỹ tôi cũng được coi là một bác sĩ có tiếng, vừa viết luận văn, vừa đi diễn giảng khắp nơi. Lương của tôi còn gấp mấy lần các người lận, giờ lại không xử lý được ca phẫu thuật này, còn phải nhờ một anh bạn nội trú mới hai mấy tuổi đến giúp. Nếu để chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi của tôi phải để đi đâu đây? Hơn nữa tôi mới điều Sean đến khoa bệnh lý, giờ lại mời cậu ta về để chỉ dẫn. Người khác sẽ nghĩ thế nào đây? Danh tiếng của tôi còn gì nữa đây? Nghĩ đến đây, Han nói tôi hiểu mọi người đều rất tán thưởng tài năng của cậu ấy, nhưng chúng ta không có thời gian cho buổi thử giọng đâu. Nếu nghe xong thì rất tức giận, bệnh nhân sắp không xong rồi. Mà anh vẫn không thể gạt bỏ định kiến của mình sang một bên, đây là bệnh nhân của tôi nên tôi có quyền quyết định. Han nghe xong thái độ càng cứng rắn hơn, tôi cũng đang cố gắng cứu lấy bệnh nhân của anh đây. Vì vậy tôi đang yêu cầu anh đừng lãng phí thời gian. Bây giờ chúng ta đã cắt giảm gần một nửa, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Vì vậy hãy loại bỏ nó và cho anh ta một cơ hội để sống và chiến đấu vào một ngày khác. Nhưng cả khoa ngoại hiển nhiên rất tin tưởng vào Sean. Claire đã làm trái lại lời của Han đến khoa bệnh lý tìm Sean. Sean, chúng tôi cần cậu trong phòng mổ. Sean vừa đến phòng phẫu thuật lập tức khởi động năng lực thiết lập sơ đồ cấu trúc vạn vật, bắt đầu phân tích hệ thống mạch máu của cả nghìn nhánh đầy phức tạp trong khối u. Năng lực này thật khiến người ta phải cảm thán bái phục. Sau 2 phút Sean đã phân tích xong, Sean nói rằng mọi người không có đủ thời gian, mọi người không thể lập bản đồ đầy đủ của hệ tuần hoàn và loại bỏ khối u mà không giết chết bệnh nhân, nó quá phức tạp. Mọi người thấy đến Sean còn nói như vậy thì chuyện này thật sự hết hy vọng rồi. Han ở một bên thấy vậy thì giễu cợt, chà ít nhất cậu cũng nói ngắn gọn và đi vào vấn đề đấy, giờ thì hãy làm theo những gì tôi nói. Han còn chưa nói xong đã bị Sean đánh gãy bằng một câu hết sức ngầu, nhưng mọi người không cần phải làm điều đó một cách nhanh chóng. Nếu không hiểu, nếu chúng ta chậm lại anh ta sẽ mất máu. Sean tiếp tục giải thích kỹ hơn, nếu chúng ta kẹp động mạch chủ, nó có thể làm giảm lưu lượng máu đến khối u để làm chậm quá trình giải phóng các cytokine. Han tiếp lời, kẹp động mạch chủ sẽ giết ruột, thận và chân của bệnh nhân đấy anh bạn ạ. Claire thông minh thì lập tức hiểu ý của Sean, nếu chúng ta tháo kẹp ra trong mỗi 10 phút cho nó vừa đủ máu để ngăn chặn các cytokine, Kenny sẽ không đến nỗi bị chảy máu đến chết. Sean cười mỉm gật gật đầu, cách này chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đỉnh. Han không thể không nói lời cảm ơn với Sean. Sean đứng ở một bên âm thầm khởi động năng lực siêu việt thần chết mau lùi lại, bảo đảm an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Các phẫu thuật được tiếp tục tiến hành, còn Sean thì lặng lẽ rời khỏi phòng phẫu thuật, chỉ có Claire, Park và Janet là nhìn về phía anh. Cùng với nhát cắt mạch máu cuối cùng, Kenny cuối cùng cũng thoát khỏi khối u sơ khổng lồ này. Ca phẫu thuật thành công, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Nhưng Sean thì không, anh không muốn trở thành một khán giả. Người mẹ này thật tàn nhẫn, lại lấy con của mình ra để làm chuông lắc, cứ lắc mãi không thôi. Cô ta tên là Laura, là bạn học cũ của Lim. Lim đích thân mang mẫu máu của đứa bé đến chỗ Sean và Kylie để xét nghiệm. Kết quả vừa nhìn thấy báo cáo, ai cũng cực kỳ tức giận, đứa bé hôn mê là do bị rung lắc mạnh. Lim đi tìm Laura chất vấn, cậu có từng để con bé ở với ai không? Laura chắc như đinh đóng cột, chưa từng. Vậy sao cậu lại coi đứa bé như một chiếc chuông mà rung lắc mạnh đến như thế? Laura quyết không thừa nhận, đó là con gái ruột tôi sinh ra, sao tôi có thể làm thế được chứ? Các xét nghiệm đều có sai số. Lim đến khoa bệnh lý đề nghị làm lại các xét nghiệm nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cuối cùng Lim chọn đại nghĩa diệt thân, trực tiếp gọi cảnh sát đến đưa Laura đi với tội danh ngược đãi trẻ em. Sean cảm thấy có gì đó không đúng. Khi quan sát cả phẫu thuật của Kenny, anh đã khởi động năng lực thiết lập sơ đồ cấu trúc vạn vật và đưa ra giải thích rằng đứa bé hôn mê có thể là do sản phẩm phân hủy máu, chứ không phải do bị rung lắc. Như vậy, Sean lập tức quay về phòng hóa nghiệm. Quả nhiên nguyên nhân đứa bé hôn mê không phải do bị rung lắc mạnh, Sean lại lập công thêm lần nữa. Sau khi có kết quả chắc chắn, Sean đi tìm Lim để nói cho biết. Lim đến chỗ cảnh sát và báo cho họ biết kết quả kiểm tra. Cuối cùng Laura được thả ra ngoài. Hành động lần này của Lim đã khiến tình bạn của hai người sứt mẻ nghiêm trọng. Laura chỉ trích Lim từ lúc đi học đã không chịu tin tưởng người khác, hai người chia tay không vui vẻ. Ở một bên khác, Kenny cuối cùng cũng đã tỉnh, anh nói rằng tuy hiện giờ rất đau nhưng trong lòng thực sự rất vui mừng. Cuối cùng tôi cũng đã thoát được con bọ khổng lồ đó, điều đó thật tuyệt vời. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Sean lại ở một chỗ lấy dao phẫu thuật em trai tặng ra ngắm nhìn, sau đó lấy hết dũng khí đi gặp Han. Sean trực tiếp nói rằng hôm nay tôi đã cứu được bệnh nhân, tôi xứng đáng là một bác sĩ phẫu thuật. Han đương nhiên sẽ không đồng ý, chuẩn bị lên tiếng từ chối thì Sean lớn tiếng nói, bác sĩ Han, tôi muốn trở lại công việc cũ của mình, anh đang phạm sai lầm. Han chậm rãi nói, chẳng phải cậu đang làm rất tốt ở khoa bệnh lý học sao, cậu đã cứu được rất nhiều ca sớm hơn, và một ca tuyệt vời ngày hôm nay, cậu cứ tiếp tục làm tốt và theo thời gian chúng tôi có thể góp ý xây dựng để cậu có nhiều trách nhiệm hơn.
Không giống như những lần trước không thể phản bác, lần này Sean đã kiên quyết nói với Han rằng, không, tôi là một bác sĩ phẫu thuật, tôi sẽ không rời khỏi văn phòng của ông cho đến khi ông trả lại vị trí cho tôi. Han nghiêm túc nói, cậu đang ra lệnh cho tôi hay là đang uy hiếp tôi? Sean bỏ hết tất cả ngoài tai, chỉ lặp đi lặp lại một câu, tôi là một bác sĩ phẫu thuật. Cuối cùng Han cũng mất hết kiên nhẫn, tôi cho cậu một cơ hội cuối, lập tức rời khỏi đây ngay. Nếu cậu còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ gọi bảo vệ và việc đó đồng nghĩa với việc cậu có thể bị sa thải. Sean chính thức bùng nổ, tôi là một bác sĩ phẫu thuật, tôi là một bác sĩ phẫu thuật. Và anh đã bị bảo vệ mời ra khỏi phòng làm việc của Han. Sean đến phòng thay đồ, một người trước nay luôn chỉnh tề ngăn nắp như Sean mà lúc này lại điên cuồng vứt mọi thứ xuống đất. Anh thực sự rất tức giận. Sao lại đối xử với tôi như thế? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi đã cứu được hết người này đến người khác trong phòng phẫu thuật. Sao cứ nhất định phải điều tôi đến khoa bệnh lý? Sao lại bất công như thế? Sao tôi lại là một người tự kỷ? Sean cầm con dao phẫu thuật em trai tặng lên, mọi khi chỉ cần dùng sức miết miết mấy cái là anh có thể từ từ bình tĩnh lại. Nhưng lần này không được, cảm xúc của anh đã hoàn toàn bị mất khống chế. Anh miết mạnh đến nỗi con dao gãy làm đôi. Sean suy sụp ngồi dựa vào tường. Lúc này Claire đi đến, cô là người hiểu Sean nhất, hiểu lòng người nhất, biết khuyên người ta nhất. Nhưng lúc này cô không biết mình phải nói gì cho phải. Claire chỉ có thể yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh Sean như một lời an ủi thầm lặng. Hai tiếng sau Sean rời khỏi bệnh viện, trời đang đổ mưa lớn giống như Thượng Đế cũng đang xót thương cho anh vậy. Đi được một đoạn Sean quay đầu nhìn về phía tòa nhà bệnh viện. Ước mơ của tôi không thể để anh phá tan như vậy được Han. Tôi nhất định sẽ cố gắng chứng minh cho anh thấy anh đã sai. Hết tập 17. Tên du côn trong quán rượu thật quá điên cuồng đến cả Sean cũng dám đánh, khiến Sean bị gãy xương sườn, may mà năng lực bị động của Sean có thể phát huy. Một giây sau, tên du côn ngã lăn ra đất rồi được đưa đến bệnh viện, tính mạng nguy hiểm. Nhưng Sean cũng bị thương không nhẹ, chẳng mất bao lâu mà rơi vào hôn mê. Video hôm nay là tập cuối mùa 2 của bộ phim Bác sĩ Thiên Tài, nội dung rất đặc sắc, bao gồm cả kết cục của Han nữa. Các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé! Sean liên tục lập được công lớn ở khoa ngoại nhưng lại bị trưởng khoa phẫu thuật mới là Han điều đến khoa bệnh lý. Sean đi tìm Han đàm phán nhưng kết quả chẳng ra đâu vào đâu, Sean cuối cùng cũng tức giận đến nổ tung, một mực không chịu rời đi khiến Han phải gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài. Càng quá đáng hơn là anh ta trực tiếp đình chỉ công tác của Sean, Sean của chúng ta đối diện với nguy cơ bị khai trừ. Đến tối, Sean mang theo tâm trạng chán nản suy sụp đến quán bar uống rượu. Quán bar không có nhiều người cho lắm, Sean muốn nói chuyện nên đã nói với người đàn ông cách đó không xa rằng sao anh lại buồn. Người đàn ông đáp tôi không buồn, Sean tiếp tục, có lý do nào khác để say rượu vào lúc 10 giờ sáng không? Người đàn ông mất kiên nhẫn nói Sean hãy im miệng đi. Sean cũng đang rất không vui lại tiếp tục nói, uống với một người vui vẻ cũng vui đấy nhỉ. Lea rất vui vẻ nhưng anh thì không. Người đàn ông nghe xong không vui đi đến trước mặt Sean hung dữ nói, mày câm miệng lại đi. Sean nhìn anh ta nói, nếu tôi có điều muốn nói tôi sẽ nói ra. Cứ vậy hai người xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông tức giận đẩy mạnh Sean một cái. Sean phản kháng lại, tôi ghét nhất là bị người khác đụng vào người. Sean vừa dứt lời, người đàn ông đã tặng anh một quyền nặng nề vào ngực khiến anh ngã ngửa ra đất. Sean bị đau khiến hiệu quả của năng lực bị động trong cơ thể nháy mắt tăng lên 1.000 lần. Nhìn Sean ôm ngực ngồi trên đất, người đàn ông còn chưa thấy thỏa mãn lại đạp cho anh một phát thật đau. Thế nhưng vừa đá xong, anh ta đã mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, đầu đập thẳng xuống đất, lập tức chảy máu. Sean đứng dậy sững sờ đến ngây người trước cảnh tượng vừa rồi. Tôi mới là người bị đánh đây nhá. Thế mà giờ anh lại bị chảy cả máu đầu, có phải là lừa đảo không thế? Hay là muốn ăn vạ? Được rồi, cứ gọi xe cấp cứu trước đã. Vậy là người đàn ông được đưa tới bệnh viện, Sean sắp bị đuổi, Neil và Claire tiếp nhận anh ta. Anh ta tên Jack mất ý thức, chấn thương hở ở đầu, có thể bị dập não. Điểm GCS là 9, có thể là một khối máu tụ ngoài màng cứng. Nói xong nhân viên xe cấp cứu còn bổ thêm câu theo lời bác sĩ Sean Murphy. Thật bất ngờ khi Sean lại là người đưa bệnh nhân đến viện. Do bị đình chỉ nên anh không chịu xuống xe đi vào, Claire biết chuyện đã ra ngoài đưa Sean vào. Sau khi vào, Sean lặp lại rằng có thể Jack tụ máu ngoài màng cứng. Mọi người hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Sean lại nhất quyết không nói ra nửa chữ. Viện trưởng Marcus gọi Han đến nói chuyện, sao lại đình chỉ Sean? Sean là bác sĩ thiên tài đã lập được không ít công lao. Han lại dùng chứng tự kỷ và rào cản giao tiếp để nói lại Marcus. Anh ta nói rằng mọi người quá chăm sóc Sean và chỉ có anh ta mới thực sự muốn thử thách Sean nhưng Sean đã không vượt qua thử thách đó. Claire phát hiện Sean đang ngây người ngồi một chỗ, cô tiến lại khuyên Sean khi gặp phải khó khăn phải nghĩ cách giải quyết, đừng chỉ biết giữ trong lòng. Cậu không chỉ là một bác sĩ, cậu còn là một con người, một người bạn tốt của chúng tôi. Sean tiếp lời, tôi chỉ muốn là một bác sĩ phẫu thuật, chỉ vậy mà thôi. Claire nói với Sean cuộc sống của chúng ta không chỉ có mỗi công việc còn cần phải tìm kiếm nửa còn lại của chính mình. Sean nghe vậy thì nói tôi nghĩ tôi sẽ là một người bố tốt, nhưng tôi không biết làm thế nào để yêu. Vậy là Claire giúp Sean học cách bày tỏ cảm xúc của mình, Sean cầm hộp thuốc và ghim bấm thay cho hoa và sô-cô-la. Anh đang tỏ ra rất trịnh trọng nhưng biểu cảm và dáng vẻ lại rất đáng yêu. Thật ra Claire và Sean thành một đôi cũng không tồi, nhưng lối sống của Claire có phần giống Lia nên tôi cảm thấy hai người khó mà chung sống hòa hợp dù tính tình của Claire rất tốt.
Hai người cùng đi lấy kết quả xét nghiệm của Jack không hề có tụ máu. Công thức máu bình thường không có nồng độ ma túy mà chỉ có nồng độ cồn. Vậy sao điểm GCS lại chỉ có 9, thật khiến người ta khó hiểu. Claire hỏi Sean có lẽ anh ấy bị trượt và đập đầu xuống sàn. Sean phủ định, dáng đi và hành động của anh ấy hơi bất thường, cả hai cái đó đều có thể liên quan đến nhiễm độc. Claire truy vấn sao Sean lại biết rõ như vậy, lẽ nào lúc anh ta ngã cậu cũng có mặt. Sean, cậu không bao giờ nói dối, vậy sao giờ lại nói dối chuyện này? Trước sự ép hỏi của Claire, Sean chỉ nói rằng Jack không say thì là có vấn đề về thần kinh, cậu cần chụp điện não đồ và CT động mạch, nhất mực không chịu nói ra chuyện đã xảy ra. Nói xong Sean vội đến nhà vệ sinh kéo áo lên xem thử. Ôi trời ơi, vết bầm to quá. Lúc này Sean bắt đầu ho, lại còn ho ra máu nữa. Anh tự lấy mẫu máu của mình mang đến khoa bệnh lý, anh nhờ Kylie kiểm tra giúp nhưng lại nói đó là của người khác. Vì không có chữ ký của bệnh nhân vốn không thể mang đi xét nghiệm được nhưng Kylie vẫn quyết định giúp Sean. Rất nhanh đã có kết quả xét nghiệm, bạch cầu và thời gian đông máu đã tăng lên, huyết sắc tố hơi thấp, có thể là do viêm phổi hoặc hội chứng đông máu nội mạch. Sean trả lời đó là do chấn thương, Kylie khuyên Sean mau bảo người đó nhập viện điều trị, nếu không rất có thể sẽ chuyển biến xấu. Sean đến phòng bệnh của Jack, sau hôn mê cuối cùng anh ta đã tỉnh lại. Anh ta vẫn rất ngạo mạn hỏi Sean sao lại ở đây. Sean trả lời rằng tôi là bác sĩ ở đây. Hôm qua tôi rất buồn, tức giận và bối rối. Lẽ ra tôi không nên đến quán bar mà phải ở chỗ phỏng vấn việc làm. Bác sĩ Glassman đã giúp tôi có được một cơ hội phỏng vấn nhưng tôi lại từ bỏ nó. Tôi chỉ muốn làm việc ở đây. Jack nghe xong mà u cạc cạc chả hiểu ra làm sao. Sean nhìn Jack rồi khởi động kỹ năng thiết lập sơ đồ vạn vật bắt đầu phân tích bệnh tình của anh ta. Đột nhiên Sean nói rằng anh không phải bị tiêu cơ vân, anh cần được điều trị ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Jack nghe vậy lo lắng hỏi lại Sean tại sao chứ, cấp cứu gì cơ. Sean yếu ớt trả lời, anh bị trampoline, con chưa nói xong, anh đã bị ngất. Jack vội vã gọi y tá. Sean rơi vào trạng thái hôn mê, Claire chẩn đoán cho Sean mọi người đều toát cả mồ hôi lạnh, chăn máu màng phổi trái, rách lách độ 2, hậu quả do gãy một xương sườn. Ngay đến đây tôi thực sự không thể không cảm thán giúp cuộc cơ thể Sean được làm bằng sắt hay bằng đồng thế. Sau khi bị thương nặng như vậy mà còn có sức đưa Jack đến viện thảo luận bệnh tình với Neil, ngây người ngồi ở ghế của bệnh viện, tập bày tỏ cảm xúc với Claire, đợi kết quả xét nghiệm lại còn đến căng tin ăn cơm, sau khi cố gắng khởi động năng lực mới ngã xuống đất hôn mê. Một người bình thường sao có thể làm được nhiều việc như vậy sau khi bị thương nặng đến như thế chứ? Mọi người cảm thấy Sean có lợi hại không? Nếu cảm thấy lợi hại thì hãy để lại bình luận ở dưới nhé! Lúc này Marcus lại đến tìm Han, hôm nay Sean lại cứu tiếp được một người. Han thì nói đó chỉ là trường hợp khẩn cấp, không phải là một kỹ năng công việc, một sự trùng hợp mà thôi. Làm thế nào anh có thể tin tưởng một bác sĩ không có khả năng giao tiếp và không chịu nói với ai về tình trạng của mình, cứ vậy mà ngất xỉu trước mặt bệnh nhân. Marcus nghe Han nói vậy cũng rất giận, giờ tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của anh. Marcus còn chưa nói xong đã bị Han phủ đầu, tôi chỉ được làm những gì anh cho phép thôi phải không? Anh đã trả rất nhiều tiền cho phán xét của tôi, nếu giờ anh sa thải tôi anh sẽ trở thành trò hề trước hội đồng quản trị đấy. Nói xong Han hiên ngang rời đi. Claire đến xem Jack thế nào sau khi biết anh ta đã đánh Sean thì không ai muốn đến thăm bệnh cho anh ta hết. Jack nói với Claire rằng trước khi ngất đi Sean nói rằng mấy người đã chẩn đoán sai, còn nói tôi phải được cấp cứu ngay nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tôi hỏi anh ta tôi bị bệnh gì thì anh ta nói tôi bị cái gì mà trampoline. Anh ta chỉ đang dọa tôi thôi đúng không? Mau khám lại cho tôi đi. Claire tức giận mắng anh ta sao lúc đánh Sean lại ra tay nặng thế? Anh không sợ chết người à? Giờ thì lại nằm đây lo mình sống hay chết? Anh đúng là tên khốn bị thương ở đâu? Hiện giờ các kết quả xét nghiệm đều cho thấy tình trạng của anh bình thường, anh cứ nằm đó đi. Tuy nói là vậy nhưng Claire vẫn đi tìm Lim để bàn bạc lại, họ cho rằng đó chỉ là một phép ẩn dụ nào đó. Không ngờ đúng lúc này monitor của Jack lại vang lên chuông cảnh báo, anh ta lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu chẳng mấy chốc mà ra đi. Lim, Neil và Claire rơi vào khó khăn, những gì có thể kiểm tra và cần được kiểm tra họ đều đã làm cả rồi, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân Jack rơi vào hôn mê. Sau đó anh ta còn nói trước lúc ngất đi Sean đã từng nói rằng anh ta cần được cấp cứu. Hiển nhiên Sean đã biết chính xác anh ta bị làm sao, là căn bệnh nào đó liên quan đến trampoline nhưng rốt cuộc là gì thì không ai biết. Hay lắm, hiện giờ ba bác sĩ phẫu thuật tài năng lại ngồi trong phòng làm việc chơi trò đoán chữ, cố gắng tìm xem có căn bệnh nào liên quan đến mấy từ như trampoline không nhưng thật thất bại. Hai tiếng trôi qua rồi mà họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Claire đề nghị gọi Sean dậy rồi trực tiếp hỏi anh nhưng nếu không đồng ý, hiện giờ Sean đang rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu bất chấp gọi cậu ấy dậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy, chúng ta vẫn nên bài trừ và tra xét thêm thì hơn. Claire nghĩ ra cách tái hiện lại hiện trường để tìm ra nguyên do. Cô đứng ở vị trí mà Sean ngất đi, dùng góc nhìn của anh, cách tư duy của anh để phân tích bệnh tình của Jack. Nhưng tiếc là cô không đủ cao, còn phải tìm cả một cái ghế để đứng lên. Cuối cùng Claire cũng dần tìm được cảm giác khởi động năng lực thiết lập sơ đồ vạn vật phiên bản Claire. Cô nhìn chăm chăm vào phần cổ của Jack, cuối cùng đã tìm ra đáp án. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi. 3 tiếng sau cuối cùng Sean cũng tỉnh lại. Ông Glassman và Leah đều đang ở bên giường bệnh. Sean không hổ là một bác sĩ tốt, phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại là mau nói cho họ biết họ đã chẩn đoán sai. Anh ấy sẽ chết trừ khi được điều trị ngay lập tức.
Trong lúc Sean đang nóng ruột vì bệnh nhân, Claire bước vào và nói rằng Jack bị phình động mạch chủ và có dấu hiệu sắp vỡ, bằng chứng là một khối phình ở cổ anh ta. Chuyện đó cùng với dáng đi và hành vi bất thường của anh ta là vì anh ta đã mắc giang mai cấp 3, ngoài ra nó còn biết đến với cái tên là... Sean tươi cười tiếp lời, Treponema. Mọi người đều mỉm cười, hóa ra lúc đó Sean phát âm sai, khiến mọi người suy đoán suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không ra. Lúc này Marcus đến thăm Sean, anh ta khuyên Sean hãy đến bệnh viện khác làm việc, nhưng Sean kiên quyết nói rằng tôi muốn làm bác sĩ phẫu thuật ở đây. Marcus bất lực đáp rằng, Sean, cả hai chúng ta đều phải chấp nhận sự thực là cậu không còn là bác sĩ ở đây. Sean rơi vào trầm tư, em trai Steve của tôi vừa nói, bất cứ khi nào mọi người muốn bạn làm một cái gì đó họ nghĩ là sai, thì họ sẽ nói đó là thực tế. Lời vừa nói ra đến Marcus cũng rơi vào trầm tư không biết nên phản bác thế nào. Vì việc Sean đi hay ở, Marcus đã mở hẳn một cuộc họp hội đồng quản trị. Bản thân là một thành viên của hội đồng quản trị, ông Grassman nói rằng hôm qua bác sĩ Sean Murphy đã làm một vài điều thật khác biệt. Và đó không phải là vì cậu ta tỏ lòng thương xót cho một người đã từng dùng bạo lực với mình, mặc dù điều đó thật phi thường. Điều khác biệt là ngày hôm qua bác sĩ Sean Murphy đã khiến bác sĩ Claire Brown trở thành một bác sĩ tốt hơn khi cô ấy đã nhìn nhận vấn đề qua đôi mắt của bác sĩ Sean Murphy và cứu mạng được bệnh nhân. Ở khoa ngoại, Sean đã dùng năng lực và kiến thức xuất sắc của mình để cứu được nhiều ca bệnh khó nhằn, nâng cao danh tiếng cho bệnh viện. Chuyện này ai trong số chúng ta cũng đều thấy rất rõ. Hàn bắt đầu phản biện, tôi không sa thải Sean là vì cậu ấy không truyền cảm hứng, tôi sa thải cậu ta là vì cậu ta hành động không hợp lý, không chuyên nghiệp. Cậu ta không thể bình tĩnh, không thể kiểm soát bản thân, thế nên tôi bảo vệ quyết định của mình. Còn về ông Grassman đây khăng khăng đòi bỏ phiếu về vấn đề này, tôi cảm thấy lý do chính không phải là Sean có nên làm việc ở đây không, mà là tôi có nên ở đây hay không. Bởi vì tôi không thể làm việc ở đây nếu tôi không thể kiểm soát mọi việc. Không khí rơi vào gượng gạo, người chủ trì đề nghị mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Nhưng lúc này Marcus đột nhiên lên tiếng, Steve đã đúng, và bác sĩ Grassman cũng đúng. Bác sĩ Han, tuy tôi không có quyền bỏ phiếu nhưng tôi có quyền sa thải anh như quyền anh sa thải nhân viên của mình. Han nghe xong thì khá bất ngờ, anh sẽ sa thải tôi vì Sean. Marcus trả lời, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để chuyển đi và tôi cũng vậy. Cứ thế Sean được tiếp tục ở lại bệnh viện làm một nội trú phẫu thuật. Han quá coi mình là trung tâm nên đã tự đào hố chôn mình và nhận lại cái kết bị sa thải. Neil và Lim đã báo lên trên mối quan hệ yêu đương của mình và đã được phê chuẩn. Sau đó Lim được đề bạt làm trưởng khoa khoa phẫu thuật mới sau sự nhường bước của Neil. Lia về nhà, đột nhiên nhìn thấy Sean mặc vest nghiêm chỉnh, tay cầm sô-cô-la vào hoa, lẽ nào cậu ấy muốn tỏ tình với mình sao? Sean nói rằng tôi muốn nói với cậu một chuyện quan trọng, Lia thấy hơi xấu hổ. Được, cậu nói đi Sean. Sean trịnh trọng bước lại gần Lia rồi nói, cậu thấy tôi có đẹp trai không? Có, cậu rất đẹp trai, Sean à. Nghe xong Sean trực tiếp lướt qua người Lia và đi ra ngoài. Cái gì vậy trời? Không phải cậu định tỏ tình với tôi sao? Lia thực sự rất kinh ngạc. Vậy Sean đáng yêu của chúng ta muốn đi tìm ai đây? Hóa ra Sean đến nhà Kylie. Mở cửa nhìn thấy Sean, Kylie cũng rất ngạc nhiên, hóa ra là bác sĩ thiên tài Sean. Sean lên tiếng khen tóc của Kylie rất đẹp. Tôi có hoa tươi và sô-cô-la, cậu có muốn đi ăn tối với tôi không? Kylie tươi cười nói cậu đang muốn hẹn hò với tôi sao? Sean trả lời, đúng vậy. Tôi rất sẵn lòng, Kylie đáp. Sean thực sự không ngờ mình tỏ tình thuận lợi đến như thế nên không biết tiếp theo nên làm gì, cuối cùng lại quay người rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của con gái người ta. Lẽ nào cậu không nên để hoa và sô-cô-la lại sao, lại còn muốn đem về nhà? Thật ra Sean sớm đã chẳng nhớ gì đến mấy chuyện này. Anh vui vẻ nhảy cẫng lên trên đường giống hệt như đứa trẻ con mới được mẹ mua cho cả đống kẹo vậy. Thế là cả sự nghiệp và đường tình duyên của Sean đều thành công rực rỡ rồi. Chúc mừng nhà anh bạn. Toàn bộ mùa 2 của bộ phim Bác sĩ Thiên Tài đến đây là kết thúc. Câu hỏi như thường lệ, các bạn có muốn bọn mình ra tiếp mùa 3 của bộ phim này không? Nếu có hãy ấn like và bình luận mùa thứ 3 phía bên dưới để ủng hộ bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.